Chương 451: Sự thay đổi của nhà họ Lý. Điều khiến Lý Chính Thụy đau đầu bây giờ không phải là làm sao để khuyên người chi phụ, mà là lấy ba cái dự án trị giá 1 tỷ này về tay kiểu gì. Ông ta biết rõ, một khi ba dự án này chính thức hoàn thành thì địa vị của ông ta trong nhà họ Lý sẽ trở nên nguy hiểm vô cùng. Lý Chính Thụy rõ hơn ai hết tính cách của người trong gia tộc. Đám người này không quan tâm đến tình thân mà chỉ quan tâm đến tiền mà thôi. Ai nhiều tiền hơn thì bọn họ sẽ đi theo người đó. Khi Lý trấn quốc còn sống, chi chính hưng thịnh vô cùng, tất cả người chi phụ đều nịnh hót và nghe lời chi chính. Nhưng giờ thì sao, khi nam đinh trong chi chính cứ lần lượt qua đời rồi tàn phế, thì còn ai quan tâm bọn họ nữa? Chỉ có một mình bà cụ, nhưng một cây chẳng chống vững được nhà. Ngoài mặt thì không ai dám chống đối với bà ta, nhưng sau lưng thì đều là bằng mặt không bằng lòng, chẳng ai coi bà ta là người nắm quyền của gia tộc cả. Mà hiện giờ, đứa con hoang của chi chính kia lại mở cái phòng kế hoạch gì đó, rồi lại làm ba cái dự án 1 tỷ, nhanh chóng thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Không nói đến ai khác, ngay cả Lý Tinh Thanh cũng tới tìm ông ta mấy lần, hỏi có nên thử nói chuyện với bà cụ hay không. Nhìn ba dự án này có vẻ rất ngon cơm, không thể để chi chính chiếm hết được. Nói thì nói vậy, nhưng ai cũng biết bọn họ đơn giản chỉ đang ghen tị. Audio điện tử võ tấn bền sự thay đổi của nhà họ lý rõ mồn một bà cụ biết rõ và cũng biết là ai đã đưa cho nhà họ lý cơ hội như thế này lúc hoác khải đến nhà họ lý lần đầu bà cụ không có chút hảo cảm nào với cái đứa cháu trai từ trên trời rơi xuống này tự đại ngông cuồng bất lịch sự nếu không cần dựa vào cổ phần thừa kế của anh bà cụ đã cho người đuổi anh đi từ lâu rồi nhưng bây giờ bà cụ lại thấy rất may mắn vì bản thân đã không làm như vậy vì những người, những dự án mà Hoắc Khải để lại đã thật sự trở thành cọng rơm cứu mạng của Chi Chính. Chỉ cần làm theo kế hoạch thì cho dù không có phần cổ phần kia thì Chi Chính cũng sẽ không sụp đổ được. Bởi vì những người chi phụ tham gia vào đều chỉ vì lợi ích và sẵn sàng bỏ ra quyền quản lý trong tay, hệt như những gì Hoắc Khải nói. Những quyền quản lý đó khiến Chi Chính có được thủ đoạn khống chế kinh tế, nếu sau này đám chi phụ không nghe lời thì cũng là cách để trị bọn họ. Không phải là không có ai nhìn thấy điểm này, nhưng trước mặt lợi ích khổng lồ, có mấy ai giữ được cái đầu lạnh đâu. Điều mà bà cụ suy nghĩ bây giờ chính là có nên mở cửa thật to để cho thật nhiều người vào tham gia, và đây cũng là một nguyên nhân khác vì sao bà ta gọi cho Hoắc Khải. Với thái độ lạnh nhạt của Hoắc Khải, bà ta cũng chỉ tiện mồm nói vậy chứ chẳng có ý trách gì anh. Hoắc Khải hiểu rõ, tất cả người trong gia tộc đều là người vì lợi ích, nhà họ Lý cũng vậy. Anh có cách để khiến nhà họ lý dựa vào mình thì cũng chẳng sợ bà cụ trở mặt. Nếu bà gọi cho tôi chỉ để dạy tôi cách lịch sử thì tôi đã học xong rồi, tạm biệt Hoác Khải nói. Chờ đã, bà cụ vội vàng hét lên, định dạy dỗ thêm mấy câu theo bản năng, nhưng lời vừa đến miệng thì lại nuốt vào. Sau đó, bà ta nói cậu bảo chúng tôi chuẩn bị thật tốt, nhưng cũng phải biết là chuẩn bị cái gì chứ. Giờ đang là xã hội pháp trị, không phải thời đại múa đao vung kiếm nữa đâu hay cậu định để con em gia tộc chiến đấu cho bố cậu hả? Đương nhiên là không rồi, Hoác Khải trả lời, bà chỉ cần khiến bọn họ thể hiện ra thái độ muốn báo thù, đơn giản nhất chính là bất kỳ ai hỏi về chuyện này thì trả lời một câu thôi, sẽ không tha cho hung thủ, cho dù có khiến nhà họ lý tán ra bại sản thì cũng sẽ đồng quy vô tận với đối phương. Bà cụ nghe vậy thì tim đập nhanh vô cùng, đầu lưỡi khô cứng, đồng quy vô tận. Bà yên tâm, tôi đã nói là thực lực của kẻ địch không quá mạnh mà, nói không chừng chúng ta chỉ dọa cho mấy câu là bọn họ đã chủ động đến xin lỗi rồi, hoắc khải an ủi. Tuy bà cụ không hoàn toàn tin tưởng, nhưng chính miệng bà ta đã nói sẽ giúp đứa cháu này điều tra chân tướng vụ án năm đó. Bây giờ cũng không thể nuốt lời nữa, đã tra ra được hung thủ rồi thì không lẽ lại thôi. Truyền ra ngoài thì nhà họ Lý có mà bị cười cho chết. Cho nên bà cụ đã lập tức có ý tưởng, bất luận có phải là báo thù hay không thì ít nhất vẫn phải tỏ rõ thái độ ra bên ngoài, như vậy thì còn hợp lý một chút. Còn sau đó sẽ làm gì thì chẳng phải là xem người bên dưới làm việc ra sao ư? Nghĩ đến đây, bà ta trả lời, "Được, lát nữa tôi sẽ giao xuống." "Ừm, vậy không còn gì nữa thì tôi tắt đây." Hoắc Khải nói. "Chờ đã!" Bà cụ lại vội vàng hét lên, hỏi anh, "Còn chuyện này nữa, giờ có rất nhiều chi phụ đang muốn gia nhập vào ba dự án của chúng ta. Bọn họ đã giao quyền quản lý ra đây rồi." tôi nghĩ là có thể cho bọn họ cơ hội, cậu nghĩ sao? Hoác Khải biết thừa bà cụ nghĩ gì, chắc chắn là thấy cái lợi trước mắt cho nên mới vội vàng định mở rộng thành quả đây. Hoác Khải đã sớm có kế hoạch chi tiết về chuyện này rồi. Anh đáp, ý kiến của tôi là, mỗi khi có dự án mới mở ra thì cho bọn họ một thời gian cố định để suy nghĩ. Muốn tham gia thì chỉ có một lúc này, nếu hết thời gian thì sẽ không còn cơ hội nữa và chờ đến lần sau. Hơn nữa, với số lượng gia nhập thì cũng phải nghiêm khắc khống chế, không được phép cho quá nhiều. Bà phải hiểu rằng, dự án có lợi nhuận một năm là một tỷ không phải mớ rau ngoài chợ, ai nhặt cũng được. Đây là dự án mà chúng ta phải ưu hóa nguồn tài nguyên tốt nhất của nhà họ Lý thì mới có được. Vì vậy, chúng ta cần tinh hoa chứ không cần mấy thứ vớ vẩn linh tinh. Hơn nữa, nếu quá nhiều người, thì dù bà có được vô số quyền quản lý, nhưng cũng lại chẳng có được đồng lợi nhuận nào, thế thì có ích gì đâu bà phải tự mình khống chế sự cân bằng này. Hoác Khải nói rất đơn giản dễ hiểu, bà cụ cũng coi như là người có tài trong kinh doanh, vậy nên cũng hiểu được. Người chi phụ quá nhiều, nếu để bọn họ tham gia hết thì chi chính sẽ trở nên yếu ớt. Khi đó, cho dù có quyền quản lý thì cũng sẽ gặp phải tình huống như bây giờ. Bằng mặt không bằng lòng. Nếu chỉ lấy tinh hoa, cho dù có khống chế được một nửa chi phụ thôi thì cũng sẽ đạt được kết quả rất tốt. Mà như vậy, những người không gia nhập sẽ nảy sinh mâu thuẫn với những người đã tham gia mâu thuẫn của kẻ địch chính là việc mà chúng ta vui vẻ đứng nhìn mượn lực đánh lực chuyện này không khó lý giải nghĩ thông chuyện này bà cụ lập tức dố bỏ toàn bộ suy nghĩ ban đầu và trả lời được lát nữa tôi sẽ tìm thành viên của phòng kế hoạch nói chuyện một lúc xem cụ thể là cần tài nguyên nào còn nữa khi xong việc nhớ phải về nhà xem một cái tốt xấu gì cậu cũng là cháu của chi chính đi mãi không về thì còn ra cái gì nữa. Bao giờ tôi rảnh thì tính sau, giờ tôi đang bận lắm, Hoắc khải không khách sáo nói. Đối với người khác, nhà họ Lý là một nơi tốt. Nhưng với anh, đây còn chẳng bằng căn nhà nhỏ hơn 100 mét vuông của anh với ninh thần. Về đối phó với đám người nhà họ Lý kia còn chẳng bằng đi điều tra việc bản thân cần tìm hiểu. Sau khi cúp máy, bà cụ gọi đại quản gia mới đến và nói, lấy xe, đến công ty. Từ khi quản gia cũ là Tào Hạc Minh bị ép nghỉ ngơi thì chưa từng được quay lại. Bây giờ bà cụ đã tuyển được đại quản gia mới, ai cũng biết Tào Hạc Minh không còn cơ hội quay về nữa. Cũng khiến bọn họ càng hiểu hơn về tầm quan trọng của Hoắc Khải. Đến đại quản gia còn thay được thì bọn họ có là gì? Đám người âm thầm tính toán, khi nào cậu chủ quay lại thì phải nịnh nọt như thế nào? Mặt khác, đường thế Minh nhìn Hoắc Khải, hỏi cậu không sợ sau này sẽ có người đến làm phiền à? Chắc chắn là sẽ có thôi, nhưng tôi không sợ. Ai cần đến rồi cũng sẽ đến." Hoắc Khải cười đáp. "Anh biết, Đường Thế Minh đã nhìn thấu dự định của bản thân. Nhưng vậy cũng chẳng có gì là đáng kinh ngạc, bởi vì Đường Thế Minh đi theo anh, nên anh ta đều biết rõ mọi việc anh làm. Nếu đã biết rõ thì đương nhiên sẽ càng nhìn thấu hơn người khác." Nhưng Hoắc Khải không lo lắng khi bị người ta nhìn thấy, vì người không hiểu nội tình thì sẽ không biết được lần này anh đã có được cái gì giống như bà cụ, có lẽ bà ta cũng tò mò xem Hoác Khải đã biết hung thủ là ai chưa, nhưng lại không dám khẳng định chuyện gì. Bà cụ không dám thì người khác cũng không dám. Giờ điều Hoác Khải muốn làm chính là ôm cây đợi thỏ. Ở tạm trong khách sạn mấy hôm, bên ngoài vẫn chưa có động tĩnh gì. Hàng bán hoa quả vẫn có khách tới, nhìn vô cùng bình thường, nhưng lại không có người mà Hoác Khải muốn thấy. chương 452, Cạm Bẫy Trong lúc Hoác Khải chờ đợi, thì thông tin về hung thủ đã truyền ra khắp nẻo bằng đủ mọi cách. Người nên nghe, người không nên nghe thì đều đã biết cả. Bọn họ kinh ngạc phân tích thông tin này, khi Lý Trấn Quốc bị ám sát năm đó, có mấy tin tức không chính thống đã báo, giờ xem ra đúng là thật rồi. Mà hiện giờ, Lý Phong con trai của Lý Trấn Quốc đã tìm được sát thủ năm đó và còn hỏi được thông tin về sát thủ. Quan trọng nhất là có rất nhiều người tò mò đến nhà họ Lý hỏi han thì cũng phát hiện nhà họ Lý dạo này có mấy hành động bất thường. Ví dụ như tập hợp được lượng lớn tiền tài, ví dụ như liên lạc với một số thế lực ngầm. Mặc dù bọn họ chưa nói là định làm gì, thế nhưng ai cũng thấy được là nhà họ Lý đang chuẩn bị làm lớn. Ngoài ra, bà cụ cũng đã nhắc đến trong hội nghị gia tộc rằng sẽ báo thù rửa hận cho con trai Lý Trấn Quốc. Có người chi phụ phản đối, nhưng đã bị bà cụ dùng gậy đánh cho mấy cái rất mạnh dáng vẻ quyết tâm này của bà cụ không chỉ khiến người ngoài kinh ngạc mà còn khiến cả nhà họ Lý chấn động. Thật sự báo thù sao? Mấy chục năm trước, Lý Trấn Quốc đúng là người rất có quyền lực, nhưng ông ta đã chết bao lâu rồi, còn ai nhớ được chứ? Cho dù là Lý Thắng Bân người anh em ruột thịt của Lý Trấn Quốc, cũng chẳng mấy tán thành ý nghĩ báo thù này. Chuyện đã trôi qua bao lâu như vậy, giờ nhà họ Lý mãi mới có cơ hội chuyển mình, việc gì phải tốn nhiều tinh lực và sức lực vào chuyện này làm gì? Mà báo thủ rồi thì sao, chẳng lẽ có thể giúp được nhà họ Lý quay về thời kỳ đỉnh cao hay sao? Lý Thắng Bân biết rõ đi từ mấy trăm tỷ lên mấy ngàn tỷ khó thế nào. Chưa nói đến nhà họ Lý giờ mới bắt đầu cho dự án một tỷ đầu tiên, cho dù năm nào cũng kiếm được ba tỷ thì mười năm mới được ba mươi tỷ. Mà đấy là còn không tiêu đồng nào, không đầu tư chút nào. Nếu đi đầu tư để phát triển rộng hơn, kiếm về một trăm tỷ thì chưa chắc trong ba mươi năm nữa đã được đã quen với cuộc sống bình thường nên lý thắng bân không muốn thay đổi nhanh chóng huống hồ là người khác nhưng bà cụ lại quá cố chấp không e rè chuyện gì kiên quyết yêu cầu tất cả phải chuẩn bị báo thù vì bà ta biết bản thân làm chuyện này càng như thật thì người trong gia tộc sẽ phản đối càng quyết liệt khi đó cho dù không thành công thì cũng có thể đổ lỗi cho người khác bà ta thoát tội từ đầu đến cuối bà cụ cũng chẳng muốn báo thù thật giống như lý thắng bân sau mấy chục năm Thù hận cũng đã mờ nhạt hết. Cho dù là đứa con ruột của bà ta thì có sao, người sống trong gia tộc giàu có đã chẳng quá coi trọng tình thân. Nếu không, sau khi sống lại, Hoác Khải cũng sẽ chẳng thể thốt bên cạnh hai mẹ con suốt đời chỉ vì nửa cây xúc xích của đường đường. Tóm lại, bà cụ rất giỏi trong việc diễn trò và đã thành công thu hút đủ loại chú ý. Đến ngày thứ ba, đường Thế Minh đứng ở cửa sổ đột nhiên nói với Hoác Khải đang ngồi nghỉ trên sofa có biến. Hoắc Khải đứng dậy, đi đến trước cửa sổ, cầm lấy kính viễn vọng. Đường Thế Minh thì giải thích, có hai người dừng lại trước hàng hoa quả nhưng không mua, mà người đó lại cũng có sắc mặt khá khó coi. "đuổi theo hai người đó xem có lai lịch gì?" Hoắc Khải ra lệnh. "Còn cậu thì sao?" Đường Thế Minh hỏi. "Ý anh ta là, nếu anh ta đi và xảy ra nguy hiểm thì Hoắc Khải sẽ làm gì đây?" Hoắc Khải mỉm cười nói, "Không sao đâu, bọn họ chắc chắn sẽ cho rằng tôi đã rời đi từ lâu." không ai ngờ rằng chúng ta lại ở lì trong này cả. Đường Thế Minh nghĩ thấy cũng đúng, bèn không nói thêm gì nữa, xoay người đi xuống dưới. Từ trong kính viễn vọng, Hoác Khải nhìn thấy hai người đi ra khỏi hàng hoa quả. Đó rõ ràng là hai người đàn ông, nhưng tướng mạo của họ lại không hề quen thuộc, không phải người quen nào của anh. Nhưng vậy cũng đúng, đừng nói đến các thế lực khác, cho dù là nhà họ Hoác thì Hoác Khải cũng chưa dám nói là nhận mặt được hết mà đây lại chính là kế hoạch của hoắc khải anh rõ ràng chẳng có được tin tức gì nhưng lại nói bản thân đã biết hung thủ là ai còn bảo bà cụ bắt cả nhà họ lý chuẩn bị cho tốt tạo ra khí thế hùng hậu chẳng vì cái gì khác mà muốn khiến cho hung thủ phía sau màn cảm thấy bất an như anh đã nói lúc trước anh biết chân tướng hay không không quan trọng dù sao người khác cũng chẳng biết mà người có tật thì sẽ giật mình mà giật mình thì phản ứng đầu tiên sẽ là đến xác nhận chân tướng Ôm cây đợi thỏ, con thỏ ở đây chính là tên chủ cửa hàng hoa quả. Nhưng theo dự đoán của Hoắc Khải, lần này Đường Thế Minh có lẽ sẽ không tra ra được cái gì hay ho. Vì hung thủ thật sự đã trốn được biết bao nhiêu năm rồi nên chắc chắn sẽ vô cùng cảnh giác. Cho dù có xác nhận chân tướng thì hắn cũng sẽ chẳng tự mình đến đây. Hai người kia có lẽ chỉ là đàn em của hắn mà thôi, hoặc là bia đỡ để che đậy tai mắt. Hung thủ thật sự có lộ mặt ngay tức khắc hay không? Hoắc Khải cũng không vội, chỉ cần theo dõi hai người này rồi lần theo dấu vết liên lạc của họ là được, cuối cùng sẽ tra đến tận gốc và tìm được hung thủ thôi. Đường Thế Minh đi khoảng hơn một tiếng mới về. Sau khi vào phòng, anh ta nói: sau khi hai người kia rời đi thì đã lên tàu hỏa. Tôi thấy được số hiệu tàu hỏa của bọn họ, đây là tên chạm dừng. Ngoài ra, tôi cũng đã chụp được bọn họ. Có cần hỏi tên sát thủ kia xem hai người đó đến làm gì không? Hoắc Khải nhận lấy thông tin về số hiệu tàu và tên trạm rừng, cũng liếc qua bức ảnh trong điện thoại và xác nhận đây là hai người lạ. Vừa phân tích xem thông tin trạm tàu này có phải manh mối hữu dụng không, Hoắc Khải lắc đầu nói, không cần, có khả năng cao đây chỉ là quân cờ do thám, không quá quan trọng. Nơi bọn họ xuống tàu chưa chắc cũng đã là địa điểm thật. Nếu là tôi, thì sẽ càng có khả năng chuyển tàu liên tục, để cắt đuôi mọi kẻ theo đuôi có khả năng. Đây là sự cảnh giác cơ bản, nếu bây giờ chúng ta đi tìm tên sát thủ đó để hỏi thì rất có khả năng sẽ đánh rắn động cỏ đối phương đã phái người đến thì chúng ta cứ ở đây chờ là được tôi tin rằng tên sát thủ đó nhất định sẽ nói với bọn người kia rằng hắn chưa nói gì cả mà hung thủ phía sau màn chắc chắn sẽ không tin cho nên bọn họ vẫn sẽ tới thôi những phân tích và suy đoán của hoác khải đều xuất phát từ đặc tính tâm lý bình thường của con người xét về tâm lý học mà nói đây là chuyện rất có khả năng gần như có thể biết được tỷ lệ thất bại. Sau khi cất giữ giấy và ảnh, Hoắc Khải tiếp tục chờ. Hai người không phải luôn ở trong phòng, ở đây chủ yếu là để tiện theo dõi hàng hoa quả thôi. Khi bên đó thu dọn hàng thì tên sát thủ và vợ con sẽ cùng về nhà. Lúc này, đường Thế Minh sẽ theo sau bọn họ. Tối nay, đến tận nửa đêm, đường Thế Minh gọi điện cho Hoắc Khải nói tôi bị thương rồi. Sao vậy? Hoắc Khải hỏi. Tên sát thủ đó đặt bẫy tôi không phòng bị, đường thế minh giải thích. Có nghiêm trọng không, nếu nguy hiểm thì anh trở về luôn đi. Không quá nguy hiểm, chỉ là vết thương ngoài ra thôi, đường thế minh đáp. Với sức mạnh của anh ta, cho dù rơi vào bẫy thì cũng sẽ không thật sự nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chuyện này nhắc nhở đường thế minh là không được phép xem thường bất kỳ ai. Những gì anh ta phải đối mặt là một người từng là sát thủ máu lạnh vô tình. Cho dù đã ẩn cư thành người bán hoa quả nhưng cũng không phải là vô dụng nếu không thì sẽ chịu thiệt nhiều lắm. Giống như lần này, anh ta không tính đến việc đối phương sẽ gài bẫy cạnh khu mình ẩn náu. Dù có giỏi đến mức nào thì cũng khó mà đấu với một sát thủ. Ít nhất trong việc đặt bẫy thì đường thế minh không giỏi. Từ thủ pháp có thể thấy hắn chưa hoàn toàn bỏ nghề đâu, có khả năng hắn luôn chuẩn bị cho ngày này. Bởi vậy chúng ta phải cẩn thận hơn, đường thế minh đáp. Theo đường thế minh, tên sát thủ đã biết bọn họ vẫn còn ở đây, cũng biết Hoác Khải đang chơi hắn điều này khiến hắn vô cùng giận dữ và mục đích đặt bẫy chỉ đơn giản là vì báo thù cũng may người đến là đường thế minh nếu là hoác khải thì đã trúng chiêu rồi đối phương đã biết thì đường thế minh sẽ không dễ dàng rời đi nữa để tránh đối phương chạy trốn may mắn là tên sát thủ này chỉ định báo thù chứ không định chạy thoát nói cách khác hắn không có điều kiện để chạy vợ con vẫn còn đây muốn đi thì phải làm rõ mọi chuyện quá khứ nếu không có ai muốn vì một nguyên nhân không rõ ràng nào đó mà từ bỏ mọi thứ hiện tại, đưa con đi theo chồng đến một nơi xa lạ khác để làm lại cuộc đời chứ? chương 453 xuất hiện. Một khi lật mọi chuyện lên thì phụ nữ bình thường chưa chắc đã chấp nhận được kích thích này. Có người chồng từng là sát nhân là chuyện khó chấp nhận đối với bất kỳ người phụ nữ nào. Bọn họ sẽ lo rằng những kẻ địch cũ sẽ đến báo thù, và càng lo lắng hơn liệu ngày nào đó chồng mình thức lên thì sẽ giết luôn cả mình không. Cho nên, trừ khi tên sát thủ này thật sự bỏ mặc tất cả, còn không hắn sẽ chẳng đi đâu được hết. Mà có thể gây ra phiền phức cho Đường Thế Minh chứng tỏ là tên sát thủ này vẫn chưa lụi nghề, hắn vẫn chưa từ bỏ mọi thứ hoàn toàn. Điều này khiến Hoắc Khải Sinh lòng cảnh giác, một tên sát thủ vẫn nhớ chuyện cũ, cho dù đã ẩn cư hay tàn phế thì vẫn đáng sợ như vậy. Ngày hôm sau, tên sát thủ lại tiếp tục bán hàng như những gì Hoắc Khải dự đoán. Chỉ là sau khi dọn hàng xong, Hắn lại vẫy tay về phía này. Đường Thế Minh nhìn thấy trong kính viễn vọng, không kìm được mà cảm thấy bất ngờ. Nếu như chỉ so võ công thì Đường Thế Minh chưa chắc đã thua bất kỳ sát thủ đẳng cấp nào, nhưng trong việc phản trinh sát, quan sát xung quanh, thậm chí thiết lập cảm bẫy thì anh ta lại kém xa. Bởi vì anh ta học võ không phải để giết người mà là để nâng cao cảnh giới. Hai bên có lý giải khác nhau về võ công, nên kết quả cũng không thể giống nhau. Hắn phát hiện ra chúng ta rồi, Đường Thế Minh nói. Hoắc Khải cầm kính viễn vọng nhìn rồi lắc đầu nói, chưa chắc là thật sự phát hiện đâu. Có lẽ chỉ là do thám mà thôi, dù sao hắn cũng biết chúng ta ở gần đây. Vậy ta có qua đó không? Đường Thế Minh hỏi. Đương nhiên là không, Hoắc Khải lại lắc đầu. Nhớ hắn ta làm lộ kế hoạch của chúng ta thì sao? Không sao cả, người đầu tiên xuất hiện là bia đỡ đạn thôi, người thứ hai đến thì cũng chưa chắc. Chỉ cần có người đến tiếp, thì chúng ta có thể tra ra manh mối hữu dụng, cho dù kế hoạch bị lộ cũng chẳng sao, hoặc khải trả lời. Hơn nữa, tôi không cho rằng hắn sẽ nói hết mọi chuyện ra mà có khi còn đến xin nhờ chúng ta giúp đỡ cơ. Nhờ chúng ta giúp đỡ, đường thế minh không hiểu, hỏi, hắn hận chúng ta ghê gớm, sao có thể nhờ chúng ta giúp được. Hận một người không có nghĩa là không thể nhờ đối phương giúp đỡ. Hiện giờ ai cũng cho rằng tôi đã có được tin tức của hung thủ từ chỗ hắn. Anh nghĩ hung thủ thật sự sẽ làm gì hắn đây? Hoắc Khải hỏi. Đường Thế Minh nghĩ một lúc, sau đó mới đột một tình ngột, đáp hung thủ thật sự nhất định sẽ giết người diệt khẩu, chết không đối chứng. Hắn không tìm được ai khác giúp đỡ, chỉ có thể tìm cậu, bởi vì giờ chúng ta có cùng chung kẻ địch. Không sai. Hoắc Khải mỉm cười ngồi trên ghế bình thản nói, cho nên chúng ta chỉ cần yên lặng chờ đợi là được, không cần vội. Tìm được hắn trước là chúng ta đã có tiên cơ rồi. Nhìn Hoắc Khải đang ngồi trên ghế, Đường Thế Minh im lặng. Một lúc sau, anh ta mới nói, "Tôi đã hiểu đại khái vì sao giáo sư lại muốn tôi đi theo cậu rồi. Trên người cậu thật sự có những thứ liên quan đến võ học mà tôi có thể học tập." Trước khi chết, giáo sư Triệu Vĩnh An đã cho Đường Thế Minh hai lựa chọn, một là rời đi và nhận được bồi thường nhất định, hai là ở lại tiếp tục bảo vệ người thừa kế của ông ấy. Đường Thế Minh chọn vế sau, vì Triệu Vĩnh An nói đi theo Hoắc Khải thì chắc chắn võ học của anh ta sẽ tiến thêm được một bước. Từ lúc Triệu Vĩnh An qua đời cho đến giờ đã rất lâu rồi, nhưng đường Thế Minh lại chẳng thấy Hoắc Khải giúp đỡ mình được cái gì. Có lúc anh ta còn nghi ngờ, có phải giáo sư đang cố ý vẽ cho anh ta một cái bánh để lừa anh ta không? Nhưng bây giờ thì anh ta không nghĩ vậy nữa rồi. Bởi vì năng lực bày bố cục diện của Hoắc Khải đã khiến anh ta cảm thấy kinh sợ. Trước khi gặp được sát thủ, Đường thế mình chỉ nghĩ rằng chuyện này nguy hiểm hoặc làm sao để ép hỏi ra chân tướng. Sau khi gặp và ở lại đây mấy ngày, anh ta thấy Hoác Khải quay tất cả mọi người như trong trống. Rõ ràng chỉ là mấy câu nói mà lại khiến thiên hạ đại loạn. Bất luận là sát thủ, hung thủ sau màn hay nhà họ lý thì đều đang chạy khắp nơi và sợ hãi vì lời của anh. Mà căn bản của mọi thứ lại chỉ là một lời nói dối. Cái tên sát thủ đó thật sự không ngờ rằng trên đời này lại có người đào sẵn cho hắn một cái bẫy ngay cả trước khi gặp hắn. Chỉ cần gặp mặt, không cần nói chuyện, là hắn coi như đã rơi vào bẫy. Xuống thì dễ nhưng lên thì khó. Nhìn thì tưởng như võ học chẳng có mấy liên quan đến việc này, nhưng trong võ học lại cũng rất coi trọng vấn đề tiên phát chế nhân. Chỉ cần nhanh hơn đối thủ một bước là có thể chiếm được tiên cơ, mới tạo được thanh thế. Nhưng phải chiếm cứ tiên cơ thế nào trong lúc im lặng thì mới khó. Đường Thế Minh cứ cho rằng chỉ cần nắm đấm đủ nhanh, phản ứng đủ nhạy cảm là có thể chiếm được tiên cơ. Nhưng bây giờ anh ta nhận ra nắm đấm nhanh hay không không quan trọng, quan trọng là có thể khống chế được tâm của đối thủ hay không. Chỉ cần biết đối phương định đấm về phía nào thì có thể phản ứng lại trước, trở nên bất bại, đó mới là tiên cơ. Mà anh ta lại cảm nhận được loại cảm giác này từ Hoắc Khải. Nói ra thì cũng kỳ lạ một người chẳng biết đánh đấm gì nhưng lại có nhiều điểm tương đồng với võ học đến vậy đường thế minh giờ đã tâm phục khẩu phục với sự sắp xếp của giáo sư và không còn nghi ngờ một điều gì nữa cách làm người và võ học thật sự rất giống nhau nghe đường thế minh nhắc đến triệu vĩnh an lòng hoác khải trùng xuống cái chết của người đó luôn để lại những núi tiếc khó nói thành lời trong lòng anh không ở bên ông cụ vào chặng đường cuối cùng chính là nỗi hổ thẹn của anh trước khi chết triệu vĩnh an từng bảo anh giúp điêu khắc một cái hòm một cái hòm vô cùng bình thường mãi cho đến lúc chết ông ấy vẫn không nói cho hoác khải biết vì sao lại làm cái hòm ấy để đựng cái gì đó sao không giống lắm một vị giáo sư già gần về cõi chết sẽ chẳng muốn một món đồ đơn giản như vậy chắc chắn phải có ý nghĩa thâm sâu hơn thế nhưng hoác khải nghĩ đến vài khả năng thì lại đều không chắc chắn cho lắm mà triệu vĩnh an lại chẳng thể hồi sinh mà nói đáp án cho anh tất cả đều chờ anh tự đi lĩnh ngộ. Thật ra cậu đừng cảm thấy tự trách nữa, giáo sư vốn dĩ là người có lòng tự tôn rất cao. Ông ấy chắc chắn cũng không hy vọng có người khác nhìn thấy vẻ đau đớn của bản thân trước khi chết đâu. Ông ấy thả ra đi một mình cũng mong người sau khi nhớ đến ông ấy thì nhớ về những điều tốt đẹp, Đường Thế Minh nói. Rất nhiều người đều biết sự hổ thẹn trong lòng Hoắc Khải, có người trách anh không làm tròn bổn phận, cũng có người hiểu anh mà đường thế minh chắc chắn là một trong những người hiểu anh. Hoắc Khải nhìn anh ta, cười khổ, nói thì nói vậy, nhưng với tôi thì lại rất khó trừ bỏ nỗi khúc mắc này. Ông ấy coi tôi là người thừa kế, giao toàn bộ cho tôi, nhưng tôi lại chẳng để lại cho ông ấy được cái gì. Sống không để lại, chết không mang theo, giáo sư không cần gì cả đâu, đường thế minh nói. Hoắc Khải thở dài, không nói tiếp nữa. Suy nghĩ của mỗi người về việc này là khác nhau. Anh và Đường Thế Minh khác hẳn về tính cách, cho nên không thể chung suy nghĩ. Lúc này, Đường Thế Minh đột một nói, có người đến. Hoắc Khải lập tức đứng dậy, đi đến trước cửa sổ. Từ trong kính viễn vọng, anh đúng là nhìn thấy một chiếc xe dừng trước cửa hàng hoa quả. Ngay sau đó thì tên sát thủ đó cũng lên xe. Hoắc Khải lập tức nói, đi theo bọn họ. Đường Thế Minh đáp ứng rồi chạy đi nhanh. Hoắc Khải không ra ngoài, anh luôn quan sát tuyến đường di chuyển của chiếc xe kia sau đó nói cho đường Thế Minh để tránh việc anh ta bị mất dấu. Một lát sau, mãi cho đến khi xe mất tích khỏi tầm nhìn, Hoác Khải mới bỏ kính xuống. Mọi chuyện còn lại giao cả cho đường Thế Minh, anh chẳng còn mấy tác dụng trong chuyện này. Có giỏi hơn nữa thì cũng chẳng thể có phép thần thông gì mà theo đuôi bọn họ. Hoác Khải dĩ nhiên chẳng thể có thân thủ tốt như đường Thế Minh được. Lần này đường Thế Minh ra ngoài mấy tiếng không thấy về, giữa lúc đó chỉ nhắn một cái tin nói đối phương rất cảnh giác, phải thật cẩn trọng có lẽ sẽ tốn chút thời gian khoảng bốn tiếng sau hoác khải đột nhiên nghe thấy tiếng leng keng nho nhỏ ngoài cửa lúc hoác khải quay đầu lại chỉ thấy cửa phòng được mở ra và đóng lại trong nháy mắt mà trước cửa là một người đàn ông hai tay đầy sẹo thiếu một con mắt nhìn hắn da gà của hoác khải dựng đứng hết cả lên là tên sát thủ đó mặc dù anh có thể xác định được đối phương không dám làm gì nhưng khi ở cùng phòng với một sát thủ cũ thì anh vẫn cảm thấy không rét mà run. chương 454, chân tướng. Nhất là tia hận thù trong con mắt kia làm hoác khải cực kỳ cảnh giác. Bất kể đối phương có mục đích gì, nếu đã lén lút vào trong thì chắc chắn không phải đến để hỏi thăm. Hoác Khải cẩn thận lùi về sau mấy bước rồi hỏi, sao anh lại đến đây? Tên sát thủ đó nhìn anh, cười khẩy, tên vệ sĩ của anh về chưa? nếu hắn ta về mà thấy ở đây có một thi thể thì liệu có tự trách bản thân làm việc thất trách không? Có thể lắm, nhưng khả năng lớn hơn là anh ta sẽ tìm anh báo thù, sau đó làm vợ con anh sợ chết khiếp, hoắc khải đáp lời. Đừng có lấy vợ con tôi ra dọa, anh nghĩ nếu tôi giết anh thì còn quan tâm mấy cái đó à, sát thủ lạnh lùng nói. Người ta hay bảo phe phản diện chết vì nói quá nhiều. Tôi thấy một người muốn giết ai đó thì sẽ chẳng nói nhiều vậy đâu, nhất là với một sát thủ chuyên nghiệp, nhấc đao lên là xong, việc gì phải đứng đấy bất động chứ. Cho nên anh không định giết tôi, mà chỉ muốn làm tôi sợ để lấy lại chút mặt mũi mà thôi, khoác khải đáp. Nói xong, anh đi đến trước bàn rồi rót hai cốc trà, nếu anh muốn giết tôi thì sợ là tôi chẳng có cơ hội nào phản kháng. Còn nếu không thì anh có thể ngồi xuống đây nói chuyện. Tôi nghĩ là anh sẽ không thích phí thời gian đâu. Sát thủ nhìn cốc nước trên bàn, không đi qua mà chỉ đáp anh có biết hành vi của mình rất dễ dẫn đến họa sát thân không hả biết nhưng tôi cũng biết giờ anh còn nguy hiểm hơn cả tôi hoác khải nói lại cho nên chúng ta nói thẳng đi tôi cho anh sự bảo hộ còn anh nói cho tôi chân tướng tin tôi đi chỉ cần biết được thân phận của đối phương tôi sẽ có cách khiến hắn ta mất tích hắn ta biến mất thì anh cũng sẽ không còn nguy cơ nữa chưa ai nói rằng anh rất tự đại sao sát thủ hỏi chưa Hoắc Khải lắc đầu, bọn họ chỉ nói tôi tự tin và có cơ sở để tự tin mà thôi. Sát thủ nhìn anh, dường như đang phán đoán mức độ đáng tin của câu này. Hoắc Khải nâng cốc lên uống một ngụm, cảm xúc thả lỏng hơn nhiều, anh nghĩ xem, nếu như tôi không có năng lực báo thù thì tại sao phải lợi dụng anh để dẫn người đi ra? Cho nên, anh chỉ có thể tin tôi, nếu không, anh sẽ đi vào con đường cụt, tin tôi thì ít nhất sẽ còn cơ hội sống, tôi có thể xin lỗi anh. Mặc dù lợi dụng anh để lôi kéo kẻ địch xuất hiện không phải là việc gì khó chấp nhận đối với tôi, thậm chí có thể nói đây là lẽ đương nhiên, nhưng vợ con anh không có tội. Lợi dụng anh cũng sẽ khiến bọn họ gặp nguy hiểm, vì vậy tôi muốn xin lỗi hai người bọn họ. Tôi có thể thề rằng sẽ bù đắp cho gia đình anh và tận lực khiến gia đình anh có cuộc sống tốt hơn và thoải mái hơn bây giờ. Tôi nghĩ, anh nhất định cũng hy vọng có thể xóa bỏ hoàn toàn bóng ma trong quá khứ và làm một ông chủ cửa hàng hoa quả, nhưng anh lại không làm được mà tôi thì lại có thể. Hoắc Khải nói rất cặn kẽ và thấu triệt, phân tích mọi chuyện ra đầu ra đuôi. Bất kể lúc trước tên sát thủ nghĩ gì thì bây giờ hắn cũng chỉ có thể thừa nhận là Hoắc Khải nói đúng. Mà lần này hắn thật sự không có ý định giết Hoắc Khải khi đến đây, vì Hoắc Khải nói rất đúng, trên đời này chỉ có Hoắc Khải là giúp được hắn. Ngoài Hoắc Khải ra thì chẳng có một ai cả. Bởi vì hắn là một sát thủ, là sự tồn tại khiến người ta sợ hãi và thù hận nhất sau một sự im lặng, sát thủ nói, tôi thật sự không thể nói cho anh biết quá nhiều, vì tôi cũng chẳng biết được bao nhiêu. Tôi không biết anh có rõ quy tắc của ngành này không, chúng tôi không được biết quá nhiều về người chủ, vì để bảo mật. Cho dù các người có dùng hình tra khảo thì cũng chẳng ảnh hưởng đến chủ thuê. Tôi biết, cho nên tôi chỉ cần một đáp án duy nhất, đấy là anh nói những gì mình biết cho tôi thôi, hoặc khải đáp, bất kể anh lựa chọn lừa gạt tôi hay không thì tôi vẫn sẽ bảo vệ anh. Dĩ nhiên, nếu anh nói sai để tôi đối phó sai người thì kết quả sẽ khác chút đấy tôi thất bại thì anh cũng sẽ có khả năng cao bị diệt khẩu đám người đó sẽ không vì cảm kích anh mà tha anh đâu chắc anh cũng hiểu chuyện này hơn ai hết nhỉ sát thủ là người không có quyền được lựa chọn sự sống sát thủ lại im lặng những gì hoác khải vừa nói đã chạm vào nơi mềm yếu nhất của hắn bất kể bản thân nói đúng hay sai cũng chẳng quan tâm người mà hoác khải đối phó là thật hay giả Quan trọng nhất là nếu mấy người đó chưa chết hết thì hắn cũng sẽ bị giết chết trước. Mà nếu bản thân đưa ra đáp án sai thì sẽ chết càng nhanh hơn. Đám người đó sẽ thừa cơ hoắc Khải chưa biết rõ chân tướng và giết chết hắn nhanh chóng, phòng ngừa hậu họa. Một lúc sau, sát thủ bước tới, cầm cốc trà lên. Hắn không uống, mà hất thẳng vào mặt Hoắc Khải. Trà tuy đã được rót ra một lúc nhưng vẫn rất nóng, Hoắc Khải đau đớn kêu lên một tiếng, cực lực nhẫn nại mà không đứng dậy. Anh cầm khăn giấy lên nhẹ nhàng lau sạch nước trà. Cùng lúc đó, sát thủ nói, "Cốc trà này là tôi hất thay cho vợ con tôi. Nếu không vì bọn họ, thì giờ tôi đã giết anh rồi." "Vậy chúng ta coi như hòa nhau rồi phải không?" Hoắc Khải ngẩng đầu nhìn anh ta, "Nếu không vì bọn họ, người dám hất nước vào mặt tôi thường sẽ chết rất thảm." Từng là người có quyền lực nhất nhà họ Hoắc, quyền uy của Hoắc Khải không chỉ đơn giản là nói vài câu như vậy. Mỗi một chữ một ánh mắt của anh đều khiến người ta sợ hãi. Cho dù là tên sát thủ chẳng coi mạng người ra gì này cũng cảm thấy kinh sợ trong lòng. Từ trong mắt hoác khải, dường như hắn nhìn thấy được khả năng nào đó, sát thủ gật đầu đáp, vậy là hòa nhau rồi, nhưng vẫn câu nói cũ, tôi không biết nhiều đâu. Hoác khải không lên tiếng, anh đã nói rõ ràng lắm rồi, biết gì nói đó, còn lại không cần quan tâm. Sau đó, sát thủ kể hết những chuyện mà mình biết năm đó ra người liên hệ với hắn năm đó đã dùng một phương thức đặc thù có thể đảm bảo cho thông tin của chủ thuê không bị lộ ra ngoài sát thủ nhiệm vụ làm ăn này qua kênh đặc thù nhiệm vụ là ám sát lý trấn quốc thế nhưng lý trấn quốc không phải mục tiêu duy nhất hắn còn một mục tiêu khác đó chính là bố của cơ hương ngưng và bố của hoác khải sau khi nghe được chuyện này hoác khải sững sờ vì trong ấn tượng của anh bố anh cùng nhà họ cơ và nhà họ lý không có quá nhiều mối liên kết khi đó Nhà họ Lý có lẽ là đối thủ cạnh tranh của nhà họ Hoắc, hai bên như nước với lửa, mà nhà họ Cơ thì lại là gia tộc rất nhỏ, chẳng có khả năng tham gia vào chuyện của hai nhà. Vậy tại sao sát thủ lại phải ám sát ba người này? Tôi cũng không rõ, sát thủ đáp. Hoắc Khải không hỏi tiếp, theo tin tức mà anh biết, ba người này có chung một điểm chính là thuộc những người ưu tú nhất của gia tộc. Vậy hung thủ sau màn muốn tóm gọn nhóm người tài này vào một mẻ lưới ư? nếu thật sự là như thế thì hắn ta muốn làm gì nghĩ đến đây ánh mắt hoác khải đột nhiên co rút lại rồi đổ một tầng mồ hôi lạnh anh nghĩ đến một loại khả năng người mưu sát anh muốn nắm giữ nhà họ hoác vậy người hung thủ thật sự giết chết ba nhân tài của các gia tộc liệu có mục đích như vậy không sau khi chuyện năm xưa qua đi dù là nhà họ cơ hay nhà họ lý thì đều suy sụp chỉ có nhà họ hoác là vững vàng phát triển giờ anh có thể khẳng định nhà họ hoác đã bị người ngoài trà trộn vào thậm chí có khả năng đã tiếp xúc đến vị trí quan trọng. Nếu không, chưa chắc họ đã dám mưu sát anh và đưa tên giả mạo ra nắm quyền. Đến Hoắc Khải còn không ngăn được thì những nhà khác sẽ thế nào? Nhà họ Cơ và nhà họ Lý có bao nhiêu người liên quan đến hung thủ thật sự? Liệu có ở bên cạnh anh, lúc nào cũng quan sát anh và chờ mệnh lệnh của hung thủ thật sự không? Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh của Hoắc Khải chảy ra càng nhiều. Mấy chục năm về trước đã có người thuê sát thủ rồi. Vậy hiện giờ bọn họ làm ra chuyện tương tự cũng không khó. Người năm đó bị giết toàn là những người ưu tú của gia tộc. Giờ đây anh lại có liên hệ đến nhà họ Lý, nếu như tỏ vẻ quá suất chúng thì liệu có gặp phải nguy hiểm như thế. Lần tiếp xúc duy nhất của tôi với chủ thuê là lúc chúng tôi tranh chấp về tiền thù lao. Ban đầu, sau khi tôi bắn Lý trấn quốc thì ông ta chưa chết ngay mà được vệ sĩ liều chết đưa đến bệnh viện cứu mạng. Mặc dù là một súng xuyên não, tỷ lệ chết là rất lớn nhưng vẫn có một phần trăm nhỏ sống sót được. Vì vậy tôi chỉ có thể đi theo đến bệnh viện, chuẩn bị bồi thêm một phát. chương 455, thế lực đáng sợ. Khi ấy bệnh viện đang dốc sức cứu chữa Lý Trấn Quốc, vốn là nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì tôi sẽ bồi cho ông ta thêm một phát súng sau khi phẫu thuật xong. Thế rồi ca phẫu thuật còn chưa hoàn thành thì người nhà họ Lý đã đột nhiên làm ầm lên trong bệnh viện. Họ cho rằng trình độ kỹ thuật của bệnh viện này không đủ, nháo nhào đòi chuyển viện. Lý Trấn Quốc bị người ta đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, dù đã cắm đủ thứ thiết bị cấp cứu nhưng vì vết thương của ông ta quá nặng, mới đi nửa đường đã chết rồi. Đám người của gia tộc này toàn là những con sói lòng dạ đen tối, tôi là sát thủ thật đấy, nhưng khi họ muốn giết người, họ còn bất chấp giới hạn hơn cả chúng tôi, sát thủ nói. Hoắc Khải nghe xong chỉ im lặng không đáp, anh không ngờ rằng Lý Trấn Quốc sẽ chết như thế này. Hiển nhiên, lúc ấy có người của nhà họ Lý không mong ông ta sống tiếp. Cho dù phải gánh theo điều tiếng và nhục mạ cũng phải ngăn Lý Trấn Quốc được cấp cứu thành công. Cũng không biết tại sao bà cụ không phản đối, lẽ nào bà ta bằng lòng tận mắt nhìn con trai mình chết đi. Cũng vì chuyện này mà về sau, đến khi thanh toán thủ lao, bên thuê không chịu trả tiền cho tôi. Bởi vì họ cho rằng Lý Trấn Quốc không chết trong tay tôi. Nói một cách nghiêm khắc thì tôi chỉ đánh ông ta bị thương chứ cái chết của ông ta nên quy kết là do rối loạn trong nội bộ nhà họ Lý sát thủ nói tiếp, cho nên tôi đành phải mạo hiểm lộ diện, tới tìm bên thuê để đòi thù lao. Qua vài lần xung đột, cuối cùng họ mới đồng ý chi trả một nửa. Năm xưa, những người ấy thuê về rất nhiều vệ sĩ, nếu tôi muốn làm gì họ thì quá nguy hiểm, sau cùng đành phải chấm dứt chuyện này tại đây. Xung đột giữa sát thủ và bên thuê sát thủ, loạn lạc giữa Lý Trấn Quốc và người nhà họ Lý đều là những điều mà Hoác Khải chưa từng nghĩ đến. Xem ra chân tướng không hề dễ hiểu như những gì lộ ra bên ngoài, nội tình bên trong lúc nào cũng nằm ngoài dự đoán. Rất nhiều chi tiết sẽ khiến người ta kinh ngạc một khi nó bị lật dở. Những người ấy là chỉ những ai?" Hoắc Khải hỏi. Sát thủ im lặng trong chốc lát rồi mới nói, "Nếu anh biết thân phận của họ, có lẽ sẽ hiểu tại sao tôi chỉ đòi được một nửa tiền thù lao đã không cần cứng rắn đối đầu với họ nữa. Nếu có thể, tôi hy vọng anh có thể sắp xếp cho tôi một con đường rời khỏi nơi này." Không cần biết phải tới quốc gia nào, chỉ cần không để cho họ tìm thấy tôi là được. Chuyện của anh, tôi sẽ sắp xếp, nhưng phải là sau khi anh nói với tôi thân phận của họ, Hoắc Khải Đáp, đồng thời anh có thể yên tâm, cho dù thực sự là người nhà họ Hoắc, tôi cũng có thể bảo vệ anh Chu Toàn. Nếu tôi nói với anh rằng những người ấy không chỉ có người nhà họ Hoắc thì sao, Sát Thủ nói. Hoắc Khải xứng người, không chỉ có nhà họ Hoắc. Anh nhìn chằm chằm vào Sát Thủ, trầm giọng hỏi, nghĩa là thế nào? của anh là, bên thuê này có rất nhiều người, đã vậy còn đến từ các thế lực khác nhau. Đúng vậy, sát thủ gật đầu. Có những ai, Hoác Khải truy hỏi. Sát thủ hít thở thật sâu, sau khi xác nhận ánh mắt của Hoác Khải rất kiên định, không dễ gì lay động, người này mới nói, Hoác Trạch Minh của nhà họ Hoác, Đinh Kim Sinh của nhà họ Đinh, Liễu Dư Lương của nhà họ Liễu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Đại Triệu Tôn Khang Phong, Tập đoàn Blockbuster từng cái tên và thế lực liên quan thốt ra khỏi miệng của sát thủ. Mỗi khi hắn ta nói thêm một cái tên, mức độ kinh ngạc trong lòng Hoác Khải nâng cao một phần. Bởi vì những người này, chẳng có một ai dễ chọc vào, dường như toàn là một trong những nhân vật nòng cốt nhất ở các thế lực. Quan trọng hơn cả, trong số này không chỉ có các doanh nghiệp gia đình mà còn có người cầm quyền của các doanh nghiệp truyền thống. Sau cùng, sát thủ nhắc tới 8 cái tên rồi nói, người liên lạc với tôi khi ấy là Hoác Trạch Minh và Liễu Dư Lương, nhưng theo mối liên quan thể hiện ra trong quá trình phát sinh xung đột, tôi có thể khẳng định 8 người này cùng một ruột. Chắc anh hiểu rằng điều này có nghĩa là gì, nếu không, anh tưởng muốn nợ tiền của sát thủ dễ lắm à? Hoác Khải im lặng không đáp, sát thủ này nói không sai, 8 người này đại diện cho một thể chế lợi ích khổng lồ, không có một gia tộc nào trong nước có thể đối đầu cùng họ. Nhưng trong 8 người này, Hoác Khải không nghe thấy tên của người nhà họ Lý. Nhà họ Lý hả? Họ không phải người thuê tôi giết Lý Trấn Quốc, nhưng Lý Trấn Quốc lại chết trong tay họ, sát thủ nói. Hoắc Khải thở dài trong lòng, kết quả này không sai lệch quá nhiều so với dự đoán của anh. Nhà họ Lý chỉ bị người ta lợi dụng, kẻ đầu tiêu thực sự là người khác. Nhưng kết quả này còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng của anh nhiều. Chí ít thì số lượng hung thủ đứng sau vượt xa tưởng tượng của anh. Người của nhiều thế lực cùng nhau thuê sát thủ để ám sát nhân tài của các gia tộc, họ muốn làm gì đây? muốn chơi trò một mẻ bắt gọn các thế lực hả? Điều này không phải không có khả năng, theo tìm hiểu của Hoác Khải, trong vài năm trở lại đây, trong các gia tộc lớn đều xuất hiện hiện tượng thất thoát nhân tài. Có người bị thương vong do tai nạn, có người bị ám sát, có người bất ngờ mất tích. Nếu không chấp nối những chuyện này vào với nhau, không ai cảm thấy đây là cùng một sự việc. Nhưng bây giờ nghe sát thủ trần thuật, Hoác Khải mới ý thức được một số sự việc không đơn giản như mình nghĩ bao gồm cả cái chết của chính mình rất có khả năng cũng dính dáng tới một nhóm lợi ích đáng sợ nào đó chỉ cần là người tạo ra uy hiếp với nhóm này đều phải chết anh cảm thấy anh có thể báo thù được không sát thủ hỏi giọng nói của hắn ta lộ ra vẻ chế giễu rất rõ ràng hoắc khải không phản bác vì với khả năng của anh hiện giờ cho dù lấy hết các át chủ bài ra cũng không thể làm kẻ địch lung lay sức mạnh của quân địch quá đáng sợ bao nhiêu thế lực bện lại với nhau Hoắc Khải chỉ là một người thông minh chứ không phải thần tiên. Chuyện mà người khác không làm được, anh cũng không làm được. Vấn đề lớn nhất hiện giờ đã không còn là báo thủ thế nào, mà phải điều tra rõ ràng xem nhóm lợi ích này có tổng cộng bao nhiêu thành viên, gồm những ai. Trước kia Hoắc Khải nghĩ rằng nhà họ Hoắc bị người ta xâm chiếm, mục tiêu chủ yếu nhất là người nhà họ Hoắc. Mà bây giờ anh mới biết, dù tầng lớp thấp bị xâm chiếm bao nhiêu cũng không quan trọng. Nếu không làm rõ được sự tình nội tại của những thế lực lớn kia, dù bắt được bao nhiêu phường tép siêu cũng chỉ là vô dụng. Trước hết phải nắm rõ tình hình bên trong của đối phương, sau đó xác nhận xem họ xâm lấn vào các gia tộc, các doanh nghiệp nghiêm trọng đến mức nào. Chỉ có như thế, Hoắc Khải mới có thể tạo ra một kế hoạch khác dựa trên tình hình cụ thể. Sát thủ nhìn ra được điều khó nói của Hoắc Khải, từ đầu đến cuối, hắn ta không hề hy vọng gì vào cái gọi là báo thù. Càng hiểu nhiều về thế lực này, càng biết rằng không thể nào báo thù được. Anh có thể đối đầu với một gia tộc, có thể đối đầu với một thế lực, nhưng bao nhiêu gia tộc và doanh nghiệp bắt tay với nhau, làm sao anh là đối thủ của họ được? Hy vọng duy nhất của Hoắc Khải là quyền điều khiển thế lực trong tay những người này không phải quá hoàn toàn. Giống như Hoắc Trạch Minh của nhà họ Hoắc, điều khiến Hoắc Khải rất ngạc nhiên là người dính tới sự việc này trong gia tộc của mình không phải Hoắc Tích Nguyên, mà là chú nhỏ Hoắc Trạch Minh ngày thường hoác trạch minh gần như không hỏi tới chuyện của gia tộc tuy rằng ông ta cũng có tài sản nhất định trong gia tộc cũng là một trong những nhân vật nòng cốt của dòng chính nhưng đa phần ông ta chỉ phụ trách công việc tuyên truyền những phòng ban quan trọng như kinh doanh không phải thế mạnh của ông ta hoác khải vẫn luôn cho rằng nếu trong gia tộc này có ai là người dễ dàng phản bội nhất vậy thì hoác tích nguyên tuyệt đối phải nằm trong số đó nhưng anh hoàn toàn không thể ngờ mình không nghe được tên của hoác tích nguyên nhưng lại nghe thấy tên của chú nhỏ trước. Đương nhiên, tên của chú nhỏ xuất hiện trong lời nói của sát thủ không có nghĩa là Hoắc Tích Nguyên hoàn toàn vô tội. Có thể cả hai người này đều là kẻ phản bội. Dám ra tay với anh thì tuyệt đối không thể chỉ có một nhân vật nòng cốt như Hoắc Trạch Minh là kẻ tha hóa biến chất được. Chí ít cũng phải từ hai người trở lên mới có can đảm như vậy. Hoắc Trạch Minh là bên đối ngoại, vậy thì chắc chắn vẫn còn một con chuột già nắm giữ quyền lực đối nội thù nào cần báo thì nhất định phải báo, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian dài ngắn thôi, Hoắc Khải nói. Sát thủ xứ người, sau đó lập tức cuống lên, anh điên rồi à? Anh có biết những người đó mà cộng lại đáng sợ đến mức nào không? Đừng nói rằng anh chỉ là một tiểu bối của nhà họ Lý, cho dù là bà cụ nhà họ Lý cũng không dám mạnh miệng như vậy. Đừng tưởng rằng có ít tiền thì muốn làm gì cũng được, nếu so bị tiền bạc mà hữu dụng thì thế giới này đã biến thành thiên hạ của thương nhân từ lâu rồi. Sát thủ chưa từng nghĩ đến chuyện báo thù, năm xưa họ đưa thiếu cho hắn ta một nửa số tiền coi như kết thành ân oán, nhưng bao nhiêu năm qua đi, hắn ta cũng quên lâu rồi. Bây giờ nguy cơ mới xuất hiện, hắn ta chỉ muốn trốn thật xa, không muốn quan tâm tới chuyện thị phi giang hồ nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 456, Đường thủy. Hắn ta tới tìm Hoắc Khải, chỉ hy vọng có thể tìm kiếm sự bảo vệ, có cơ hội rời khỏi đây. Có thể tưởng tượng được rằng lối ra vào của thành phố này đã bị người ta trông chừng rồi. Không cần biết hắn ta đi đâu cũng sẽ bị giám sát chặt chẽ, chỉ đợi thời cơ thích hợp sẽ giết người diệt khẩu. Nếu hắn ta chết, vợ và con gái của hắn ta cũng không sống nổi, cả gia đình sẽ biến mất không chút tâm tích giữa thế giới này. Đây là một ván cờ chết, đáng lẽ ra mối thù của sát thủ với Hoác Khải có lẽ còn lớn hơn thù hận với chủ thuê trước kia. Bởi vì nếu Hoác Khải không tung tin tức giả, đám người kia cũng không tìm tới hắn ta vì chuyện xưa việc cũ. Có thể nói rằng, Hoắc Khải đã tạo ra một mối đe dọa liên quan trực tiếp tới sự sống và cái chết chết cho sát thủ. Nếu không phải nghĩ rằng bây giờ chỉ có người này mới giúp được mình và bằng lòng giúp mình, có lẽ sát thủ cũng ra tay với anh từ lâu rồi. Không cần biết sau chuyện này hắn ta có thoát thân khỏi tai họa được hay không, chỉ ít cứ kéo theo một người chịu tội thay rồi tính tiếp. Hoắc Khải không hề dao động vì sự phẫn nộ của sát thủ, một số người bắt buộc phải bị xử lý, nếu không thì anh sống lại còn ý nghĩa gì đâu. Nhưng muốn báo thù thì phải thêm cẩn thận, phải thận trọng hơn trước kia 100 lần. Từ tình hình mà hiện tại anh biết được, tuy rằng trước kia anh rất cẩn trọng, nhưng vẫn đánh giá thấp một số người. Thấy sát thủ cuống quyết như sắp cắn người, Hoắc Khải mới nói, anh không cần cuống lên, nếu tôi đã lợi dụng anh, đương nhiên sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng. Muốn rời khỏi nơi này an toàn không phải chuyện gì khó nhưng anh đã nghĩ xem phải giải thích với vợ mình thế nào chưa sát thủ im lặng trong chốc lát rồi mới nói chưa từng nghĩ đến chuyện này cũng không biết nên giải thích thế nào nếu bản thân anh không có lý do thì cứ nói rằng tôi là bạn của anh thấy anh tàn tật nên thương hại chuẩn bị sắp xếp cho anh một công việc mới hoác khải nói sát thủ ngẩng đầu nhìn anh qua một lúc mới gật đầu chỉ cần có thể rời khỏi nơi này anh nói thế nào cũng được lời nói của hoác khải ít nhiều gì cũng khiến hắn ta cảm thấy không thoải mái nhưng thoải mái về mặt tâm lý không là gì khi so với tính mạng hoác khải không nói nhiều với hắn ta anh hỏi tiếp hôm nay có những ai tới tìm anh hai nhân vật tép siêu thôi lần gặp mặt cuối cùng rồi cũng chỉ là một quân cờ nhân vật lớn thực sự không một ai xuất hiện nếu anh muốn dùng tôi để nhử họ ra chỉ e anh đã quá ngây thơ một tên sát thủ đã hết thời và tàn phế không đủ kinh động đến mức họ phải đích thân tới đây đâu sát thủ cười tự diếu khoác khải ừm một tiếng ngay từ đầu anh đã không có ý định dẫn dụ nhân vật lớn nào tới đây chỉ muốn lần theo manh mối đã điều tra ra hung thủ thực sự phía sau mà thôi bây giờ sát thủ đã cho anh đủ thông tin cần thiết cũng không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều đương nhiên nếu suy xét cẩn trọng thì lời nói của sát thủ cũng chưa chắc là sự thật hoàn toàn có thể hắn ta chỉ muốn dọa Hoắc Khải để nhanh chóng rời khỏi nơi này, thế nên mới lôi bao nhiêu thế lực ra đặt vào một chỗ. Dù sao thì Hoắc Khải cũng chẳng thể tìm ai để chứng thực điều này. Không thể nào tới nhà họ Hoắc tìm chú nhỏ Hoắc Trạch Minh để hỏi, ông có phải một trong những hung thủ đã giết Lý Trấn Quốc năm ấy không? Ông và nhà họ Đinh, nhà họ Liễu, tập đoàn Đại Triệu là đồng bọn nhỉ? Chuyện gì không thể nào chứng thực được, muốn nói sao thì nói. Đối với lời nói của sát thủ hoác khải chỉ nghe một nửa tin một nửa đúng lúc này đường thế minh quay lại khi mở cửa ra và nhìn thấy tên sát thủ đứng đó anh ta thoáng sững người sau đó di chuyển bước chân với gương mặt cực kỳ cảnh giác từ đôi tay khẽ nâng lên của anh ta có thể thấy đường thế minh sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào tên sát thủ không có ý định phản kháng bởi vì hôm nay hắn ta đến đây không phải để đánh nhau hay giết người hoác khải xua xua tay với đường thế minh đừng căng thẳng quá bây giờ tôi và anh ta không có quá nhiều xung đột về lợi ích, ngược lại, nên được tính là đồng minh. Đường Thế Minh lại xứng người trong thoáng chốc, anh ta nhìn tên sát thủ rồi nhìn sang Hoác Khải, lúc này mới hiểu ra. Anh ta bước nhanh tới bên cạnh Hoác Khải, vẫn nhìn tên sát thủ bằng ánh mắt cực kỳ cảnh giác, không cần biết thế nào, dù sao quá khứ của anh ta cũng không vẻ vang, nên cẩn thận thì hơn. Đối với một vệ sĩ, tính cách thận trọng này là yếu tố bắt buộc phải có, Hoắc Khải không muốn đả kích anh ta trên phương diện này, bèn hỏi anh ra ngoài lâu như thế, điều tra được những gì rồi? Những người kia vẫn chưa rời khỏi thành phố này, tôi quan sát trong một thời gian, chỉ có thể điều tra ra rằng họ đã bố trí người ở ga tàu hỏa, trạm dừng ô tô, sân bay, đường cao tốc và các cửa ngõ ra vào thông thường. Dường như họ đang đợi chỉ thị của ai đó, trước khi chỉ thị đến, chỉ cần canh giữ cửa ngõ, không để một số người nào đó rời đi tùy thích là được rồi một số người nào đó, ám chỉ ai, người trong căn phòng này đều hiểu cả. Sắc mặt của tên sát thủ không thay đổi quá nhiều vì hấn ta đã nghĩ tới điều này từ lâu rồi, nếu không, hà tất phải chủ động tới tìm hoác khải chứ. Công việc điều tra của đường Thế Minh, nói một cách nghiêm trọng, tương đương với không điều tra được gì. Chuyện mà anh ta nói, hoác khải và tên sát thủ cũng nghĩ tới được. Nhưng chuyện này chẳng thể trách đường Thế Minh, dù sao anh ta cũng chỉ là một võ giả, không phải nhân viên điều tra thực thụ đối với những chuyện này anh ta hiểu không quá rõ không điều tra ra được điều gì hữu ích cũng là chuyện bình thường hoác khải không hề trách mắng anh ta chỉ nói nếu đã như thế chúng ta cũng không nên ở lại quá lâu nhanh chóng rời khỏi đây thì tốt hơn thế anh ta thì sao đường thế minh nhìn tên sát thủ đi cùng chúng ta hoác khải trả lời đường thế minh không hề thấy bất ngờ trước kia hoác khải từng nói với anh về một số khả năng liên quan trong đó bao gồm cả việc đưa gia đình của tên sát thủ này rời khỏi đây. Nhưng bây giờ các cửa ngõ bị chặn kín rồi, đi thế nào được? Khoác Khải cười cười, những nơi cần lộ diện để kiểm tra đương nhiên không thể đi được, nhưng trên thế giới này luôn có một số nơi có thể giúp người ta lén lút chuồn đi. Ví dụ như? Đường Thủy, Khoác Khải trả lời, trước khi tới đây tôi đã xem rồi, thành phố này tựa lưng vào con sông lớn nhất của đất nước, số lượng tàu hàng ra vào cực kỳ nhiều chúng ta chỉ cần lén lút lên được một chiếc thuyền hàng trong số đó là có thể đi theo dòng. Đợi khi đến nơi an toàn rồi lại đi theo cách khác. Đường thủy mà Hoác Khải nói thực ra không khó hiểu lắm. Những người kia muốn phong tỏa các ngã đường, rất đơn giản, dù sao thì cửa ngõ ra vào cũng chỉ có chừng ấy, sắp xếp thêm ít người là được. Nhưng muốn chặn đường thủy thì cực kỳ khó khăn. Bởi vì phòng tuyến trên sông thực sự quá dài, chỉ riêng thành phố này đã có ít nhất 100 km sông có thể lên thuyền. Muốn chặn đứng 100 km này cần đến bao nhiêu người? Cho dù mỗi km chỉ có một người canh giữ, cũng cần 100 người. Mà lúc nửa đêm, mỗi km chỉ có một người canh chừng làm sao nổi? Có lẽ sẽ có người nói, thế lực lớn như vậy, điều động hàng nghìn người chắc cũng không khó đâu. Điều động người thì không khó, nhưng sắp xếp hàng nghìn người canh giữ cả ngày lẫn đêm, chắc chắn sẽ bị chú ý, đến lúc đó họ sẽ phải giải thích ra sao? nói rằng một nghìn người này tới bắt cá, hay là tới đây tản bộ. Mục tiêu lớn như thế chắc chắn không thể xuất hiện được, cho nên đi đường thủy là lựa chọn tốt nhất, cũng là lựa chọn duy nhất. Về việc làm sao để lên được một thuyền hàng trong số những chiếc thuyền đi lại như con thoi trên sông, việc này càng dễ làm. Không cần biết phải bơi qua đó rồi lên thuyền bằng vận may, hay sắp xếp người đón trước, đều không quá phiền phức. Sau khi quyết định được phương pháp chung chung, sát thủ mới rời khỏi căn phòng này mà trước khi hắn ta đi, Đường Thế Minh đột nhiên nói, nếu lần sau anh còn dám xông vào, tôi sẽ không khách sáo với anh đâu. Đây là lời cảnh cáo của anh ta, cũng coi như lời an ủi dành cho anh. Lần này coi như may mắn, vì sự uy hiếp từ thế giới bên ngoài nên sát thủ không ra tay với Hoắc Khải. Nếu không, lỡ như Hoắc Khải xảy ra chuyện gì trong thời gian anh ta rời đi, trong lòng anh ta sẽ rất áy náy. Sát thủ quay đầu nhìn Đường Thế Minh, lạnh lùng nói, nếu tôi còn ở thời kỳ đỉnh cao, dạng như cậu, tôi có thể giết chết 10 lần trong một phút. Anh có thể thử xem, đường thế minh sầm mặt. Người ta thường bảo, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Văn nhân sẽ không dám nhận văn chương hoặc học vấn của mình đứng đầu thiên hạ, nhưng người học võ thường không cam nguyện xếp sau người khác. Người luyện võ thường kiêu ngạo, tự nhận mình đứng đầu thiên hạ. Nhất là con cháu thế gia võ học như đường thế minh càng như vậy anh ta rất coi thường tên sát thủ này huống hồ còn là một tên tàn phế đã hết thời lời nói của sát thủ là sự khiêu khích và đáp lại anh ta nếu không vì có hóc khải ở bên cạnh đường thế minh thực sự muốn lao tới so chiêu lần trước bị dẫn dụ vào bẫy dập và chịu thiệt nhưng vẫn chưa vớt phát được thể diện tên sát thủ không nói gì thêm mở cửa đi ra ngoài đường thế minh khẽ hừ một tiếng dường như rất không vui Hoắc Khải vỗ vỗ vai anh ta và nói, anh ta nói không sai, ai cũng có thế mạnh riêng, nếu đối đầu trực diện, ba người như anh ta chưa chắc là đối thủ của anh, nhưng nếu vì mục đích giết người, có thể sử dụng vô số phương pháp. So về độ nham hiểm thì một người luôn bước đi dưới ánh mặt trời như anh đâu thể là đối thủ của anh ta được. chương 457, đúng và sai. Đường Thế Minh không phản bác lại Hoắc Khải, bởi anh nói đúng. Một con nhà võ tâm hướng đến ánh mặt trời làm sao có thể so với một sát thủ quanh năm lần trong bóng tối chứ? Một ngày cứ thể trôi qua rất nhanh, đến tối, tên sát thủ tên Tần Đại bằng đó gửi tin đến, báo rằng giờ đã chuẩn bị xuất phát đến bên sông. Hoác Khải và Đường Thế Minh không cùng đường với họ, tin rằng chắc Tần Đại bằng có khả năng trốn được khỏi sự giám sát kia trong một khoảng thời gian ngắn. Một tiếng đồng hồ sau, mấy người họ cùng gặp mặt. Vợ của Tần Đại bằng ôm lấy đứa trẻ, tò mò không hiểu nhìn hoác khải hỏi sao mà phải gấp rút lên đường lúc nửa đêm thế sáng sớm mai ngồi tàu cao tốc hay gì đấy đi không được à chủ yếu là do tôi có việc gấp nếu không cũng chẳng vội đi như vậy làm chị dâu phải vất vả rồi hoác khải khách sáo nói vợ của tần đại bằng cũng không nghi ngờ gì lắm bởi phong cách của hoác khải quả thật trông cũng rất giống người có chức có quyền tần đại bằng nói với cô ta rằng đây là người bạn sinh tử mà mình gặp mấy năm trước giờ thấy mình sống không được như ý nên chủ động mời cùng đi làm việc. Nếu chỉ là công việc bình thường thì vợ của Tần Đại Bằng chắc chắn không đồng ý buông bỏ việc kinh doanh hoa quả đã làm nhiều năm như vậy để đi tới vùng khác, nhưng Tần Đại Bằng lại nói rằng mỗi năm có thể kiếm được tiền lương ít nhất là một triệu tệ, điều này quả thật khiến người ta rất động lòng. Bây giờ có biết bao nhiêu hàng bán hoa quả, bình thường cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, chỉ có đợi lúc lễ Tết gì đó thì chắc mỗi ngày cũng kiếm được lợi nhuận hàng chục ngàn tệ tính ra một năm kiếm được một đến hai trăm ngàn tệ đã là khá khẩm lắm rồi. Cho nên số tiền một triệu tệ một năm đối với cô ta mà nói thì chắc chắn là có sức hấp dẫn rất lớn. Tần Đại Bằng nói chuyện này cũng không báo trước với Hoác Khải, bởi vì hắn ta có một tài khoản riêng ở nước ngoài, trong đó có tích chữ một khoản tiền rất lớn mà trước nay vẫn chưa dám dùng. Lần này sau khi thoát được ra thì hắn ta định dùng đến số tiền đó. Không lâu sau, một chiếc thuyền cá nhỏ đậu lại bên sông, Hoắc Khải gọi mấy người họ lên thuyền. Chiếc thuyền cá nhỏ này là do Hoắc Khải tìm được vào lúc buổi trưa. Anh đưa cho chủ thuyền 2.000 tệ, chủ thuyền cũng không hỏi bọn họ muốn làm gì, dù sao đưa người đi, tiền đến tay, thế là chẳng liên quan gì đến mình nữa. Mấy người Hoắc Khải ngồi chiếc thuyền nhỏ này rồi leo lên một con tàu hàng đang tạm dừng trên sông. Con tàu hàng này là Hoắc Khải kiếm được thông qua quan hệ của nhà họ Lý lý do hoác khải không dùng quan hệ của cá nhân mình là bởi vì anh còn muốn lấy nhà họ lý làm lá chắn muốn thu hút càng nhiều sự chú ý của người khác vào gia tộc này có lẽ đối với nhà họ lý mà nói thì điều này chẳng công bằng chút nào nhưng hoác khải chẳng còn cách nào khác thế lực của phe địch quá mạnh dựa vào năng lực bây giờ của mình nếu thật sự lấy cứng trọi cứng thì chẳng khác nào lấy trứng trọi đá cho nên anh chắc chắn phải cẩn thận cố gắng hết sức để giành lại cho mình nhiều đường lui hơn Bước lên tàu hàng, xuôi theo dòng nước, vợ của Tần Đại Bằng cũng lờ mờ cảm thấy đây không giống với chuyến đi bình thường. Làm gì có hành trình nào mà phải lên thuyền cá trước rồi lại đổi tàu hàng, cảm giác cứ như chạy nạn ấy. May mà Hoắc Khải cẩn thận, chủ động giải thích rằng tàu hàng này có hàng của anh, vì xảy ra chút chuyện mà tàu hàng lại vừa hay đi ngang qua đây cho nên mới bắt buộc phải khởi hành trong tối nay. Rồi anh lại mời thuyền viên trên tàu hàng diễn một màn kịch mới xóa bỏ được sự nghi ngờ của vợ Tần Đại Bằng. Đối với kết quả này Tần Đại Bằng cũng tạm thấy vừa lòng, theo cách nói của hắn thì đây coi như là hoác khải bồi thường cho vợ của mình. Ngày hôm sau, mấy người xuống khỏi tàu hàng, tìm một chiếc xe taxi, đi đường vất vả để đến một vùng nào đó giáp biên giới. Từ nơi đó suốt cảnh thẳng, đi đến một nước nhỏ, rồi lại từ nước nhỏ tiến đến một châu lục khác. Đây là hành trình chủ yếu của cả nhà Tần Đại Bằng, còn việc đến nước ngoài rồi định giải thích chuyện công việc với vợ thế nào thì Hoác Khải cũng không quan tâm nữa việc anh có thể làm chỉ là đảm bảo lúc tần đại bằng ở trong nước không xảy ra chuyện, còn ở nước ngoài thì chẳng liên quan gì đến anh. Hoác Khải chẳng đồng cảm với tên sát thủ này lắm, cho dù vợ con hắn ta là vô tội thì có sao. Một người phạm ra lỗi lầm thì phải nhận lấy hậu quả thích đáng, nếu như liên lụy đến người khác thì đấy cũng là tội của hắn ta. Suy nghĩ của Hoác Khải về mặt này rất thông suốt. Chỉ có đường thế minh là không nhẫn tâm, anh ta cảm thấy đứa trẻ còn nhỏ, người phụ nữ lại vô tội, cứ bị lừa ra nước ngoài như thế e là sẽ rất buồn. Hoắc Khải có thể hiểu được suy nghĩ của anh ta, cũng không cảm thấy cần phải uốn nắn gì. Trên thế giới có người vô tình giống mình như này thì cũng nên có người tốt nhiệt tình như vậy. Sau khi đưa Tần Đại Bằng đi, Hoắc Khải và Đường Thế Minh cũng không về thành phố của mình mà đi đến nhà họ Lý một chuyến. Giờ nhà họ Lý làm ra vẻ một mực muốn báo thù, nhưng cách ra mấy ngày sau, rất nhiều người đều cảm thấy hoang mang vô cùng bà cụ chỉ nói muốn chuẩn bị báo thù nhưng vẫn luôn không nói kẻ thù là ai làm lòng họ bây giờ cứ thấp thỏm lên xuống hoắc khải đã đến nhà họ lý đây là lần thứ hai anh bước qua cửa gia tộc này có không ít người nhà họ lý cảm thấy phấn khởi cũng không ít kẻ cảm thấy bực dọc người phấn khởi đương nhiên là vì Hoác khải mà kiếm được tiền người bực dọc thì lại như mấy kẻ lý chính thụy lý tinh thanh bọn họ rất ghét hoắc khải lại chẳng thể không thừa nhận người này đã đem đến hy vọng mới cho nhà họ lý cho nên trong lòng bọn họ mâu thuẫn vô cùng, không biết có nên loại bỏ sự ngăn cách với Hoắc Khải. Mà Hoắc Khải cũng chẳng có ý chủ động đi liên lạc với họ, cho dù bây giờ thái độ của những người này đã mềm mỏng hơn rất nhiều. Tần Đại Bằng đã nói rất rõ ràng, rằng cái chết của Lý Trấn Quốc năm đó là bởi nội bộ nhà họ Lý ngăn cản, làm lỡ mất thời cơ cứu chữa, nếu không nhân vật thiên tài nhà họ Lý đó có lẽ giờ vẫn còn sống. Cho dù trước nay anh chưa từng thật sự coi mình là Lý Phong nhưng dù sao cũng chiếm dụng thân thể của người ta thì có những việc phải làm, có những mối thù cũng phải nhớ kỹ. Cho dù không xét đến nhân tố Lý Phong thì những người này có thể ngăn cản cứu chữa lý trấn quốc, đợi đến lúc mình cũng gặp chuyện như vậy, lẽ nào họ lại không làm thế sao? Có thể làm được một lần thì cũng có thể làm lần thứ hai, hơn nữa còn làm vô cùng nhẹ nhàng, chẳng có chút gánh nặng tâm lý nào. Cho nên hoắc khải lại càng cảnh giác với những người này hơn ai hết, chỉ có thể kính trọng nhưng không gần gũi. Còn về chuyện Lý Trấn Quốc, khi Hoắc Khải về đến nhà họ Lý đã lập tức tìm đến nhà bà cụ để kiểm chứng. Bà cụ lặng im một hồi lâu, có lẽ bà ta không ngờ Hoắc Khải lại nghe ngóng được cả chuyện này. Rất lâu sau bà ta mới thở dài, gật đầu nói, "Cậu nghe không sai đâu, năm đó Lý Trấn Quốc quả thực không chết ngay, mà do lỡ mất thời gian cứu chữa nên mới bỏ mạng ở bệnh viện." "Vậy tại sao bà không ngăn cản họ làm sằng làm bậy?" Hoắc Khải hỏi. "Vấn đề này anh bắt buộc phải hỏi?" nếu không để người ta biết được con trai nghe nói bố mình bị người ta cố ý hại chết lại không quan tâm, chắc chắn sẽ bị người khác nghi ngờ. Bà cụ nhìn anh, đáp bởi vì kẻ thù của Lý Trấn Quốc quá nhiều. Năm đó thế của nó rất mạnh, đắc tội không biết bao nhiêu người, quá nhiều kẻ muốn nó chết. Cậu chẳng bao giờ biết được, lúc nghe nói Lý Trấn Quốc có khả năng mất mạng, mấy người đó phấn khích đến mức nào đâu, mắt của bọn chúng đều đỏ cả lên. Tôi biết, nếu đứng ra ngăn cản, có khi Lý Trấn Quốc vẫn còn sống, còn tôi cũng bắt buộc phải lấy cương đối cương với họ. Nếu lúc đó mà làm như vậy thì khả năng gia tộc giã đám triệt để là rất lớn, mà cho dù có ngăn cản bọn chúng thì Lý Trấn Quốc cũng chưa chắc có thể sống lại được. Trong tình cảnh như vậy, cậu cảm thấy tôi nên làm như thế nào? Hoác Khải có thể hiểu được ý của bà cụ, Lý Trấn Quốc có thể được cứu sống hay không còn là ẩn số, hơn nữa khả năng là rất thấp. Nếu vì chuyện khả năng thấp này mà lật lọng với gia tộc, đối đầu với những kẻ hy vọng Lý Trấn Quốc chết đi kia, thì chỉ có thể cùng chết chùm mà thôi. Rốt cuộc là đánh cuộc một ván, hay là hành sự ổn thỏa, rất rõ ràng bà cụ đã chọn con đường thứ hai. Không thể nói là bà ta đã sai, chỉ có thể nói, bà ta quá vô tình. Trên thế gian này có mấy người làm mẹ mà chưa mắt nhìn con trai mình chết được. Cậu tưởng rằng tôi muốn thế sao, nhưng tình trạng vết thương của Lý Trấn Quốc quả thực rất nghiêm trọng, đến bác sĩ cũng nói cho dù có cứu sống được thì đại não cũng chịu tổn thương, cũng không biết sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào, có thể là người thực vật, mà cũng có thể là thành thằng ngốc. Bà cụ đau lòng nói, năm đó khi ông của cậu mất, đã nói phó thác lại nhà họ Lý cho tôi. Nếu tôi vì con trai mình mà hủy đi cả nhà họ Lý, thì tôi phải ăn nói với ông ấy thế nào? Nếu cậu cảm thấy tôi đã làm sai, thì có lẽ tôi cũng sai rồi, nhưng tôi không hối hận. Sự kiên định của bà cụ không làm Hoắc Khải quá ngạc nhiên. Từ sự tiếp xúc lúc trước, anh có thể nhìn ra được. Bà ta quả thực là người như vậy. Người nắm quyền của một gia tộc lớn thì tác phong làm việc phải vượt qua được tầm hiểu biết của người thường. Trong gia đình như thế này, chuyện gì cũng có thể xảy ra, suy nghĩ nào cũng có được. Đúng cũng được, mà sai cũng thế, đây chính là kết quả của việc ưu tiên lợi ích gia tộc. Nếu chỉ suy xét đến sự sống chết của Lý Trấn Quốc thì đứng từ góc độ của gia tộc mà nói, trái lại là một loại ích kỷ. Chương 458, 500 triệu. Hoắc Khải không muốn vì chuyện của mười mấy năm trước mà đi truy cứu đúng sai. Anh nói, tôi không muốn nói nhiều về chuyện này nữa, đúng hay sai, đương nhiên sẽ có người biết. Lần này quay lại, chủ yếu là muốn trong nhà làm một chuyện. Chuyện gì, bà cụ nói, cậu nói đi, chỉ cần dòng họ có thể làm được thì nhất định sẽ làm. Câu nói này bà ta nói rất có khí thế, một phần là để lôi kéo Hoắc Khải, còn phần khác là để bù đắp cho chuyện năm đó. Hoắc Khải không do dự, nói tôi muốn 500 triệu tiền mặt hoặc 80 triệu đô. Bà cụ xứng người, 500 triệu tiền mặt. Tuy dự án 1 tỷ đã có khởi đầu tốt đẹp, hơn nữa lại có lợi nhuận khả quan, nhưng cũng chỉ là mấy chục triệu mà thôi. Hoác khải thì hay rồi, vừa đến là cần 500 triệu, lại còn là tiền mặt. Cậu cần nhiều tiền như thế để làm gì, bà cụ hỏi. Hoác Khải cũng không che giấu suy nghĩ, nói thẳng, từ tên sát thủ kia tôi điều tra được, hung thủ thật sự phía sau không chỉ có một người mà là một thế lực cực lớn. Năm đó bà dừng cuộc điều tra, không lựa chọn trả thù là một việc làm rất chính xác. Nhưng đối với tôi mà nói, chuyện này không thể bỏ qua. Bởi vì liên quan đến cái chết của bố tôi, bây giờ sát thủ đã đánh động những người kia, họ nhất định sẽ tận lực đuổi cùng giết tận. Nói không chừng không lâu sau, sẽ có người động tay với nhà họ Lý. Cho nên trước khi họ ra tay, tôi muốn điều tra rõ ràng gốc rễ của những người này. Ở nước ngoài có một tổ chức gọi là ám giới, chuyên cung cấp tin tình báo, nhưng giá rất cao. Theo tôi tính toán thì muốn tra ra gốc rễ của những người này thì ít nhất cũng phải tốn 7-80 triệu đô. Khoản tiền này thì phải cần nhà họ Lý bỏ ra. Lời nói thẳng thừng của Hoác Khải khiến bà cụ rất kinh ngạc. Năm đó khi điều tra, tuy rằng chỉ tra ra một phần của tảng băng nhưng bà ta đã nhạy bén nhận thấy, sự việc không đơn giản như vậy, tiếp tục điều tra thì rất có thể mang lại tai họa ngập đầu cho dòng họ. Do đó, bà ta đã ngừng điều tra trong sự khó hiểu của tất cả mọi người, cũng giúp cho dòng họ tránh được một cuộc khủng hoảng. Nhưng mấy năm nay, nhà họ Lý vẫn không tránh khỏi rơi vào xu hướng suy tàn. Dưới góc nhìn của người ngoài thì sự thiếu hụt nhân tài dẫn đến suy thoái nhưng trong lòng bà cụ hiểu rõ, nguyên nhân căn bản là rất nhiều đối tác kinh doanh dần dần không hợp tác với nhà họ Lý nữa. Nguyên nhân có thể là sự thiếu hụt nhân tài, những vấn đề trong đường lối chiến lược, cũng có thể nói là có người âm thầm thao túng chuyện mà hoác khải nói bà ta có thể hiểu được nhưng đồng thời bà ta lại nhìn ra những chuyện mà trước đây bản thân bà ta chưa từng nghĩ đến ví dụ như sát thủ kinh động đến những người kia sau đó nhà họ lý lại thể hiện như muốn báo thù rửa hận thì không phải là càng dễ thu hút ánh nhìn bất thiện của những người kia sao bà ta nhìn hoác khải giọng nặng nề hỏi trước đây cậu bảo tôi chuẩn bị thật ra là để lấy khoản tiền này khiến tôi không thể không bỏ tiền ra đúng không nếu nhà họ Lý thật sự thu hút sự chú ý của đám người kia thì tốn 500 triệu để mua tin tức cũng xứng đáng. Nếu không, đến kẻ thù là ai cũng không biết thì sao có thể đề phòng. Lúc đầu, Hoắc Khải bảo bà ta chuẩn bị, nói là để lừa người nhưng lại không nói với bà ta sau khi dụ người ra thì cần 500 triệu tiền mặt. Bây giờ há miệng mắc quai, không có cách nào để trả giá. Hoắc Khải nhướng mày, nói, bà cảm thấy như thế thì đúng là như thế bà cụ nắm chặt cây gậy trong tay, rất muốn đập một phát lên đầu thằng nhãi này. 500 triệu tiền mặt đấy, cả dòng họ phải làm việc bao nhiêu lâu mới có thể kiếm được, cậu lại dùng một kế sách đơn giản muốn dòng họ bỏ ra số tiền nhiều như thế. Cậu đùa giỡn chúng tôi như đám ngốc sao. Bà cụ cảm thấy tức giận cũng là chuyện rất bình thường mà Hoác Khải có thể tưởng tượng được. Nhưng anh không giải thích nhiều, cũng không có ý xin lỗi. Vì anh biết, mình có thể giúp nhà họ Lý kiếm được nhiều tiền hơn, cho dù kiếm gấp 10 lần bây giờ cũng không khó. Nên để cảm ơn thì khi anh cần, nhà họ Lý có thể cung cấp tiền mặt để trợ giúp và trở thành một tấm lá chắn bảo vệ cũng là chuyện nên làm. Sau khi nhìn chằm chằm hoác khải một lúc lâu, tay nắm gậy của bà cụ dần thả lòng. Bà ta nói, xem ra tôi vẫn coi nhẹ cậu rồi. Tất cả mọi người nhà họ Lý cộng lại cũng không theo kịp lòng giả và những chủ tính của một mình cậu. Bà quá khen rồi, Hoắc Khải trả lời nói. Bà cụ gừ một tiếng, nói không thể dễ dàng rút ra 500 triệu tiền mặt, hơn nữa ở nhà họ Lý không phải ai cũng nghe lời tôi. Không sao, bà có thể dùng hạng mục thứ hai làm mồi nhử, ai muốn tham gia thì nhất định phải góp tiền mặt mới cho phép gia nhập vào dự án. Dựa vào tài lực của mấy người nhà họ Lý, chắc chắn sẽ rất nhanh chóng gom được số tiền mà tôi cần. Cho nên, khi cậu nói với tôi câu đầu tiên thì đã nghĩ tới bước này rồi. Đến cả chuyện làm thế nào khiến những người trong dòng họ phải rút tiền ra cũng đã nghĩ kỹ rồi. Có khi nào từ bước đầu lập ra ba dự án 1 tỷ chính là để chuẩn bị cho kế hoạch này không?" Bà cụ hỏi. Hoắc Khải chỉ cười không nói nhưng lại khiến bà cụ thầm kinh sợ người trẻ tuổi này. Nếu Hoắc Khải thật sự là từ dự án 1 tỷ đã bắt đầu lên kế hoạch đến hôm nay thì năng lực bài binh bố trận của anh quá đáng sợ rồi. Những chuyện nhìn như không liên quan gì đến nhau đến giờ sâu chuỗi lại thì mỗi bước đều vô cùng chuẩn xác, không lãng phí bất kỳ bước nào. Bộ não của anh, rốt cuộc là làm từ thứ gì vậy? Một lúc sau, bà cụ nói chuyện này tôi sẽ sắp xếp, nhưng coi như có thể khiến họ bỏ tiền ra thì cũng cần thời gian. Không sao, ám giới nghe ngóng tin tức cũng cần thời gian, tôi có thể trả họ trước một nửa số tiền. Dòng họ nhất định phải bỏ ra trước 250 triệu, Hoác Khải nói bà cụ tức đến nỗi phải hừ lạnh giọng thêm lần nữa nói cậu đúng là không muốn tay không ra về đi đường xa không muốn chạy một chuyến phí công hoác khải nói bà cụ cũng không nói nhiều với anh vung gậy đuổi người đại quản gia mới nhậm chức hầu ở ngoài cửa thấy hoác khải bị đuổi ra ông ta cũng không dám nói gì chỉ cúi đầu hỏi cậu chủ cậu có muốn ăn gì không tôi bảo đầu bếp đi làm nếu là tàu hạc minh chắc chắn lão ta sẽ giúp bà cụ trách mắng vài câu nhưng vị đại quản gia cũ đó, bây giờ không biết đã lưu lạc ở đâu rồi. Một tấm gương sáng chói như thế, không ai dám nói loạn trước mặt Hoác Khải nữa. Bà cụ ở trong phòng cất giọng lạnh lùng nói, không phải làm cái gì cả, cứ để nó đói chết đi. Bà cụ có thể nói câu này nhưng đại quản gia chỉ cười ngượng ngập, không dám nói gì. Hoác Khải biết bây giờ, bà cụ tức đến phát điên lên, dù sao bị cướp mất 500 triệu thì ai mà vui vẻ được. Một ngày sau, Bà cụ chuyển cho Hóc Khải 250 triệu từ tài khoản của công ty. Khoản tiền này, bà ta dùng quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị bảo phòng tài chính chuyển vào tài khoản của Hóc Khải trước, sau đó mới công bố. Chuyện này khiến nhiều người nhà họ lý không hài lòng, tiền của công ty là tiền của mọi người. Dù là dòng chính hay nhánh phụ đều có phần, bà là Chủ tịch Hội đồng Quản trị cũng không thể vô duyên vô cớ chuyển cho cháu bà nhiều tiền như thế, làm vậy không hợp lý. Lúc đầu bà cụ cũng không quan tâm những người này, chỉ giải thích rằng Hoác Khải cần tiền làm việc quan trọng. Sau đó thấy mỗi người nói một kiểu thì đành phải triệu tập mọi người đến nhà thời tổ của dòng họ rồi nói, tôi biết trong lòng mọi người không vui, không phải chỉ 250 triệu thôi sao mà ai cũng bày ra cái vẻ tham tiền phụ nghĩa. Coi chuyện này là lỗi của tôi, khi Lý Phong đi đã nói, coi như nó mượn trong nhà khoản tiền này, sau này sẽ trả. Ngoài ra, nó bảo tôi nắm chặt thời gian mở cửa huy động vốn của hạng mục thứ hai vẫn là một tuần, quá hạn sẽ không nhận nữa. Nhưng lần này, bắt buộc phải dùng tiền mặt, cả dự án cần ít nhất 500 triệu vốn khởi động, chia theo đầu người. Nếu chỉ có chi thứ nhất của dòng chính làm thì chúng tôi sẽ góp toàn bộ 500 triệu. Nếu có hai người thì mỗi người 250 triệu, 10 người thì mỗi người 50 triệu, cứ thế mà tính. Sau này ai muốn tham gia thì tự tìm Lý Thắng Bân mà đăng ký, đừng tới phiền tôi. Nói xong, bà cụ tức giận đi khỏi nhà thờ tổ với dáng vẻ không vui. Điều này khiến rất nhiều người có ảo giác là thật ra bà cụ không muốn mở đợt huy động vốn lần hai. Thật ra có thể giải thích được, hạng mục thứ nhất, bây giờ đã chứng minh kế hoạch có tác dụng rất rõ ràng, sau khi trải qua tối ưu hóa và tổng hợp thì lợi nhuận của hạng mục rất tốt. Theo tình hình trước mắt xem ra, một năm kiếm một tỷ không phải là chuyện kỳ lạ. Đổi lại là họ, nếu giành được lợi ích như thế thì chắc chắn sẽ hy vọng nắm trong tay tất cả những hạng mục sau này. Nhưng bây giờ, Hoắc Khải cầm đi 250 triệu tiền mặt, bị người ta nắm được điểm yếu, bà cụ không thể không lấy dự án ra để xoa dịu sự phẫn nộ của mọi người. Nếu không thì rất khó thuyết phục được những người khác. Chương 459, Ngọa Long Phượng Sồ. Nếu như bình thường, bà cụ có mở cửa huy động vốn thì cũng không có ai sẵn sàng bỏ tiền ra. Vì trước đó họ đã phải đóng góp nguồn lực trong tay để tiến hành tổng hợp và tối ưu hóa. Đã cho nguồn lực rồi lại còn phải góp tiền. Nhưng bây giờ, không ai nghĩ đến chuyện tiền nong nữa. Vì từ hạng mục đầu tiên, họ đã nhìn thấy khoản lời có thể kiếm nên bây giờ tiền đầu tư vào dự án chính là để mua một con gà vàng đẻ trứng. Mà đã là con gà đẻ trứng vàng thì tốn thêm chút tiền cũng không sao cả. Cho nên bà cụ vừa nói câu này thì mấy người của nhánh phụ lập tức náo động lên không ít người chạy đến bên Lý Thắng Bân đòi đăng ký. Thậm chí còn có người yêu cầu, hạn chế số lượng người tham gia theo mức độ đóng góp nguồn lực nhiều hay ít. Bà cụ vừa nói rất rõ ràng, người tham dự càng ít thì số tiền chia trung bình càng càng. Nhưng trái lại, người tham gia ít thì sau này càng có ít người chia lãi sao. Vẫn câu nói đó, bây giờ đầu tư nhiều thì sau này thu lại được càng nhiều. Lý Thắng Bân bị họ vây xung quanh, mỗi người một câu khiến tai ông ta ủ đi, chỉ nghe thấy tiếng vù vù. Trong đầu ông ta có chút mơ hồ, bà cụ muốn mở cửa huy động vốn hạng mục thứ hai lại không bàn bạc với ông ta. Nhưng với những chuyện như thế này, bà cụ không thể một mình quyết định, nhất định bà ta đã bàn với ai. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn thằng cháu rẻ rách của mình thôi. Cho nên thằng nhãi đó vừa đến chưa được một ngày đã khiến bà cụ làm ra cái chuyện ngớ ngẩn này. Lấy 250 triệu để bán cho hạng mục có thể kiếm được 1 tỷ một năm. Theo quan điểm của Lý Thắng Bân, đây chính là hành động mổ gà lấy trứng, dẫn đến việc kinh doanh bị thua lỗ khá phổ biến trên thương trường. Nếu cho chi thứ nhất của dòng chính thêm chút thời gian, thì hoàn toàn có thể làm được cả hai dự án. Sao lại cần nhánh phụ tham gia? Nhưng bây giờ bà cụ đã nói ra rồi, Lý Thắng Bân cũng không dám phủ nhận. Nếu không những người của nhánh phụ đang đỏ mắt như sói đầu đàn có thể sẽ nuốt chửng ông ta ngay tại trận. Khi lợi ích đủ lớn thì tình thân gì đó đều là chuyện dâu riêu. Từ nhỏ đến lớn sống ở dòng họ, Lý Thắng Bân hiểu rõ rằng nếu ông ta nói trái lời vào giờ phút này sẽ có hậu quả gì. Năm đó, tại sao Lý Trấn Quốc lại chết, trong lòng ông ta cũng có suy nghĩ, đương nhiên không dám đi theo vết xe đổ. Chuyện làm ăn thua lỗ trong mắt Lý Thắng Bân lại khiến bà cụ vụng trộm cười tươi như hoa. Vốn dĩ theo kế hoạch là lợi dụng ba hạng mục một tỷ này đổi lấy quyền khống chế nhánh phụ. Bây giờ quyền khống chế đã nắm trong tay rồi còn lấy được một đống tiền. Hoắc Khải bảo bà ta lấy 250 triệu nhưng bà cụ lật mặt lấy 500 triệu. Đây chính là lòng tham của bà ta và cũng là một đòn tham dò nhánh phụ. Nếu lần này nhánh phụ sẵn lòng đưa ra 500 triệu vậy thì đến hạng mục thứ ba, bà ta có thể mở miệng kêu góp vốn 1 tỷ, 2 tỷ. Dù sao đến cuối cùng gom không đủ nhiều tiền như thế thì có thể mượn cớ cho chi thứ nhất của dòng chính phần còn dư. Tính thế nào cũng không bị thiệt là người nắm quyền của nhà họ Lý nên trên phương diện sắp xếp tính toán thì bà cụ không kém bất kỳ ai. Đồng thời vào lúc này, Hoắc Khải cũng đã nhận được 250 triệu tiền mặt và thông qua kênh đặc biệt nào đó liên hệ được với ám giới. Ám giới là tổ chức chuyên cung cấp tin tình báo, họ có điểm giới hạn chính là tuyệt đối không tự mình tham gia ám sát. Anh muốn giết ai, chỉ cần tiền đủ nhiều thì ngày hôm sau, mỗi giây mỗi phút muốn người kia làm gì thì họ sẽ sắp xếp mọi thứ cho anh nhưng người ra tay tuyệt đối không thuộc ám giới. Cộng thêm việc tổ chức này nắm giữ vô số hồ sơ đen, khiến rất nhiều người hận họ đến thấu xương nhưng lại không dám làm bừa. Trước đây, Hoắc Khải đã từng tiếp xúc với ám giới nhưng lại không hiểu quá nhiều về tổ chức này. Họ quá thần bí, người ngoài nghiên cứu nhiều năm cũng chỉ biết tổ chức ám giới phân bố ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Họ gần như không có một cứ điểm cố định, cũng không biết phương thức liên lạc giữa các thành viên với nhau như thế nào. Trên mạng, thư từ hay là truyền miệng, duy nhất có một manh mối chính là có người mạo hiểm bắt một thành viên của ám giới, tìm thấy từ trên người họ một tấm thẻ ghi số hiệu. Theo phán đoán, có lẽ thành viên của ám giới dựa vào số hiệu sắp xếp thứ hạng xác định địa vị và tính chất công việc. Số hiệu của thành viên đó là 37, tổ chức bắt được người này được coi là nổi tiếng nhất trên toàn cầu với khối tài sản trên 100 tỷ đô nhưng sau khi chuyện này xảy ra chưa đến nửa năm thì tổ chức này tan rã vì những nhân vật quan trọng không chết thì cũng bị điên. Từ đó về sau, không có ai dám ra tay với ám giới nữa. Kể cả là Hoác Khải, cũng chưa từng nghĩ cách đối phó với tổ chức còn đáng sợ hơn cả sát thủ này, cho dù sự tồn tại của họ có khả năng sẽ uy hiếp đến bản thân anh. Nhưng cái giá để đối phó với họ, quả thật là quá cao, trước mắt xem ra không cần thiết làm như thế. 250 triệu, Thông qua một cách thức đặc biệt chuyển vào một tài khoản tư nhân ở nước ngoài. Có rất nhiều tài khoản như thế, cũng có người thử điều tra qua thông tin tài khoản nhưng lại phát hiện ra, tiền trong tài khoản chuyển đến hàng chục quốc gia, hàng trăm thành phố, cuối cùng biến mất không một dấu vết. Đó là việc chuyển tiền, còn về chuyện mà Hoắc Khải yêu cầu điều tra. Cụ thể phải tốn bao nhiêu tiền thì bây giờ chưa thể nói chắc được, 250 triệu chỉ là tiền đặt cọc. Nếu không đủ thì ám giới sẽ yêu cầu anh bổ sung. Đương nhiên là nếu anh chuyển nhiều hơn thì họ cũng sẽ không trả lại. Chuyển xong tiền thì chỉ việc ngồi đợi tin tức. Trong vài ngày ở nhà họ Lý, Hoắc Khải đã gặp gỡ và nói chuyện với các thành viên của tổ kế hoạch. Bây giờ, mười mấy người này đã phát triển năng lực đến mức độ vô cùng ưu tú, thông qua việc tổng hợp, tối tổ ưu hóa và thử nghiệm số liệu sai các nguồn lực của nhà họ Lý để tiến hành phân tích thị trường, nâng cao hiệu quả của dự án lên mấy lần phương pháp phán đoán xu thế tương lai mà Hoác Khải truyền lại cho họ lại càng khiến cho những người này hiểu rõ hơn cách làm thế nào để lợi dụng nguồn lực trong tay mình. Có thể nói, nếu để định giá tổ kế hoạch này rồi bán ra thì những công ty đẳng cấp nhất trên toàn cầu sẽ sẵn sàng tốn mấy tỷ đô để có được họ. Những người tài giỏi, đã không đơn giản là dùng tiền có thể mua được. Giống như trong thời kỳ Tam Quốc, Đại ẩn Sĩ Tư Mã Huy từng nói, Ngọa Long, Phượng Sô. Chỉ cần có được một người thì có thể bình thiên hạ thành viên của tổ kế hoạch có chút giống như vậy. Đương nhiên, họ có sự khác biệt rất lớn với những mưu sĩ chân chính thời cổ đại kia. Năng lực cá nhân của từng người cũng có sự chênh lệch. Có thể đạt được thành tựu như bây giờ, đều do sự dẫn dắt tuyệt vời của Hoác Khải. Trong lòng những người này biết rằng, họ tuyệt đối không phải là nhân tài bị chôn vùi gì đó. Trước khi gặp Hoác Khải, có lẽ họ cũng có chút năng lực, nhưng lại chỉ có thể coi như một trong những nhân viên ưu tú trong những nhân viên bình thường bao gồm cả việc tạo nên những hạng mục lợi nhuận 1 tỷ một năm, năng lực chỉ chiếm một phần, còn phần lớn là có sự trợ giúp từ các nguồn lực của nhà họ Lý. Nếu không phải là do sự tổng hòa các nguồn lực mạnh mẽ thúc đẩy mà tùy tiện phân tán để sử dụng thì dự án không thể đi lên từ con số 0. Không có hoắc khải họ sẽ không có tầm nhìn như hiện tại, càng không thể hiểu làm thế nào để phân tích xu thế tương lai. Càng hiểu về năng lực phân tích này thì họ càng hiểu rõ sự đáng sợ của hoắc khải bản thân họ chỉ học một thời gian đã có thể đạt thành tựu lớn như thế, vậy Hoác Khải là người truyền dạy cho họ những kiến thức này thì còn đáng sợ đến mức độ nào. Trong tiểu thuyết Võ Hiệp đã nói, người võ công thấp không biết sợ những cao thủ đẳng cấp chân chính, vì họ không hiểu sự đáng sợ của những người này. Anh càng tài giỏi thì càng sợ hãi những người như thế vì anh nhìn ra sự chênh lệch giữa bản thân anh và họ. Thành viên của tổ kế hoạch cũng vậy, họ vẫn chưa thể coi như một cao thủ trong giang hồ còn hoắc khải thì lại tồn tại như một nhân vật trong thần thoại. Họ không thể ngừng kính nể và tôn sùng anh. Ở đây hai ngày, hoắc khải lại dạy họ một số kiến thức mới, sửa đổi cho họ một vài sai lầm mà họ đã phạm phải trong những ngày qua. Trong mắt nhà họ Lý, hạng mục một tỷ quý như châu báu, còn trong mắt hoắc khải thì lại thấy có quá nhiều lỗ hồng. Nếu không sửa đổi kịp thời thì sau này có thể xảy ra những tai họa ngầm cực kỳ lớn. Nếu là trước đây, Hoắc Khải có thể sẽ cố ý để lại một vài tai họa ngầm, để thuận tiện trong tương lai đối địch cùng nhà họ Lý thì có thể giúp anh ra đòn phản kích. Nhưng bây giờ, Hoắc Khải không có suy nghĩ như thế nữa. Vì anh có thể nhìn thấy sự chênh lệch một trời một vực giữa anh và đối thủ nên không cần nghĩ xa xôi gì nhiều. Đầu tiên nhà họ Lý phải đảm bảo có đủ khả năng tiếp tục sống sót. Nếu không sống tiếp được thì nghĩ xa xôi cũng có tác dụng gì. Cho nên Hoắc Khải cố gắng hết sức lợi dụng tất cả nguồn lực trong tay, dùng tốc độ nhanh nhất, cách thức hoàn hảo nhất để lớn mạnh. Chỉ cần lớn mạnh đủ nhanh mới có thể giành được cơ hội thắng lợi. Bao gồm cả việc quay lại nhà họ Hoắc, đã sớm không phải là mục tiêu hàng đầu của anh nữa. Nhà họ Hoắc bây giờ chỉ là một trong nhiều sức mạnh mà Hoắc Khải muốn đoạt lấy. Chương 460: Sắp xếp tài nguyên. Qua một đợt sắp xếp và giúp đỡ của Hoắc Khải thì tổ kế hoạch đã nhanh chóng làm ra được hạng mục một tỷ tệ thứ hai người nhà họ lý chạy đến bu như ong hào phóng vét sạch túi giúp đỡ chỉ nhìn cảnh này thôi chắc còn tưởng rằng quan hệ trong gia tộc nhà họ lý rất hòa thuận nhưng thực ra cách làm của mấy người này làm đám lý chính thụy lý tinh thanh tức chết đã nói là cùng nhau ngăn chặn chi chính nhưng bây giờ ai nấy đều đi xun xoe lý thắng bân mong có được càng nhiều số định mức càng tốt lý chính thụy thấy vẻ dương dương đắc ý của lý thắng bân bây giờ thì tức tối vô cùng mà không biết xả đâu lúc Hoác Khải chưa về nhà họ Lý, tuy rằng Lý Thắng Bân là phó chủ tịch, nhưng thấy Lý Chính Thụy thì ông ta cũng không dám thất lễ. Bây giờ thì sao, mũi hếch lên trời, vinh vinh váo váo. Đây đã là lần thứ hai rồi. Lần trước Lý Chính Thụy và Lý Tinh Thanh bỏ lỡ cơ hội, lần này Lý Chính Thụy vẫn muốn kiên trì. Nhưng Lý Tinh Thanh không kiên trì nổi nữa, rất nhiều người trong chi của ông ta đều tham gia vào hạng mục này, người trong nhà cũng suốt ngày oán trách ông ta có tiền mà không thèm kiếm chỉ vì chống đối chi chính mà từ bỏ lợi ích đã dâng đến tận miệng có đáng không? Cho dù ông ta có cùng với Lý Chính Thụy lật đổ được chi chính thì có sao, nhà họ Lý cũng chẳng phải ông làm chủ, phần lớn lợi ích vẫn phải dâng cho người khác. Nếu đã như vậy thì sao phải lẽo đẽo sau mông người ta? Lý Tinh Thành nghĩ đi nghĩ lại, cũng cảm thấy có lý. Mình cùng Lý Chính Thụy đối phó với chi chính, bình thường thì không sao, cũng coi như là kiếm chút mặt mũi cho chi phụ nhưng bây giờ hầu hết người chi phụ đều bị ba hạng mục một tỷ tệ đó làm cho điên đảo, giờ mà còn giữ thể diện thì chỉ có là tự làm khổ mình thôi. Cho nên Lý Tinh Thanh giấu Lý Chính Thụy, gia nhập hạng mục một tỷ tệ thứ hai dưới danh nghĩa con trai mình. Lúc Lý Chính Thụy nghe chuyện thì tức gần chết. Mấy người có chút địa vị bên cạnh gần như đều đã đâm đầu vào cái dự án đó rồi, bây giờ đến cả Lý Tinh Thanh cũng phản bội ông ta, biến thành thế một cây chẳng chống vững nhà. Bà Cụ và Hóc Khải dùng hai hạng mục đã làm tan giã liên minh chi phụ thành công mà những người này lại không hề hay biết. Cho dù có biết, thì họ cũng chẳng quan tâm. Mục đích của việc đồng minh chẳng phải là để đạt được nhiều lợi ích hay sao, bây giờ có lợi đấy rồi thì còn đồng minh hay không cái gì. Nhưng người chi phụ tham gia với số lượng lớn cũng làm người chi chính có chút không vừa lòng. Tuy rằng trước mắt người có thể lên tiếng trong chi chính trừ bà Cụ ra thì cũng chỉ còn Lý Thắng Bân nhưng không có nghĩa là chi chính thật sự hết người. Những sản nghiệp kia vẫn có không ít người đang nắm giữ, chỉ có điều họ chỉ có chức vụ không thôi chứ chẳng có quyền lực gì. Vốn không có quyền lực đã đủ làm người ta không vui vẻ gì rồi, giờ bà cụ lại mở cửa hạng mục thứ hai cho chi phụ, đồng nghĩa với việc đến tiền họ cũng chẳng có. Nhất thời có rất nhiều người của chi chính cảm thấy không bằng lòng. Bà cụ chẳng bận tâm chuyện này lắm, ai mà bất mãn điều gì có thể nói với bà ta nhưng bà ta cũng chỉ mắt điếc tai ngơ mà thôi. Mục đích thật sự của mình đã đạt được rồi, không cần thiết phải nói gì với mấy người có tầm mắt hạn hẹp này nữa. Bây giờ trong mắt bà cụ, nhà họ Lý này chỉ có hoác khải là có thể nói chuyện được với mình. Nhớ lại lúc đó đứa cháu này vừa mới về, mình còn chẳng thèm ngó tới, chỉ coi nó là con cờ để kế thừa vốn chủ sở hữu, nhưng bây giờ nhìn lại, mình quả thực đã xem thường nó rồi. Chỉ dựa vào năng lực cá nhân thôi là nó đã có thể đạt được thành tựu không kém bất kỳ chủ sở hữu vốn của chi chính nào, chẳng trách lúc đó nó không hứng thú gì với việc kế thừa vốn chủ sở hữu. Lúc này Hoắc Khải đã về đến nhà, vẫn tuần tự mà tiến hành công việc của mình như cũ. Chỉ có điều thời gian mà anh bận đã nhiều hơn trước, đến cả Ninh Thần cũng nhìn ra được thái độ làm việc của anh tích cực hơn xưa. Điều này Ninh Thần có chút nghi ngờ, đi một chuyến về sao anh lại thay đổi lớn như vậy? là do anh chịu phải đả kích gì hay sao hoác khải không giải thích điều gì áp lực trong lòng anh rất lớn nhưng cũng không cần để vợ cùng gánh vác nó việc mà anh muốn làm quả thực rất đáng sợ theo tính cách của ninh thần thì nghe xong chắc chắn sẽ mất ngủ cả đêm hoác khải không muốn chuyện của mình lại đem đến gánh nặng lớn như vậy cho gia đình có điều cũng vì áp lực này mà hoác khải đã chính thức tham dự vào việc sản xuất của công ty hy vọng mới trừ ba công ty chi nhánh như giáp tử ất sử, bính tuất gia, khoác khải lại lấy riêng ra một phần tiền để thành lập hai công ty chi nhánh là đinh mão và mậu thần. Hai công ty chi nhánh này không có nghiệp vụ gì cố định, tất cả các công việc hiện tại của hy vọng mới đều không liên quan đến nó. Tác dụng duy nhất của công ty chi nhánh chính là phụ trách đầu tư mạo hiểm. Một lượng vốn lớn của hy vọng mới được rót vào trong công ty chi nhánh này, đồng thời cũng mở cửa mua bán vốn chủ sở hữu, tiến hành nhiều hoạt động tài trợ hơn nữa. Tiếp nối sự khởi đầu tốt đẹp của Hy vọng mới, hai công ty đầu tư mạo hiểm này đã tập hợp được gần 2 tỷ tệ tiền vốn trong một khoảng thời gian rất ngắn. Tuy rằng so với những công ty đầu tư mạo hiểm quy mô lớn động một chút là tiền vốn hàng chục đến hàng trăm tỷ tệ mà nói thì đây chẳng đáng là bao, nhưng kết quả như thế này cũng có thể coi là không tệ rồi. Công ty đầu tư mạo hiểm do đích thân Hoắc Khải quản lý, tất cả nhân viên đều do anh tự mình tuyển vào. Việc đầu tiên của những người này khi vào công ty chính là điều tra các ngành nghề theo kế hoạch của anh. Việc mà Hoác Khải muốn làm rất đơn giản. Anh muốn tạo ra một hồ sơ số liệu lớn, tìm hết tất cả những công ty hợp để đầu tư trong trước mắt nhất ra, sau đó chọn từ đây ra những công ty có thể đối kháng với những thế lực đó để tiến hành đầu tư trọng điểm. Có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy, dùng một công ty mới để đối kháng với những doanh nghiệp lão làng chẳng khác nào châu chấu đá xe nhưng Hoác Khải lại thấy, thời đại này vừa hay lại là một thời đại rất dễ xuất hiện kỳ tích. Có rất nhiều công ty chỉ cần kinh doanh hợp lý, cộng thêm chút vận may thì tài sản tăng lên gấp 10 gấp trăm lần cũng là chuyện rất bình thường. Giống như một công ty video ngắn trước đây, chỉ trong vòng vài năm đã có thể đạt tới ước tính giá trị khoảng hơn trăm tỷ đô la, vô cùng đáng sợ. Trong lịch sử làm gì có công ty phần mềm video nào có thể so được với nó về tốc độ phát triển, Hoắc Khải có lòng tin mình có thể dẫn dắt ra được một công ty như vậy. Cho nên đầu tư mạo hiểm của anh không chỉ muốn vốn chủ sở hữu, mà còn muốn cả quyền quản lý. Đây đều là những vũ khí sắc bén để sau này anh đối phó với thế lực to lớn kia, không có quyền khống chế thì đồng nghĩa với việc phí công vô ích. Đây là một cuộc đấu tranh kéo dài, không phải chỉ cần 2 đến 3 ngày là có thể giải quyết xong, Hoắc Khải đã chuẩn bị sẵn tâm lý trường kỳ kháng chiến đồng thời Hoắc Khải cũng đề ra vài hạng mục mang tính chiến lược đối với trụ sở chính hy vọng mới. Những ý kiến này có được sự ủng hộ của Ninh Thần và mấy người mục thế kiệt, đương nhiên cũng không khó để thực hiện. Có lẽ có người không hiểu được kế hoạch chiến lược đi trước kiểu này, nhưng họ cũng không phản đối, bởi ai cũng biết rằng công ty có thể phát triển như bây giờ đều có liên quan đến người đại diện pháp nhân này. Mình không hiểu được chỉ có thể nói rằng do không theo kịp tầm nhìn của người ta thôi, không có nghĩa là họ sai hơn nữa cho đến tận bây giờ hy vọng mới vẫn chưa hề lên sàn chứng khoán việc bán đi vốn chủ sở hữu cũng chỉ là một góc của núi băng mà thôi chẳng tạo thành ảnh hưởng gì tới chuyện kinh doanh và quản lý công ty cả có thể nói rằng đây là công ty của riêng hoác khải và ninh thần với tư cách là sếp lớn nắm quyền kiểm soát tuyệt đối hoác khải cũng chẳng cần giải thích với ai điều gì trả lương cho mấy người bảo mấy người làm gì thì cứ làm theo là được rồi trừ bên hy vọng mới này tần suất liên lạc của Hắc Khải với mấy người Miêu Nhất Khoa cũng tăng lên rất nhiều. năng lực cá nhân của Hắc Khải đã được Miêu Nhất Khoa công nhận. có sự giúp đỡ của ông ta thì việc hòa nhập vào giới này dễ dàng hơn nhiều. chỉ là do Hắc Khải mới thể hiện năng lực của mình ở công ty của Miêu Nhất Khoa, những người khác trong giới còn chưa có tiếp xúc thật sự đối với lời tán dương của Miêu Nhất Khoa. phần nhiều họ chỉ cảm thấy là do tình cảm mà bảo vệ mà thôi. Một nhân vật trẻ măng không có danh tiếng gì sao có thể chơi đùa cả người nhà họ Hót trong lòng bàn tay được chứ? Nhiều nhất khoa chẳng thèm để ý đến cách nhìn của mấy người này, Hoắc Khải cũng chẳng cần phải chứng minh điều gì. Cơ hội để chứng minh bản thân mình đầy ra đó, không cần thiết phải quá vội vàng, nếu không ngược lại sẽ làm mình có vẻ hám công danh lợi lộc. Việc mà bây giờ anh muốn là chính là cố gắng hết sức để hiểu những chuyện liên quan đến mạng lưới quan hệ, nắm rõ kỹ về những người trong giới này sau đó nghĩ cách để biến họ thực sự thành một khối. Liên minh này đáng gờm hơn những tài nguyên khác của Hoác Khải nhiều, nếu thật sự có thể liên kết thành một khối thì cho dù có là tên khổng lồ như đường thị quốc tế cũng phải rẻ chừng vài ba phần. Nhưng muốn làm được điều này cũng khá là khó khăn, chưa nói đến việc liên hợp các ngành nghề đầy rẫy những vấn đề, chỉ riêng tính cách bướng bỉnh không chịu phục tùng của các thương nhân lớn này cũng đã khó mà thuyết phục được họ. Trong lúc Hoác Khải đang bận rộn tiến hành sắp xếp các tài nguyên trong tay, thì tên giả mạo ở nhà họ Hoắc kia cuối cùng cũng đã lộ ra răng nanh của mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 461: Bí mật. Trong 2 năm trở lại đây, kẻ giả mạo đã đẩy những người thân cận với Hoắc Khải ra khỏi các bộ phận chủ chốt. Lúc đầu thì không ai để ý, nhưng càng ngày càng có nhiều người bị đuổi đi, cho đến một ngày bọn họ mới đột nhiên kinh ngạc phát hiện rằng những người trước đây thân cận với Hoắc Khải bây giờ đã chẳng còn lại được mấy người. Người có thể ở lại hoặc là người không nắm giữ vai trò quan trọng hoặc là người dễ bị chèn ép điều này không khỏi khiến nhiều người cảm thấy hoang mang không hiểu ngôi sao hy vọng này đang định làm gì tay chân thân tín đều đuổi đi hết chẳng lẽ là muốn tự mình phấn đấu sao chẳng phải sử dụng người cũ sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc thay máu toàn bộ nhân viên như vậy à lại nói công việc của bọn họ cũng không xảy ra vấn đề sai sót gì quá lớn vậy mà nói đuổi là đuổi chuyện này đúng là vô lý nhưng kẻ giả mạo từ đầu đến cuối không hề đưa ra một lời giải thích nào. Mọi người đều bị đuổi đi một cách tàn nhẫn chỉ vì một hoặc hai sai lầm nhỏ trong công việc. Hầu hết những nhân tài mà Hoác Khải tập hợp trước đây đều là người ngoài gia tộc, những người này rất ngưỡng mộ anh, hết lòng đồng hành cùng anh chiến đấu vì sự nghiệp. Nhưng bây giờ, bọn họ vô cùng thất vọng. Làm sao mà người đàn ông tuyệt vời đến mức có thể thuyết phục bọn họ hoàn toàn lúc trước lại có một ngày trở nên vô lý đến thế? Hơn nữa, trong hai năm qua, ngoài một số kế hoạch ban đầu của Hoắc Khải đang được thực hiện thuận lợi, thì kẻ giả mạo cũng không đưa ra được thêm ý kiến nào tốt hơn. Hắn chẳng qua chỉ có dáng dấp giống như Hoắc Khải, chứ không phải cùng một người. Tư duy của Hoắc Khải đã trải qua thời gian dài tôi luyện, cộng thêm tài năng thiên bẩm, đem những thứ đã tích lũy được phát huy đến mức cực đại, thế gian hiếm thấy. Cho nên mọi người lại phát hiện ra rằng ngôi sao hy vọng dường như đã kiệt sức từ rất lâu đã không còn đưa ra được một chiến lược phát triển mới nào. Có phải vì lý do này mà tính tình của ngôi sao hy vọng đã thay đổi mạnh mẽ, cuối cùng quyết định đuổi hết những người bên cạnh đi? Tin tức ngôi sao hy vọng của nhà họ hoắc sắp rơi xuống dần dần lan ra bên ngoài. Cũng giống như câu nói, chuyện tốt chưa ra khỏi cửa, chuyện xấu đã vươn xa ngàn dặm. Con người luôn có một sự tò mò mạnh mẽ về những tin tức tiêu cực như vậy nhiều người tự hỏi ngôi sao hy vọng của nhà họ hóc có thật sự sắp rớt đài hay không một số nhân vật cấp cao trong nhà họ hóc đã cố gắng thuyết phục kẻ giả mạo vì lợi ích của gia tộc cũng có thể nói là đến để an ủi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với hắn kết quả là họ bị kẻ giả mạo kia mắng mỏ hết lời đuổi ra khỏi cửa còn những kẻ tiểu nhân đắc chí lại được kẻ giả mạo lấy hết tất cả các loại lý do để cất nhắc lên cao những người này có năng lực tồi tệ đến nỗi khiến cho nhà họ hót gặp đủ mọi chuyện khó khăn. Chỉ cần 2 năm, kẻ giả mạo đã khiến cho Hoác Khải từ ngôi sao hy vọng của nhà họ Hoác biến thành kẻ đối địch với gia tộc. Nhất là sau khi liên hôn với cô chủ nhà họ Đinh thì hắn dường như đã không còn quan tâm nhiều đến chuyện của gia tộc. Mọi người dần hiểu ra rằng người này có thể sẽ không bao giờ trở lại như ban đầu. Vì vậy, nội bộ nhà họ hót bắt đầu nảy sinh ý đồ tranh giành quyền lực đặc biệt là những người như Hoắc Tích Nguyên, ông ta đã không thể chịu nổi, liền trở thành người đầu tiên tranh giành quyền lợi. Không chỉ có một mình ông ta, mà còn có nhiều người khác. Những chuyện trong nhà, Hoắc Gia Minh đều kể cho Hoắc Khải nghe. Những tin tức này khiến Hoắc Khải nhíu mày. Lúc đầu anh vẫn không hiểu kẻ giả mạo định làm gì, hắn muốn dùng sức ảnh hưởng của anh để nắm quyền quản lý nhà họ Hoắc là điều dễ hiểu. Rõ ràng hắn đang nắm bài lớn trong tay. Tại sao canh bạc này hắn lại chơi một cách tệ hại như vậy? Hoắc Khải tuyệt đối không tin rằng đối phương không hiểu gì về chiến lược, chắc chắn hắn phải có một mục đích khác khi làm tất cả những chuyện này. Suy đi tính lại, Hoắc Khải chỉ nghĩ đến một khả năng. Thành tựu trước đây của Hoắc Khải đã cao đến mức có thể gắn kết cả nhà họ Hoắc lại thành một khối, ai muốn đối phó với nhà họ Hoắc cũng sẽ bị cả gia tộc nhất trí xem là kẻ thù chung. Cảm giác vinh dự khi được đứng trong một tập thể lớn mạnh đó là điều vô cùng quan trọng trong nhà họ Hoắc. Cũng chính vì lý do này mà việc người ngoài có âm mưu vào nhà họ Hoắc chiếm lấy quyền lực không hề dễ dàng. Ngay cả bản thân Hoắc Khải cũng phải từng bước dựa vào Hoắc Giai Minh, đầu tiên tìm cách tiếp cận nhà họ Hoắc, thâm nhập vào nhà họ Hoắc, sau đó mới có thể từ từ điều tra. Nhưng tất nhiên là kẻ giả mạo không có đủ kiên nhẫn giống như anh, hắn đã muốn giải quyết tất cả mọi chuyện càng sớm càng tốt. Vì vậy, Bước đầu tiên mà hắn làm chính là loại bỏ ảnh hưởng của Hoắc Khải lên nhà họ Hoắc bằng cách khiến cho bản thân hắn trở thành một kẻ đã mất đi hết năng lực. Đồng thời, việc hắn đuổi hết những người có năng lực và cất nhắc những người kém cỏi lên vị trí cao hơn cũng đã khiến cho mâu thuẫn trong nội bộ nhà họ Hoắc ngày càng tăng cao. Mâu thuẫn nổi lên ở khắp nơi, dẫn đến khối đoàn kết mà Hoắc Khải gây dựng lúc đầu dần dần xuất hiện những vết nứt. Đây là lúc mà các thế lực bên ngoài có thể dễ dàng tác động vào. Nghĩ đến đây, Hoắc Khải mới bắt đầu hiểu rõ ràng hơn về các thế lực bên ngoài đó. Các thế lực đó không vì bản thân mạnh mà khinh suất trước bất kỳ đối thủ nào. Bọn chúng muốn đối phó với nhà họ Hoắc nên đã dành hẳn 2 năm để chuẩn bị, quả là những thợ săn rất kiên nhẫn. Chưa đến đúng thời điểm thích hợp thì bọn chúng sẽ không tùy tiện hành động. Nếu đổi lại là một năm trước, có lẽ Hoắc Khải sẽ rất vội vàng lo lắng, bởi vì một khi quyền lực của nhà họ Hoắc mất vào tay kẻ khác thì sẽ rất khó lấy lại được nhưng bây giờ hoác khải không còn vội vàng như vậy nữa anh biết rằng thứ mà anh phải đối phó không phải là một người hay một thế lực đơn lẻ mà là sự tổng hợp của nhiều thế lực đứng trong bóng tối thực lực hiện tại của anh vẫn chưa đủ sức lay chuyển đối thủ nên dù anh có lo lắng vội vàng đến đâu cũng vô ích nếu như bọn chúng đã muốn làm tan nát nhà họ hó hoác từ bên trong vậy thì anh cứ để cho bọn chúng đắc ý việc mà anh phải làm chính là lách qua những vết nứt mà chính bọn chúng đã tạo ra nơi mà anh lách qua sẽ là những nơi mà bọn chúng không thể để ý tới. Hoác Khải là một người rất quan trọng các chi tiết, anh đã yêu cầu mọi người bắt đầu tìm kiếm những nhân tài thân tín bị kẻ giả mạo xua đuổi, định kết nối những người này lại, sau đó để bọn họ tham gia vào các công ty có ảnh hưởng. Sẽ chẳng có ai nghi ngờ chuyện này, vì những nhân tài ở lại chỗ cũng làm việc không suôn sẻ thì tất nhiên sẽ muốn thay đổi môi trường làm việc, đó cũng là chuyện bình thường. Đây cũng chính là những quân cờ của Hoác Khải nếu những công ty được đầu tư bởi quỹ đầu tư mạo hiểm là vũ khí dùng để bao vây và chấn áp quy mô lớn, thì những quân cờ này chính là những quả bom hẹn giờ của anh. Chỉ có cách tổng tấn công từ cả bên trong lẫn bên ngoài thì mới có cơ may chiến thắng. Nhưng điều khiến cho Hoác Khải trần trừ nhất chính là làm thế nào để liên lạc với những người này, và phải liên lạc với danh nghĩa gì. Để họ xem anh là một người ngoài muốn chiếm đoạt quyền lực của nhà họ Hoác, hay nên đem thân phận thật sự của anh nói ra cho bọn họ biết sống lại sau khi chết, đây không phải là điều mà người bình thường có thể hiểu, càng không ai có thể tin được. Cũng giống như ninh thần, nếu bây giờ Hoác Khải nói với cô rằng anh thật sự không phải là Lý Phong mà là ngôi sao hy vọng của nhà họ Hoác đã được tái sinh sau khi bị sát hại, thì có lẽ ninh thần sẽ đưa anh đến bệnh viện để kiểm tra tâm thần ngay lập tức. Nhưng nếu không sử dụng thân phận thật sự của mình, Hoác Khải khó có thể đảm bảo rằng mình có thể khống chế những người đó. Chưa nói đến việc, chỉ cần một người nói ra chuyện này thì cả kế hoạch của anh cũng xem như đổ vỡ sau khi suy nghĩ hồi lâu cuối cùng hoác khải cũng lập ra một kế hoạch anh đã gửi email cho từng người đó nội dung email là bí mật chỉ có hoác khải và những người đó biết là người nắm quyền trong một gia tộc lớn thì không thể không biết đến những mặt tối của kẻ khác ngay cả hoác khải cũng không ngoại lệ tất cả những thứ không thể đưa ra ngoài ánh sáng này chỉ có thể nói một cách kín đáo ngoài trừ bọn họ sẽ không có người thứ ba biết được. Những email chính là phương tiện mà Hoác Khải dùng để thu phục những người này. Không mất nhiều thời gian để bọn họ trả lời email. Có người trả lời rất đơn giản với một dấu chấm hỏi. Cũng có người hỏi thẳng rằng anh muốn làm gì. Lại có người quyết liệt hơn nữa, ra sức chửi mắng, buộc tội anh tin lời kẻ xấu nói vớ vẩn rồi ở đây giả thần giả quỷ. Hoác Khải nhìn thấy thư trả lời của những người này, do dự hồi lâu, anh lại gửi cho họ email thứ hai, người đang nắm quyền trong nhà họ Hoắc là kẻ giả mạo. Tôi đã bị sát hại khi đang leo núi và suýt chết. Bây giờ tôi phải che giấu thân phận để trở về. Tôi đã biết chuyện của gia tộc, hiện tại chỉ muốn tìm các người giúp đỡ. Nếu không, nhà họ Hoắc mà gặp nguy hiểm thì tương lai của các người cũng sẽ không tốt lành gì. Hoắc Khải thở ra một hơi dài khi nhấn phím Enter và nhìn vào lời nhắc rằng một email đã được gửi đi. Anh đã giữ bí mật này suốt 2 năm không nói cho bất kỳ ai biết. Bây giờ cuối cùng anh cũng đã nói ra, tảng đá đè nặng trong lòng anh như cũng đã được dỡ xuống. Thậm chí Hoác Khải còn cảm thấy mình làm như vậy không chỉ để đối phó với những thế lực chống lại nhà họ Hoác, mà còn vì muốn tìm cho bản thân một lý do thích hợp để nói ra bí mật này, để cho tinh thần của anh được tự do. Dựa vào lưng ghế, Hoác Khải nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, trong lòng nổi lên một đợt sóng chưa từng thấy trước đây. Chương 462: ba câu hỏi. Hoắc Khải không trả lời ngay câu hỏi của anh ta, mà đẩy cốc cà phê đến trước mặt anh ta rồi nói: "Uống thử đi." Ông Trí Viễn liếc nhìn cốc cà phê, sau đó nhìn Hoắc Khải, cuối cùng cầm cốc lên nhấp một ngụm. Sau khi uống một ngụm, đôi mắt anh ta bỗng nhiên sáng lên. Không phải vì cà phê quá ngon, mà vì nó có hương vị quen thuộc. Nếm thử rồi liền không thể kiềm chế mà uống thêm một hai lần nữa trước khi miễn cưỡng ngừng lại. Ngay khi chiếc cốc được đặt lên bàn, ông Trí Viễn đã nắm tay Hoác Khải, nói một cách phấn khích ông chủ. Anh đúng là ông chủ rồi. Lúc còn ở nhà họ Hoác, Hoác Khải không bao giờ uống cà phê do người khác pha. Có rất nhiều lý do, ví dụ như người khác làm có thể không hợp khẩu vị, hoặc là sợ bị ngộ độc. Hơn nữa, Hoác Khải lại rất thích tự tay làm đồ ăn thức uống cho mình, vì làm xong sẽ rất có cảm giác thành tựu. Vì vậy, mỗi lần muốn uống cà phê, Hoác Khải luôn tự pha và trong phòng làm việc của anh luôn có một máy pha cà phê đời mới nhất cùng với tất cả các loại hạt cà phê, trông giống như một phòng triển lãm cà phê thu nhỏ vậy. Ông Chí Viễn đã uống qua cà phê mà Hoác Khải pha nhiều lần, vì vậy anh ta rất quen thuộc với hương vị này, đó là hương vị mà không quán cà phê nào có thể sao chép lại được. Hoác Khải nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu nói là tôi. Đối với những người như ông Chí Viễn, Hoác Khải có thể lo lắng về việc liệu đối phương có phản bội hay không, nhưng anh sẽ không phải lo lắng về việc làm cách nào để đối phương xác nhận được danh tính của mình. Ngay cả khi ngoại hình đã thay đổi, nhưng nếu muốn chứng minh danh tính của mình thì vẫn còn vô số cách khác. Nhưng mà, làm sao anh có thể? Ông Trí Viễn nhớ đến nội dung của email, anh ta bất giác nhìn xung quanh rồi thì thầm, đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, chúng ta hãy đi nơi khác. Hoắc Khải cũng không từ chối, nơi này nhiều người lui tới, thật sự không thích hợp để nói những chủ đề quá riêng tư. Sau đó, cả hai rời quán cà phê rồi ngồi xe của đường Thế Minh đến câu lạc bộ tư nhân do ông Chí Viễn mở. Ở đây sẽ không có ai quấy rầy bọn họ, vì thế đây chính là một nơi tốt để bàn việc quan trọng. Sau khi bước vào căn phòng được cách âm tốt, ông Chí Viễn bỗng trở nên phấn khích hơn, anh ta ôm chặt lấy hoác khải trước khi hỏi về những vấn đề đã nói trong email. Ông chủ, anh thật sự đã bị sát hại sao? Nhưng làm thế nào mà anh có thể trông giống như, cơ thể này hoàn toàn khác với trước đây ông chí viễn khó hiểu hỏi tôi cũng không rõ lắm tôi chỉ biết rằng tôi đã bị đẩy xuống núi lúc tôi mở mắt ra thì đã thấy như thế này hoác khải đáp hoác khải không nói rằng anh đã tái sinh hay đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ bởi vì tái sinh là điều mà nhiều người không thể hiểu được nên ông chí viễn có thể không tin vào điều đó còn đối với phẫu thuật thẩm mỹ điều đó không thể giải thích được sự thay đổi của vóc dáng Phẫu thuật thẩm mỹ sẽ không thể thay đổi được dáng người, nên Hoác Khải chỉ có thể dùng lý do thuyết phục nhất. Mặc dù câu nói này không đủ để giải thích vấn đề cơ thể thay đổi, nhưng thả ném vấn đề đó cho đối phương còn hơn nói ra câu trả lời mà chắc chắn đối phương sẽ không tin. Ông Chí Viên im lặng trong vài giây mà không biểu lộ bất kỳ sự nghi ngờ nào, anh ta quả thật đang nghĩ đến khả năng xảy ra loại chuyện như vậy. Nhưng người đàn ông trước mặt giống hệt ông chủ mà anh ta biết về khí chất, ánh mắt, thậm chí là khả năng pha cà phê. Cùng với nội dung của email, rất khó để anh ta có thể không tin vào điều đó. Thật ra anh cũng không cần phải suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Dù anh không tin thì cũng là chuyện bình thường, nếu dễ tin như vậy thì tôi đã trở về nhà họ Hóc từ sớm rồi, làm gì còn phải ẩn danh lâu đến như vậy, Hoắc Khải nói. Ông Chí Viễn ngẩng đầu nhìn anh rồi gật đầu, nếu như chuyện này là thật thì anh đúng là không thể quay lại ngay cả tôi cũng nghi ngờ thì huống chi là những người khác. Nhưng mà chuyện kẻ giả mạo đó là như thế nào? Hoác Khải không trả lời câu hỏi này ngay, thay vào đó anh lại hỏi, anh có biết nhà họ Lý ở phía Tây Bắc không? Tất nhiên tôi biết, họ từng là đối thủ của chúng ta ở thời kỳ đỉnh cao, ông Chí Viễn trả lời. Thân phận hiện tại của tôi là đứa con ngoài giá thú của nhà họ Lý. Bố tôi là Lý Trấn Quốc, và ông ấy đã bị ám sát nhà họ Hoắc là một trong những đối tượng tình nghi đã thuê sát thủ đến, Hoắc Khải nói. Ông Chí Viễn sừng sốt, con ngoài giá thú của nhà họ Lý, ám sát. Những chuyện này khiến anh ta có chút không thể tin được, không có lý do gì, tại sao nhà họ Hoắc lại phái người đến ám sát người nhà họ Lý. Nói chung, Lý Trấn Quốc không phải là người duy nhất thiệt mạng trong vụ ám sát. Nhiều người đứng đầu các gia tộc hoặc doanh nghiệp lớn đều đã bị ám sát. Hơn nữa, có thể họ đã bị ám sát bởi một thế lực khổng lồ đứng trong bóng tối. Chính thế lực này đã thao túng mọi thứ, kể cả việc giết tôi và cài cắm vào một kẻ giả mạo để thay thế tôi, hoắc khải nói. Ông Chí Viễn càng lúc càng choáng váng, một thế lực khổng lồ đã ám sát nhiều người. Loại chuyện như thế này nghe có vẻ giống như một số tình tiết chỉ có trong phim ảnh. Bởi vì thế giới trong mắt người thường luôn được pháp luật bảo vệ, nhưng dưới con mắt của những người thuộc tầng lớp thượng lưu này họ biết rằng trên thế giới này vẫn còn rất nhiều mặt tối không xác định được. Quy luật cá lớn nuốt cá bé vẫn luôn tồn tại trên thế giới này. Bọn chúng muốn làm gì? Ông Trí Viễn hỏi. Tất nhiên là muốn kiểm soát những gia tộc và doanh nghiệp hàng đầu này. Hoác Khải trả lời, theo thông tin mà tôi có được thì ít nhất bọn chúng đã cài cắm người vào hơn 10 doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp gia đình. Tôi đã trả phí điều tra cho ám giới, tin rằng hai ngày sau sẽ có thể nhận được thông tin chính xác. Vẻ mặt ông Chí Viễn có chút kỳ quái hỏi, vậy anh muốn tôi làm gì khi đến tìm tôi? Rất đơn giản, nếu như anh vẫn còn tham vọng muốn tiếp tục chiến đấu với tôi, thì tôi sẽ coi anh như một quân cờ để tôi đẩy vào trong lòng địch. Nếu anh cho rằng thế lực này quá khủng khiếp và không muốn gặp rắc rối, vậy thì hãy quên mọi chuyện ngày hôm nay đi, xem như anh chưa từng gặp tôi, hoặc khải đáp. Anh không muốn uy hiếp ông Chí Viễn, vì làm như thế có thể sẽ phản tác dụng. Bất kỳ trợ lực nào tồn tại dựa trên sự uy hiếp đều không đáng tin cậy. Lăn lộn trong giới kinh doanh bấy lâu nay, Hoắc Khải hiểu rất rõ ràng về sự thật này. Vì vậy, anh chỉ hy vọng rằng ông Chí Viễn sẽ xem xét mọi chuyện một cách cẩn thận, sau đó chân thành sẵn lòng giúp đỡ anh. Chỉ có như vậy thì Hoắc Khải mới có thể tự tin và mạnh dạn thực hiện kế hoạch của mình. Ông Chí Viễn vẫn im lặng, sự việc này ảnh hưởng rất lớn đến anh ta. Bất kể danh tính của Hoắc Khải có là gì thì những điều mà Hoắc Khải vừa nói đều nằm ngoài dự đoán của anh ta. Nếu những gì mà Hoắc Khải nói là sự thật, có một thế lực có thể dễ dàng ám sát ngôi sao hy vọng của nhà họ Hoắc, vậy nếu anh ta tham gia vào chuyện này thì anh ta có khả năng sống sót hay không? Nếu như không thể sống sót, vậy thì tham gia vào làm gì chứ? Tất cả mọi người khi đã đạt được những thành tựu nhất định đều sẽ trân trọng cuộc sống của mình nếu không lâm vào tình cảnh hết sức tuyệt vọng thì họ sẽ không dễ dàng nghĩ đến việc đi vào chỗ chết. Nếu ông Chí Viễn từ chối, Hoác Khải cũng sẽ cảm thấy dễ hiểu. Suy cho cùng, bọn họ đã không gặp nhau 2 năm, có thể ông Chí Viễn đã quen với cuộc sống hiện tại, chuyện anh ta không chấp nhận rủi ro nữa là điều hết sức bình thường. Hoác Khải không thúc giục, anh yên lặng chờ đợi câu trả lời cuối cùng. Một lúc lâu sau, ông Chí Viễn hỏi một câu hỏi mới, anh muốn làm gì? anh ta từ đầu đến giờ đã hỏi mấy câu hỏi thứ nhất là bọn chúng muốn làm gì thứ hai là hoác khải muốn anh ta làm gì thứ ba là hoác khải muốn làm gì mỗi một câu hỏi tương ứng với mỗi một thông tin khác nhau hỏi ba câu hỏi này ông trí viễn có thể nhận được thông tin chính xác nhất hoác khải cũng đã tính trước rằng anh ta sẽ hỏi theo cách này nên không chút do so dự mà đáp một năm trước tôi muốn trở về nhà họ hoác và lấy lại tất cả những gì đã mất nhưng bây giờ Việc trở về nhà họ Hoắc không còn quan trọng nữa. Điều tôi muốn làm rất đơn giản, loại bỏ thế lực trong bóng tối đó và xây dựng một hào môn mới. Một hào môn mạnh gấp trăm lần nhà họ Hoắc. Ông Chí Viễn sững sờ nhìn Hoắc Khải, mặc dù gương mặt của người đàn ông trước mắt hoàn toàn khác với gương mặt trong ấn tượng của anh ta, nhưng giọng điệu này, thần thái này, cả ánh mắt này cũng đều quá quen thuộc. Tự tay mình gây dựng nên một hào môn lớn gấp trăm lần nhà họ Hoắc không phải là ông Chí Viễn chưa bao giờ nghe qua những lời táo bạo, nhưng những gì Hoác Khải vừa nói khiến cho anh ta bất giác cảm thấy máu huyết sục sôi, cứ như thể anh ta đã quay trở lại thời điểm lần đầu tiên gặp Hoác Khải vào rất nhiều năm về trước. Khi đó, anh ta đã cùng với Hoác Khải chiến đấu, khiến cho nhà họ Hoác có thể chen chân vào top 3 toàn quốc với tốc độ nhanh nhất. Tuy nhiên, khi mục tiêu đã ở trước mặt, ông chủ của anh ta dường như lại trở thành một con người khác, sau đó còn đuổi anh ta ra khỏi công ty của nhà họ Hoác. Đây là một đả kích rất lớn đối với ông Chí Viễn, cho dù sau này anh ta có thể dễ dàng tìm được công việc khác, lương cũng không thấp hơn trước hay thậm chí còn có thể nhiều hơn, nhưng nỗi thất vọng trong lòng chắc chắn sẽ không bao giờ nguôi ngoai. chương 463, Hợp tác Có lẽ là do trước đó quá thất vọng và cũng có quá nhiều tiếc nuối, nên sau khi nghe những lời nói của Hoác Khải, ông Chí Viễn đã muốn đồng ý. Ông Chí Viễn chưa bao giờ là một người an phận, anh ta muốn làm rất nhiều điều, một trong số đó là khiến cả thế giới phải nhìn mình với sự ngưỡng mộ mà công việc hiện tại không đủ để đáp ứng nhu cầu mục tiêu của anh ta chỉ có lý tưởng của hoác khải mới khiến cho anh ta có cảm giác như vậy những gì mà anh ta muốn làm chính là những điều như vậy anh ta luôn cảm thấy rằng vẫn còn có điều gì đó thiếu sót trong cuộc sống của mình và bây giờ anh ta đã biết câu trả lời không do dự nhiều nữa ông trí viễn đứng dậy đưa tay về phía hoác khải và nói khi tôi bị đuổi khỏi công ty của nhà họ hoắc tôi đã từng nghĩ liệu bản thân làm việc chăm chỉ lâu như vậy có ích lợi gì bây giờ có vẻ như tôi đã không cần phải suy nghĩ về vấn đề này nữa anh đã đặt ra mục tiêu mới mục tiêu này lớn hơn nhiều so với những gì chúng ta đã làm trước đây tôi thật sự muốn xem liệu mình có thể làm được với nỗ lực của bản thân hay không hoắc khải cũng đứng lên bắt tay anh ta đồng thời nhắc nhở có thể sẽ mất mạng đấy Câu này anh cũng đã từng nói lúc còn ở nhà họ Hoắc, ông Chí Viễn cười nói. Những gì mà Hoắc Khải đã làm trước đây cũng động chạm đến lợi ích của nhiều người, nên ngay trong những ngày đầu tiên, họ đã nhận được nhiều lời đe dọa ẩn danh. Lúc đó, Hoắc Khải đã nói với anh ta rằng nếu muốn thay đổi nhà họ Hoắc, anh ta có thể sẽ gặp phải nguy hiểm lớn, bây giờ rời nếu muốn rời đi vẫn chưa muộn. Lúc đó ông Chí Viễn đã không rời đi, anh ta đã giúp Hoắc Khải làm xong tất cả nhiệm vụ, tận mắt nhìn thấy Hoắc Khải từng bước đi lên vị trí hiện tại. Và những kẻ đã đe dọa Hoắc Khải khi đó đã không còn là kẻ thù nữa. Tất cả đều thất bại và run sợ. Vì ngay từ đầu đã có sự chuẩn bị tâm lý như vậy, nên bây giờ anh ta còn phải ngại gì nữa. Hoắc Khải cũng cười nói, nói cũng phải, vậy tôi cũng không dài dòng nữa, về sau còn có rất nhiều việc, anh nên chuẩn bị trước. Chẳng có gì phải chuẩn bị, tôi sẽ nộp đơn từ trước đến công ty để không trì hoãn thêm quá nhiều thời gian, ông Chí Viễn nói, nhưng trong chuyện này chỉ có hai người chúng ta thôi hay sao? Hay là thêm cả nhà họ Lý vào? Không chỉ có nhà họ Lý, mà có cả nhà họ Cơ, một gia tộc chỉ có tài sản vài tỷ, có cả mạng lưới quan hệ của giáo sư Triệu Vĩnh An, cộng với công ty mà tôi đã làm việc chăm chỉ để gây dựng trong suốt hai năm qua, Hoác Khải nói. Sau khi ông Chí Viễn sững sờ mất một lúc, anh ta liền nghĩ đến vị giáo sư văn học nổi tiếng, Lúc này mới chợt nhận ra, hóa ra anh chính là người mà họ đã nói tới. Việc Hoắc Khải kế thừa mạng lưới quan hệ của giáo sư Triệu Vĩnh An, trong mắt nhiều người chỉ là do anh quá may mắn, ít ai nghĩ rằng anh có thực tài. Ông Chí Viễn thì không có hứng thú lắm với loại chuyện này nên cũng chưa tìm hiểu sâu về nó, giờ nghe Hoắc Khải nói mới biết ông chủ mình chính là chàng trai trẻ tuổi nổi tiếng thường được mọi người nhắc đến. Cả tài nguyên của nhà họ Cơ và tài sản riêng của Hoắc Khải cộng lại không phải là một con số quá lớn chỉ tầm vài tỷ, thậm chí so với nhà họ hoác còn thua xa chứ đừng nói đến việc có thể dùng nó để đối phó với một thế lực đáng sợ gấp mấy lần nhà họ hoác. Về phần nhà họ Lý, ông Chí Viễn cũng có chút hứng thú, dù sao thì gia tộc đó cũng đã từng nằm trong top của các gia tộc bạc tỷ, cho dù bây giờ họ đã nằm bên sườn dốc rồi. Nhưng tất nhiên điều khiến ông Chí Viễn cảm thấy kích thích nhất chính là mạng lưới quan hệ của giáo sư Triệu Vĩnh An. Mạng lưới này quá lớn mạnh, có biết bao nhiêu người ao ước có thể gây dựng được một mạng lưới như vậy, thậm chí sẵn sàng phấn đấu cả đời để đạt được điều đó. Làm ăn nhỏ thì phụ thuộc vào đầu óc và may mắn, nhưng muốn làm ăn lớn thì phải phụ thuộc vào các mối quan hệ, dường như ai cũng hiểu đạo lý này. Khi mạng lưới quan hệ đủ rộng thì có thể kiếm tiền mà không cần phải nỗ lực quá nhiều. Ban đầu, ông Chí Viễn vẫn còn đang băn khoăn không biết Liệu Hóc Khải có đủ sức mạnh để đối phó với kẻ thù hay không thậm chí anh ta còn đang chuẩn bị tinh thần phải chiến đấu trường kỳ trong nhiều thập kỷ. Nhưng hiện tại, có vẻ như công việc chuẩn bị của Hoác Khải đã rất hoàn thiện. Mặc dù thực lực hiện tại của Hoác Khải vẫn chưa hoàn toàn có thể dùng để đối phó với các thế lực trong bóng tối đó, nhưng nó vẫn rất lớn mạnh. Ông chủ đúng là ông chủ, bắt đầu từ con số 0, nhưng chỉ mất 2 năm để xây dựng cho bản thân một thế lực đáng kinh ngạc như vậy. Chuyện anh nói rằng anh muốn xây dựng một hào môn mới không chỉ là lời nói suông, nó hoàn toàn có thể xảy ra trong tương lai. Dù khả năng xảy ra không đặc biệt cao nhưng ông Chí Viễn vẫn tin tưởng. Anh ta không còn vướng bận chuyện liệu thân phận của Hoắc Khải có phải thật hay không, vì điều đó đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là anh ta đã tìm thấy cho mình một mục tiêu mới. Để đạt được mục tiêu này, anh ta có thể làm bất cứ điều gì. Hoắc Khải cũng không cùng anh ta Hàn Huyên nhiều chuyện trong quá khứ. Muốn hồi tưởng chuyện cũ, tương lai sẽ còn có nhiều cơ hội điều anh phải làm bây giờ là thực hiện kế hoạch của mình càng sớm càng tốt thuyết phục được ông trí viễn là một bước rất quan trọng trong kế hoạch của hoác khải sau đó anh và ông trí viễn tiếp tục sắp xếp phần còn lại của danh sách một số người quan trọng thì hoác khải cần phải gặp mặt trực tiếp còn những người không đặc biệt quan trọng thì được giao cho ông trí viễn hai người phải chia ra hành động thì mới có thể đạt được tiến độ nhanh hơn ngoài ra Hoắc Khải quyết định vẫn chờ thông tin điều tra chi tiết từ ám giới đến tay anh, sau đó mới thảo luận với ông Trí Viễn rằng nên cải cắm anh ta vào công ty nào. Hai người bàn bạc xong đại khái mọi chuyện thì cũng đã đến dạng sáng. Nhân lúc trời còn chưa sáng hẳn, Hoắc Khải nhanh chóng rời khỏi câu lạc bộ tư nhân. Nhìn bóng lưng rời đi của anh, một lúc lâu sau, ông Trí Viễn nắm chặt tay, quay trở lại phòng. Trên bàn còn có rất nhiều cái tên do Hoắc Khải liệt kê, đây đều là những người bọn họ muốn chiêu mộ. Nghĩ đến những gì Hoác Khải vừa nói, hai mắt ông Chí Viễn như sáng rực lên. Sự thất vọng mà anh ta đã phải nhận từ nhà họ Hoác, trong tương lai, anh ta sẽ trả lại tất cả, và sẽ cho những người đó biết họ đã sai lầm như thế nào khi quyết định đuổi anh ta đi. Còn đối với thế lực khổng lồ đứng trong bóng tối mà Hoác Khải nói đến, ông Chí Viễn cũng không hề cảm thấy lo lắng quá nhiều. Nhà họ Hoác cũng có thời kỳ rất yếu ớt, so với nhiều đối thủ khác đều cảm thấy chẳng thế chiến thắng. Tuy nhiên, trong những năm qua nhiều đối thủ đã bị đánh bại dưới chân họ và nhà họ hoác đã tiến rất gần đến mục tiêu ban đầu chiến thắng không ở đâu xa điều quan trọng nhất là chúng ta có dám bước những bước đầu tiên để hướng tới chiến thắng hay không nếu bản thân thậm chí còn không dám thực hiện bước đầu tiên sẽ không có bất kỳ khả năng nào để chiến thắng kể từ hôm đó hoác khải và ông trí viễn đã liên hệ lần lượt với những người bạn cũ mỗi ngày cao thủ vô danh vẫn đang luôn giúp đỡ giám sát tất cả mọi tin tức bên ngoài, bất kỳ tin tức nào có hại cho Hoác Khải đều bị chặn lại. Mà những người liên quan đến tin tức có hại đều ngay lập tức bị bắt đi giam lòng. Trước đây, Hoác Khải không hề muốn làm loại chuyện này. Nhưng hiện tại, có quá nhiều chuyện đã xảy ra, và mục tiêu tương lai quá quan trọng, nên anh không cho phép có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra nữa. Vì vậy, những người đó chỉ có thể bị bắt, cho đến khi Hoắc Khải đạt được mục đích thì họ mới được thả ra. May mắn thay, không có nhiều người như vậy, chỉ có khoảng 2 3 người. Những người này đều đã mất đi sự tôn trọng và kính nể đối với Hoắc Khải, bây giờ họ chỉ muốn sử dụng những tin tức đó để đổi lấy lợi ích. Xuất hiện những người như vậy thật sự khiến Hoắc Khải thất vọng. Điều đó cũng khiến anh nhận ra rằng mình hoàn toàn không phải là một vị thần. Anh luôn nghĩ anh có thể kiểm soát tất cả mọi người, bây giờ anh mới hiểu rằng không phải như vậy lòng người là không thể đoán trước con người có thể thay đổi theo thời gian và môi trường sống điều khiến cho hoác khải cảm kích là không ai trong số những người mà anh dựa vào đã trở thành kẻ phản loạn giống như ông trí viễn họ tràn đầy niềm tin vào tương lai nhất là sau khi biết được hoác khải kia chỉ là kẻ giả mạo một số người đã hét lên vì sung sướng khi vừa bị kẻ giả mạo xua đuổi họ chỉ có nỗi thất vọng vô bờ bến càng khó hiểu làm sao khi người đàn ông mà họ ngưỡng mộ lại có thể trở nên như thế nhưng bây giờ họ hiểu rằng không phải người đàn ông đó đã thay đổi, mà đó chỉ đơn giản là một sự giả tạo. Những người thân quen với anh vẫn như vậy, họ không hề tuyệt vọng. Phải mất rất nhiều thời gian để phân loại những người bị kẻ giả mạo đuổi đi, sau đó liên hệ lại với họ và bước đầu đạt được thỏa thuận hợp tác. Trong khoảng thời gian này, bên phía ám giới cũng đã gửi thông tin chi tiết về các thế lực trong bóng tối theo kế hoạch. Một sấp tài liệu thật dày, Hoác Khải nhìn một cái liền cảm thấy ra đầu tê dại, ngay cả ông Chí Viễn nhìn qua cũng toát mồ hôi. Do có quá nhiều người tham gia vào thế lực này nên 15 trong số 100 doanh nghiệp gia đình và công ty lớn hàng đầu cả nước đã bị chúng thâu tóm được quyền lực cao nhất. Hơn nữa, có 12 công ty đã bị chúng cài cắm người vào các vị trí quyền lực quan trọng, chỉ còn cách top đầu một bước. Những vị trí thực quyền khác thì đương nhiên bọn chúng cài cắm vào càng nhiều người hơn. Có thể nói, trong các doanh nghiệp nằm trên top 100 đều có người từ thế lực này được cài cắm vào nhưng tác dụng của việc cài cắm người vào lại khác nhau. chương 464, một năm sau, càng là công ty có thứ hạng thấp thì người được cài vào nắm giữ chức vụ càng thấp. Nhưng chức vụ thấp nhất cũng là tổ trưởng, chỉ đứng sau giám đốc mà thôi. Từ điểm này có thể thấy, họ khá có tiếng nói trong các doanh nghiệp top 100. Rất nhiều việc có lẽ chỉ cần bỏ ra chút công sức là đã có thể hoàn thành. Mà những doanh nghiệp đứng ở sau top 100 cũng có người được cài vào nhưng không phải toàn bộ soi đi xét lại thì đa phần chỉ là nhân viên bình thường. Theo phân tích của Hoác Khải, có lẽ là họ khảo sát năng lực của những doanh nghiệp này. Nếu tiềm năng không lớn, mức độ phát triển không tốt thì không cần thiết phải tốn quá nhiều công sức vào đó, tùy tiện phái một người biết tình hình chung của công ty là được. Cho dù là như thế thì sau khi xem tập tài liệu, tâm trạng Hoác Khải vẫn khá nặng nề. Đừng nói là 100 công ty đứng đầu, mà nếu chỉ 15 công ty bị giành lấy quyền lực cao nhất thì cũng vô cùng đáng sợ. Bởi vì 15 công ty này đóng vai trò quan trọng trên cả nước. Tuy rằng một vài công ty đứng đầu vẫn chưa gặp tình trạng như thế nhưng những công ty kiểu như nhà họ Hoắc thì khả năng bị tước đoạt quyền lực cũng không còn xa nữa. Hoắc Khải đưa tập tài liệu này cho ông Chí Viễn cùng xem. Sau khi ông Chí Viễn xem xong thì cũng mang tâm trạng như anh. "Chủ tịch, tổ chức này quá đáng sợ, chúng ta thật sự có thể đối phó được với chúng sao?" Ông Chí Viễn nghi ngờ hỏi. "Có thể là có mà cũng có thể là không." nhưng chúng ta chỉ có một con đường đó là không ngừng đi về phía trước hoác khải nói có thể anh có đường lui có thể không cần quan tâm việc đâu đâu như thế dù sao thì bây giờ nhà họ hoác đã không còn quan hệ gì với anh nữa nhưng nếu anh không quan tâm thì về sau thế lực này sẽ càng ngày càng lớn mạnh khi càng nhiều doanh nghiệp bị họ hoàn toàn nắm giữ thì không gian sinh tồn của những doanh nghiệp khác cũng trở nên vô cùng nhỏ bé Phàm là sự tồn tại đi ngược với tổ chức này thì nhất định sẽ bị xóa bỏ. Cho nên nếu nói về tương lai thì họ nhất định sẽ trở thành kẻ thù của Hắc Khải, vì mục tiêu của Hắc Khải chính là lập nên một hào môn thế hệ mới, mà tổ chức này lại coi những hào môn này là mục tiêu săn giết. Bây giờ, anh vẫn chưa bị chĩa mũi nhọn là vì quy mô quá nhỏ, người ta coi thường. Theo những công ty trong danh sách có thể thấy, nếu bị cho vào tầm ngắm của chúng thì ít nhất quy mô công ty cũng phải từ 10 tỷ trở lên. Bao gồm cả công ty của Miêu Nhất Khoa cũng đã bị cài người vào rồi, là một giám đốc quan hệ công chúng. Tuy rằng phòng quan hệ công chúng không nắm giữ quyền lực cốt lõi của công ty, nhưng họ có tác dụng quan trọng trong việc xử lý các cuộc khủng hoảng. Nếu công ty của Miêu Nhất Khoa bị nhắm vào mà phòng quan hệ công chúng không có năng lực thì rất dễ bị sụp đổ. Sự tồn tại của mỗi bộ phận đều có ý nghĩa nhất định, không thể coi thường bất kỳ bộ phận nào. Nếu sớm muộn cũng phải đối đầu Vậy thì Hoắc Khải tình nguyện bắt đầu cuộc chiến khi đối phương vẫn còn khá yếu. Chỉ có lúc này thì tỷ lệ thắng của anh mới là cao nhất, càng về sau thì tỷ lệ thắng sẽ ngày càng thấp hơn. Nhưng muốn đối phó với kẻ thù như thế, nếu chỉ dựa vào lực lượng trong tay thì không bao giờ đủ, Hoắc Khải bắt buộc phải hợp tác với nhiều thế lực khác, kết thành nhóm đồng minh. Mà đồng minh đầu tiên mà anh nhắm đến chính là quốc tế đường thị. Sự nghiệp của quốc tế đường thị ở trong nước không nhiều, phần lớn tập trung ở nước ngoài, cho nên người được cài vào chỉ giữ chức quản lý khu vực trong nước. Vì cấp bậc không cao nên người như vậy không ảnh hưởng lắm đến sự phát triển bình thường của quốc tế Đường thị, có lẽ phải đợi từ 3 đến 5 năm nữa, khi anh ta thăng chức rồi, đạt được chức vụ giám đốc khu vực thậm chí là vị trí tổng giám đốc mới có tác dụng mang tính quyết định. Ngoài ra, chính vì sự nghiệp của quốc tế Đường thị ở trong nước không nhiều, cho nên mấy năm trở lại đây, Đường Quốc Diệu vẫn luôn muốn mở rộng thị trường nội địa. Nhưng thị trường nội địa đã bị các doanh nghiệp khác phân chia xong, muốn cướp miếng bánh ngọt trong tay những nhà quyền quý lâu đời cũng phải là chuyện dễ dàng. Cuộc đính hôn của Hoắc Khải và Đường Trọng Vi cũng là do nguyên nhân này, nếu không, sao lại có nhiều người của quốc tế Đường thị vỗ tay ăn mừng cho lễ đính hôn của họ như thế. Bây giờ, kẻ giả mạo đã hủy hôn với Đường Trọng Vi, đối với Hoắc Khải cũng là một chuyện tốt. Kẻ đó sợ bị Đường Trọng Vi phát hiện ra manh mối, nhưng tuyệt đối họ không nghĩ tới Hoác Khải không chết mà lại còn trở thành bạn bè với đường Trọng Vi. Đội ngũ của Hoác Khải bắt buộc phải có những đồng minh có sức mạnh như thế này. Dùng công ty ở nước ngoài chặn đánh nội địa sẽ tạo ra hiệu quả rất tốt. Nhưng quốc tế đường thị chỉ có thể đối phó với nhà họ Hoác, còn nếu thêm một công ty ngang hàng thì anh cũng không phải là đối thủ. Hoác Khải và ông Chí Viễn liệt kê những công ty có tiếng ở nước ngoài, dùng phương pháp loại trừ để chọn ra đồng minh tiềm năng của mình. Công việc này rất mất thời gian, hơn nữa lại chưa chắc sẽ có hiệu quả vì chuyện anh muốn làm có thể sẽ động chạm đến lợi ích của nhiều người nên một vài người có muốn giúp anh hay không vẫn còn phải chờ sau này mới biết nếu chúng ta phát tán tài liệu này ra thì sao ông trí viễn hỏi đã muốn tìm đồng minh vậy thì không bằng quăng lưới khắp nơi như thế có thể đạt hiệu quả cao hơn nhưng hoác khải không đồng ý với tình hình hiện tại chỉ có thể vài người họ biết trên thế giới có tồn tại một thế lực trong bóng tối đang mưu tính tạo ra những biến động. Cho nên, thế giới này vẫn còn khá tĩnh lặng. Nếu phát tán tài liệu này ra thì sẽ đánh rắn động cỏ. Có người tin, cũng có người không tin, dù như thế nào đều không thể đoàn kết một lòng như tổ chức này đã làm được. Khi họ che giấu càng kín kẽ thì muốn lôi ra ánh sáng sẽ càng khó khăn, hơn nữa rất có khả năng sẽ dẫn đến ra tai họa ngập trời. Nếu đã như thế, còn không bằng trốn trong bóng tối, nỗ lực phát triển. Đợi đến thời cơ thích hợp thì dáng cho đối thủ một đòn đánh phủ đầu. Việc thẩm định danh sách liên minh là một việc rất tốn thời gian. Nhiều công ty như thế, không phải cứ nhìn tên công ty, chủ tịch hội đồng quản trị là ai, kinh doanh ngành nghề gì là có thể tùy tiện kết đồng minh. Hoặc khải phải đối mặt với tổ chức kia thì cần xác nhận xem công ty đồng minh có thể khiến chúng gặp phiền phức gì hay không. Nếu không thể tạo phiền phức thì việc kết đồng minh cũng không có tác dụng gì. Làm công việc này tốn sức hơn bất kỳ việc nào khác, hơn nữa các việc còn lại trong kế hoạch khiến mỗi ngày Hoắc Khải đều bận đến nỗi chân không chạm đất, đến cả Ninh Thần cũng rất ít gặp được anh. Sự bận rộn của Hoắc Khải, Ninh Thần có thể nhìn thấy nhưng lại không biết anh đang bận việc gì, chỉ biết là anh quen thêm rất nhiều bạn mới. Những người ngày trước đây chưa từng gặp, nhưng năng lực của từng người đều vô cùng tài giỏi, cũng không biết Hoắc Khải tìm ở đâu chỉ có một điều cô chắc chắn đó là chồng cô đang làm một chuyện lớn kinh thiên động địa. Ninh thần cũng từng hỏi nhưng Hoác Khải chưa nói với cô, chỉ nói tình hình khá phức tạp, lúc nào chắc chắn có thể thành công mới nói. Trừ công việc ra thì trong cuộc sống hàng ngày cũng không có nhiều việc đáng nói. Từng ngày cứ thế trôi qua, đến năm thứ hai khi Hoác Khải và ông Chí Viễn tiếp xúc với những người khác thì xảy ra một chuyện. Chuyện này có liên quan đến Phan Tư Mễ. Trong một năm này, Phan Tư Mễ đã rất ít tiếp xúc với Hoắc Khải, nhưng bóng dáng của cô ta lại như tồn tại ở khắp nơi. Đến cả Ninh Thần cũng biết, Phan Tư Mễ thường xuyên ở một góc không có ai biết lén lút quan sát họ. Do đó, Ninh Thần rất đau đầu. Đây là bản thân của cô, nhưng bản thân lại có ý nghĩ không đoan chính với chồng mình thì cô nên làm thế nào? Cách làm lý trí nhất là cắt đứt quan hệ với Phan Tư Mễ, không qua lại nữa. Nếu không, tình cảm gia đình có thể xảy ra dạn nứt nhưng cô không nhẫn tâm phan tư mễ đã rất đáng thương rồi sao có thể đẩy cô ta đi càng xa chứ may mà phan tư mễ cũng biết thân biết phận cô ta chỉ âm thầm theo dõi hoác khải chứ không làm phiền nhưng mỗi lần có cơ hội gặp mặt hoác khải cô ta đều không giấu nổi tình cảm trong lòng vị bác sĩ tâm lý xinh đẹp này đã có chút mê muội càng không có được hoác khải thì sự cố chấp trong lòng cô ta càng sâu hoác khải biết chuyện này và đã nói chuyện với phan tư mễ mấy lần rồi nhưng vẫn không có tác dụng cho đến một ngày, Phan Tư Mễ đưa đến một người đàn ông, mời vợ chồng họ ăn cơm. Phan Tư Mễ giới thiệu người đàn ông này là bạn trai của mình. Nói thật lòng thì cả Hoắc Khải và Ninh Thần đều vô cùng kinh ngạc. Vì một tuần trước, Phan Tư Mễ tình cờ gặp hai người họ trên đường, cô ta vẫn còn tỏ ra cả đời này không lấy Hoắc Khải thì sẽ ở vậy. Thế mà mới một tuần trôi qua, cô ta đã tìm được bạn trai. Người đàn ông đó nhìn có vẻ rất phong độ. Nhận tình bắt tay chào hỏi Hoắc Khải và Ninh Thần, "Chào hai vợ chồng, tôi là Từ Lực Phàm, vẫn luôn nghe đến tên của hai người, không ngờ lại là bạn của Tư Mễ, thật trùng hợp." Phan Tư Mễ cũng giới thiệu, nói, "Lực Phàm là giám đốc kỹ thuật của tập đoàn Hoa Dương, trước đây chúng tôi quen nhau khi còn ở nước ngoài. Lần này cũng là tình cờ gặp lại." Chương 465, Từ Lực Phàm theo lời của Phan Tư Mễ thì cô ta và Từ Lực Phàm gặp nhau rất tình cờ và việc hai người trở thành người yêu lại càng tình cờ hơn. Năm nay, Từ Lực Phàm đã 32 tuổi, chưa kết hôn, là một người đàn ông độc thân kim cương nổi tiếng ở tập đoàn Hoa Dương. Mà Phan Tư Mễ năm nay cũng đã 31 tuổi rồi. Tuổi tác của hai người phù hợp, lại đã từng quen biết nhau ở nước ngoài nên việc trở thành bạn trai cũng rất bình thường. Ban đầu là do Từ Lực Phàm tỏ tình. Theo thông thường thì Phan Tư Mễ không đồng ý mới đúng. Nếu cô ta muốn có bạn trai, xung quanh lại có nhiều người theo đuổi như thế thì đã sớm thoát ế rồi, làm gì phải chờ đến bây giờ. Nhưng bây giờ cô ta lại đồng ý sự theo đuổi của Từ Lực Phàm, không có lý do gì khác, chỉ vì thời gian đã qua lâu như vậy trong lòng đã chịu đựng sự dày vò quá lớn. Mỗi lần nhìn thấy Hoắc Khải và Ninh Thần, sự cố chấp trong lòng Phan Tư Mễ lại sâu hơn một chút. Cô ta lại càng khát vọng có được Hoắc Khải thậm chí rất nhiều khi cô ta nghĩ có nên tìm cách khiến hai người ly hôn. Chỉ có như vậy thì chuyện giữa cô ta và Hoắc Khải mới có khả năng thành hiện thực. Mà suy nghĩ đó khiến cô ta cảm thấy hoảng hốt. Tất cả những ồn ào với Cơ Hương Ngưng khi còn học đại học chính là do bạn trai phản bội, một chân đạp hai thuyền khiến đời này kẻ khiến cô ta hận nhất chính là người thứ ba. Nhưng bây giờ, vì quá yêu thích một người đàn ông mà bản thân lại có suy nghĩ muốn làm người thứ ba, thật không nên có suy nghĩ như vậy. Không, việc làm này chính là một kiểu tạo nghiệp đấy. Cho nên, Phan Tư Mễ hy vọng có thể ép buộc mình kết giao với một người bạn trai khác, làm thay đổi sự chú ý của bản thân cô ta. Điều trùng hợp là, Từ Lực Phàm lại xuất hiện vào lúc này. Vừa nghe thấy tên của Từ Lực Phàm và nơi làm việc của anh ta, trong đầu góc Khải liền nảy số. Nếu anh nhớ không nhầm, thì cái tên này chính là một thành viên được cài vào tập đoàn Hoa Dương. Giám đốc kỹ thuật. Sau khi nhớ kỹ lại một lần, Hoắc Khải còn cố ý nhắn tin cho ông Chí Viễn hỏi thăm thông tin cụ thể. Theo danh sách lần trước mà ám giới cung cấp thì từ lực phàm chính là một gián điệp thương mại. Tập đoàn Hoa Dương chuyên ngành công nghiệp gia công cơ khí là một trong những tập đoàn hàng đầu trong nước, không hổ danh là doanh nghiệp dẫn đầu. Người đảm nhiệm chức vụ giám đốc kỹ thuật ở một công ty như thế có thể nói là quyền cao chức trọng. Theo Hoắc Khải thấy thì tập đoàn Hoa Dương đã xong đời rồi đến cả giám đốc kỹ thuật cũng bị chúng cải cắm lâu như vậy mà không biết, vậy thì nền móng của tập đoàn Hoa Dương đã rệu rã đến mức độ nào? Có thể tưởng tượng được, không lâu nữa, chắc chắn từ lực phàm có thể trở thành người nắm quyền cao nhất của tập đoàn Hoa Dương. Vậy thì anh ta xuất hiện trước mặt Phan Tư Mễ có thật sự là trùng hợp không? Nếu Hoắc Khải không biết về danh sách đó và trong một năm vừa rồi xảy ra nhiều chuyện như vậy thì có lẽ anh cũng sẽ không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đây là một sự trùng hợp. Nhưng bây giờ, anh không thể không nghi ngờ sự xuất hiện của từ lực phàm vốn dĩ không phải là vì fan tư mễ mà là vì anh. Nói một cách chính xác, là vì hy vọng mới. Qua một năm phát triển, hy vọng mới được định giá cao gấp đôi, đạt đến con số hơn 5 tỷ. Tất cả các ngành nghề đều phát triển vô cùng tốt, nhiều tổ chức đánh giá trong nước đều cho rằng, trong tương lai, hy vọng mới nhất định có thể trở thành doanh nghiệp đứng đầu trên sàn chứng khoán của ngành công nghiệp giảm béo. Bây giờ, Giá trị của Hy vọng mới là 5 tỷ, theo thông lệ của IPO, khi niêm yết trên sàn chứng khoán thì giá trị gia tăng ít nhất là 50 lần, đạt quy mô khoảng 50 tỷ. Hơn nữa, nếu tiếp tục phát triển thêm mấy năm thì không chừng, quy mô sẽ càng lớn mạnh, có thể đạt đến hàng trăm tỷ. Rất nhiều người đều dự đoán, thời điểm nào thì Hy vọng mới sẽ lên sàn, thậm chí có không ít những công ty chuyên nghiệp hỗ trợ IPO đã chủ động liên hệ, hợp tác xúc tiến niêm yết lên sàn chứng khoán bao gồm cả nội bộ công ty, những nhân vật cốt cán như Mục Thế Kiệt cũng đang bàn bạc về chuyện lên sàn chứng khoán. Hy vọng mới đã có nền tảng để niêm yết chứng khoán, một khi niêm yết thành công trên sàn chứng khoán thì những người nắm quyền cổ phiếu trong tay như họ thì ai cũng sẽ trở thành tỷ phú. Cho nên, bọn họ rất khẩn trương, thậm chí Mục Thế Kiệt còn từng tìm hoắc khải, hy vọng có thể nhanh chóng xúc tiến chuyện này. Mà hoắc khải lại kiên quyết từ chối. Niêm yết chứng khoán trên sàn giao dịch đối với một công ty mà nói là một chuyện tốt, có thể khiến anh có thêm càng nhiều tiền để phát triển và mở rộng. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, lên sàn chứng khoán sẽ khiến cho quyền cổ phiếu của anh bị pha loãng. Đại đa số vốn cổ phần lưu thông của công ty đều trên 90%, vốn cổ phần lưu thông bên ngoài càng nhiều thì tiền họ kiếm được càng nhiều. Nhưng như thế cũng đem đến một vấn đề chí mạng đó là nếu có người cố ý ở thị trường thứ cấp dùng số tiền khổng lồ để thu mua số lượng lớn cổ phiếu Blue Chip thì anh sẽ nhanh chóng phát hiện ra bản thân mình đã trở thành một cổ đông nhỏ. Mà nếu quyền cổ phiếu của người kia đủ nhiều thì có thể khiến anh mất đi quyền điều hành công ty. Cho nên, những công ty có tiềm lực thực sự, có tầm nhìn chiến lược sẽ không để vốn cổ phần lưu thông bên ngoài quá nhiều. Một trong những công ty khá nổi tiếng đó là công ty chuyển phát nhanh mỗ phong. Cho dù trải qua mấy lần đầu tư mạo hiểm, sau đó lại lên sàn, thì trong tay Chủ tịch Hội đồng Quản trị vẫn nắm giữ 20-30% quyền cổ phần. Đối với công ty niêm yết chứng khoán mà nói thì điều này vô cùng đáng sợ. Kỷ lục cao nhất thuộc về một công ty khác cũng rất nổi tiếng những năm 90, quyền cổ phần trong tay Chủ tịch Hội đồng Quản trị lên đến trên 40%. Trong trường hợp này, muốn dựa vào việc thu mua cổ phiếu lưu thông bên ngoài để nắm quyền điều hành công ty có khả năng gần như bằng không. Cho nên Hoác Khải không muốn lên sàn nếu đã biết mình có một kẻ thù rất đáng sợ vậy thì lên sàn giao dịch chính là tạo cho đối phương cơ hội một khi hai bên tiến vào giai đoạn phân tranh sống chết thì có khả năng lớn là sẽ bị tấn công ở thị trường thứ cấp cuộc chiến ở thị trường thứ cấp tuyệt đối không kém gì tuyến đầu thậm chí có lúc còn khốc liệt hơn nếu thua ở thị trường này thì công ty anh có phát triển tốt đến đâu thì cũng phí công nơi hoàn toàn dựa vào tiền và chiến thuật để giành phần thắng thì những ưu thế trên thực tế hoàn toàn không có giá trị gì cả nhưng dù nói thế nào, tiềm lực của hy vọng mới cực lớn và nó đã được thị trường công nhận rộng rãi. Cho nên, thế lực đó chú ý đến hy vọng mới cũng là chuyện bình thường. Vậy từ lực phàm xuất hiện trước mặt anh, có phải là chứng tỏ bản thân anh đã bị nhắm trúng rồi không? Điều này khiến Hoắc Khải vô cùng cảnh giác, trong lòng cân nhắc đến việc sau khi quay về phải bảo phòng nhân sự kiểm tra lại thật kỹ những người mới gia nhập công ty, nhìn xem có thể tìm ra nguy cơ tiềm ẩn hay không. Nhưng Hoắc Khải không hề tỏ ra bất kỳ biểu hiện nào khác thường, anh mỉm cười bắt tay với Từ Lực Phàm, nói: "Tôi đã từng nghe đến tập đoàn Hoa Dương, là tập đoàn dẫn đầu ngành gia công cơ khí." Anh từ còn trẻ như thế mà đã đảm nhiệm chức giám đốc kỹ thuật thì thật khiến người khác ngưỡng mộ. Từ Lực Phàm khiêm tốn lắc đầu nói: "Anh lý quá khen rồi, thật ra ngành gia công cơ khí của chúng tôi ở trong nước đã không còn nhiều tiềm lực để phát triển." Theo tình hình trước mắt, cho dù có theo đuổi như thế nào cũng không theo kịp công nghệ gia công của nước ngoài ít nhất tình hình chung là như vậy cho nên ở trong nước có rất nhiều doanh nghiệp đều chuyển đổi sang làm các ngành hot còn đối với các loại hình gia công thì ở trạng thái trứng không giống như ngành giảm cân của anh lý cho dù thế giới biến đổi như thế nào thì con người cũng vẫn như thế dân số càng ngày càng nhiều bây giờ khoa học phát triển người không muốn ra ngoài vận động chỉ muốn ở nhà ngày càng nhiều có thể tưởng tượng được không gian phát triển trong tương lai của Hy vọng mới là vô cùng rộng lớn. Được một người tài giỏi như Từ Lực phàm khen ngợi khiến Ninh Thần rất vui vẻ. Cô hoàn toàn không thể nghĩ được rằng người này có thể trở thành mối đe dọa cực lớn đối với công ty. Hoắc Khải lại cười, nói, nói như vậy cũng không sai, ngành giảm béo thật sự có tiềm năng phát triển rất lớn, đặc biệt, trước mắt chúng tôi đang tìm tòi mối liên hệ giữa ngành công nghiệp thực tế ảo với việc giảm cân xã hội, nếu có thể thành công thì tương lai rất đáng để mong chờ. Tôi đã từng nghe công ty hy vọng mới đang nghiên cứu về phương diện này nên vẫn luôn tò mò làm thế nào để kết hợp các ngành khác nhau. Không biết anh Lý có tiện nói một chút về vấn đề này không từ lực phàm vở như vô ý hỏi. Hoác Khải cũng không giấu giếm, nói điều này không có gì không tiện, nói đơn giản thì dùng kỹ thuật thực tế ảo. Anh nói chuyện rất thẳng thắn và cũng rất tỉ mỉ, nhưng số liệu nghiên cứu cụ thể thì lại nói chung chung khiến người khác nghe cũng không rút ra được nhiều điều cho lắm từ lực phàm nghiêm túc lắng nghe giống như anh ta thật sự quan tâm đến ngành này mỗi lúc lại bổ sung một vài vấn đề khác nhau khoác khải cũng không ngại phiền anh ta hỏi gì thì nói nấy không khí cuộc trò chuyện vô cùng hòa hợp của hai người khiến ninh thần mỉm cười nói với phan tư mễ cậu xem mấy người đàn ông này vừa nói đến công việc là không ngừng được bỏ rơi chúng ta ở đây nói ra mới nhớ cũng lâu rồi tớ không đi dạo phố cả tớ và anh phong bây giờ ngày nào cũng bận không có thời gian ngủ sự buồn phiền của cậu thật khiến người khác phải ngưỡng mộ, Phan Tư Mễ trả lời nói. Ninh thần nhìn cô ta, không hiểu rõ sự buồn phiền trong câu này là nói về cái gì. Audio điện tử võ tấn bền chương 466, lợi dụng. Có lẽ Phan Tư Mễ đang nói đến cuộc sống vật chất của Ninh thần và Hoác Khải, cũng có lẽ là chỉ quan hệ hôn nhân của bọn họ. Về mặt này, Ninh thần không muốn nói quá nhiều, dù sao thì mối quan hệ của Phan Tư Mễ với Hoác Khải cũng khá là đặc thù. Mặt khác, Hoắc Khải và Từ Lực Phàm nói chuyện lại rất hợp nhau. Hai người có hiểu biết sâu về thương nghiệp, mà Hoắc Khải lại là một trong số ít những người có thể cùng Từ Lực Phàm bàn luận về phương diện kỹ thuật. Hai bọn họ hòa hợp thì Ninh Thần cũng thấy mừng, dù sao tập đoàn Hoa Dương cũng là một thế lực rất mạnh, nếu có thể nhờ mối quan hệ của Từ Lực Phàm để trở thành đối tác thì sau này cũng có thể giao cho tập đoàn Hoa Dương làm các sản nghiệp của bọn họ như dụng cụ thể thao, thậm chí là thiết bị VIA. Hiện giờ đã không còn là thời đại việc gì cũng phải mở nhà máy nữa rồi, phần lớn các nhãn hàng đều chọn nhà sản xuất thiết bị gốc, còn bản thân chỉ việc tuyên truyền và làm thiết kế. Đây chính là ý nghĩa của Liên minh Công nghiệp Toàn cầu. Mà Hoác Khải cũng hiểu rất rõ điểm này, anh thường nói với Ninh Thần, thế giới trong tương lai sẽ hoàn toàn dung hợp. Có lẽ 100 năm nữa thì chưa được nhưng 1.000 năm sau thì chắc chắn có thể, đây là một xu thế không thể ngăn chặn. Ninh Thần cũng không hề nghi ngờ, vì cô tin mỗi một phán đoán của Hoắc Khải. Nếu Hoắc Khải nói có thể thì chắc chắn là được, vì vậy, cô rất hy vọng có thể có liên hệ với tập đoàn Hoa Dương. Ngoài ra thì cũng là vì Phan Tư Mễ. Muốn sự uy hiếp của Phan Tư Mễ với gia đình cô hoàn toàn bất đi thì cách tốt nhất chính là để cô ta có tình yêu mới. Sự xuất hiện từ lực phàm chắc chắn là một loại khả năng. Ninh thần cực kỳ hy vọng hai bọn họ có thể nhanh chóng kết hôn, mặc dù suy nghĩ này có chút ích kỷ. Ăn xong bữa cơm, Hoắc Khải và Từ Lực phàm trao đổi phương thức liên lạc. Vị giám đốc kỹ thuật của tập đoàn Hoa Dương vui vẻ tỏ ý sẽ dành thời gian khảo sát công ty Hy vọng mới, xem hai bên có khả năng hợp tác hay không. Là tổng giám đốc, Ninh Thần cũng bày tỏ sự hoan nghênh nhiệt liệt. Hoắc Khải không từ chối, cho dù biết đối phương cũng chỉ là một gián điệp thương mại. Nhưng anh cũng biết, một khi đã bị theo dõi thì muốn cắt đuôi cũng khó. Ngày nào thế lực đó còn chưa bị tiêu diệt thì ngày đó anh vẫn chưa yên tâm nhưng Hoắc Khải không ngờ rằng thời gian bị theo dõi sẽ nhanh đến vậy, thậm chí còn nhanh hơn dự tính. Chủ yếu là vì công ty hy vọng mới phát triển quá nhanh, tiềm lực quá rõ ràng. Hiện giờ Hoắc Khải chỉ có thể tương kế tự kế. Nếu từ lực phàm thật sự được phái đến để tiếp xúc với anh, đạt được mục đích xâm nhập và giám thị thì Hoắc Khải cũng sẽ lợi dụng sự tồn tại của đối phương để đào sâu tư liệu về thế lực này. Nhưng như vậy thì Phan Tư Mễ sẽ lại càng đáng thương hơn hai người đàn ông đều coi cô ta là lá chắn để lợi dụng đối phương nhưng phan tư mễ vốn đã không vui rồi cô ta đến đây với từ lực phàm và còn cố ý nói bản thân đã chấp nhận sự theo đuổi của anh ta phần lớn nguyên nhân là vì muốn xem phản ứng của hoác khải điều làm cô ta thất vọng là hoác khải chẳng có phản ứng gì mà còn chúc mừng cô ta như bạn bè bình thường phan tư mễ rất không vui có gì hay mà chúc mừng không lẽ tôi có bạn trai rồi mà anh lại chẳng có chút cảm xúc nào sao Cô ta chưa từng tự ti về sức hấp dẫn của bản thân và biết rõ rằng đại đa số đàn ông đều thích kiểu người như cô ta, nhìn vừa thành thục lại có thể, ngoan ngoài đường, hư trên giường, thỉnh thoảng cũng thay đổi được phong cách ngây thơ. Nhưng cô ta chỉ nhận được sự ngó lơ của hóc khải. Người đàn ông này gần như chẳng quan tâm đến sự hấp dẫn của cô ta. Trừ nụ hôn một năm trước ra thì chẳng có hành động thân mật nào nữa. Ra khỏi nhà hàng, hai bên chia đôi ngả nhìn Hoắc Khải và Ninh Thần lên xe và rời đi, từ lực phàm nhìn Phan Tư Mễ, hỏi, nhà em ở đâu? Anh đưa em về. Khỏi cần, Phan Tư Mễ hơi lạnh lùng lắc đầu đáp, anh làm việc của anh đi, em còn phải đi phòng khám. Nói rồi, Phan Tư Mễ xoay người đi thẳng, từ lực phàm gọi mấy lần mà không được đáp lại, sắc mặt hơi trầm xuống. Nhìn theo bóng lưng của Phan Tư Mễ, một lát sau anh ta mới hử một tiếng rồi đi về hướng khác. Đúng như những gì Hoắc Khải đoán, từ Lực Phàm chẳng có chút tình cảm nào với Phan Tư Mễ. Anh ta chỉ muốn lợi dụng cô ta, dĩ nhiên là cũng có suy nghĩ muốn chiếm lấy thân thể Phan Tư Mễ. Dù sao thì ai mà chẳng muốn làm chuyện đó với người phụ nữ xinh đẹp như vậy chứ? Mà trên xe, Ninh Thần giả như vội ý nói, "Ông xã, anh thấy anh Từ kia và Phan Tư Mễ có thành đôi được không?" "Không thể," Hoắc Khải không do dự mà đáp luôn. Tốc độ trả lời của anh khiến Ninh Thần sửng sốt sau đó cô mới quay sang hỏi sao lại vậy vì phan tư mễ không thích anh ta thật và anh ta cũng vậy mặc dù bây giờ nói thì không thích hợp cho lắm nhưng vào lúc cần thiết anh sẽ nhắc nhở phan tư mễ không nên giao lưu với người này quá nhiều khoác khải đáp anh không nói thẳng ra nhưng ý tứ bên trong đã rất rõ ràng ninh thần nhìn anh một lúc rồi mới hỏi anh nghĩ anh từ không tốt hả nhưng em thấy anh nói chuyện với anh ta rất tốt mà đó là vì tụi anh có chỗ cần đối phương, Hoắc Khải dừng đèn đỏ rồi quay sang nhìn vợ mình, quy mô của công ty đã đạt sản lượng năm là 1 tỷ trở lên. Đến tầng thứ này rồi thì nên mở rộng tầm mắt ra xa hơn. Anh không thích từ lực phàm vì anh ta không hợp với sở thích của anh, nhưng trong việc làm ăn thì anh cần lợi dụng anh ta để đạt được mục đích của mình. Lúc làm ăn nhỏ thì chúng ta có thể lựa chọn hủy bỏ hợp tác với những người mình không thích, nhưng khi làm lớn rồi thì không thể tùy tiện được nữa. Hoắc Khải có thể đem mối quan hệ của mình với từ lực phàm để nói một cách phù hợp với tư duy kinh doanh hơn để ninh thần không nghĩ nhiều, nhưng anh biết ninh thần chắc chắn đang nghĩ linh tinh rồi. Anh nói sẽ nhắc nhở Phan Tư Mễ, cô chắc chắn sẽ cảm thấy đây là một nguyên nhân đặc thù chứ chẳng đơn giản chỉ là vấn đề con người tốt hay xấu. Anh không giải thích thêm về chuyện này nữa, vì càng giải thích càng không hay. Anh cho rằng tình cảm của mình với ninh thần là loại tình cảm đã được thời gian và cuộc sống sau hồi sinh khảo nghiệp, như vậy thì không cần nhiều lời làm gì nếu ninh thần là một cô gái đố kỵ thì đã rời đi từ lúc phan tư mễ bày tỏ tình cảm với hoác khải rồi quả nhiên ninh thần không hỏi nữa cô ngồi thẳng lưng không biết đang nghĩ gì thật ra hoác khải cũng có nỗi khổ của bản thân có rất nhiều chuyện nếu nói rõ ra thì ninh thần sẽ không nghĩ nhiều nữa nhưng lại có những chuyện chẳng thể nói được từ ngày hôm đó trở đi từ lực phàm thường xuyên xuất hiện cùng phan tư mễ có lúc bọn họ sẽ gọi ninh thần và hoác khải đi ăn có lúc từ lực phàm một mình đến tìm hoác khải hoặc ninh thần nói chuyện tỷ lệ anh ta đến cũng khá thường xuyên khoảng một tuần một lần sau mấy tháng thì sẽ ít hơn có thể cả tháng mới tới một lần mà gặp càng nhiều thì mối quan hệ của anh ta với phan tư mễ dường như càng tốt lên có những lần phan tư mễ đều chủ động ôm cánh tay anh ta nhìn thân mật vô cùng nhưng hoác khải thấy được nụ cười của phan tư mễ lại giả chân vô cùng Cô ta diễn rất tốt, phát huy được kỹ thuật của một bác sĩ tâm lý, nhưng Hoác Khải cũng là cao thủ trong việc đọc tâm lý nên sẽ không bị cô ta lừa. Anh thậm chí còn biết rằng tuy Phan Tư Mễ không thích từ lực phàm nhưng cứ đi cùng anh ta là vì muốn cố ý cho tức anh. Vì đã biết rồi nên Hoác Khải cũng muốn nói rõ với Phan Tư Mễ. Dù anh không thể ở bên Phan Tư Mễ nhưng lại không thể chừng mắt nhìn cô ta đi vào ngõ cụt cho nên anh đã lựa thời gian gọi Phan Tư Mễ đến và hỏi chuyện của cô ta với từ lực phàm. Trong quán cà phê, Phan Tư Mễ nhìn người đàn ông đối diện, hít mắt và nở một nụ cười thoải mái, anh hỏi làm gì? Đơn thuần là quan tâm bạn bè thôi, hoặc khải đáp. Nếu anh không cho thêm hai chữ đơn thuần vào thì tôi sẽ rất vui đấy, sao cứ phải nhấn mạnh mãi thế, Phan Tư Mễ hỏi. Để bày tỏ sự chính trực của tôi. Có mà bày tỏ sự trột giả của anh thì có, Phan Tư Mễ lấy hai tay chống cằm, hít mắt cười nhìn Hoác Khải, có phải anh sợ tôi bị người đàn ông khác ôm đi mất không? chương 467, thay thế. Đối mặt với câu hỏi của Phan Tư Mễ, Hoác Khải lựa chọn im lặng. Vì anh biết dù bản thân nói gì thì cô ta vẫn tỏ thái độ vậy thôi. Chỉ có im lặng mới là cách ứng đối tốt nhất. Thấy Hoác Khải không lên tiếng, một lúc sau Phan Tư Mễ mới hử một tiếng và nói, anh chán thật, đã bảo không thích tôi rồi mà sao còn quan tâm tôi sẽ yêu ai làm gì. Vì cô là bạn của Ninh Thần nên cũng tính là bạn tôi, Hoắc Khải trả lời. Tính, Phan Tư Mễ đột nhiên cười khẩy thành tiếng, cho nên trong lòng anh, thật ra tôi mãi mãi cũng chẳng phải bạn anh mà chỉ hưởng ké phúc của vợ anh thôi. Đã vậy thì chúng ta không cần làm bạn làm gì, việc riêng của tôi không mượn anh lo. Nói xong, Phan Tư Mễ đứng dậy giả vờ bỏ đi. Hoắc Khải ngẩng đầu nhìn cô ta, nói tôi chỉ muốn nói với cô rằng, từ lực phàm không hợp với cô. Dù cô muốn làm gì thì anh ta cũng không phải một lựa chọn tốt. Tôi cũng nói rồi, anh và tôi còn không phải bạn bè thì đừng xía vào chuyện riêng của người khác như vậy. Anh ấy hợp với tôi hay không không phải do anh quyết định, mà là do tôi có muốn hay không. Tôi lại thấy bản thân và anh ấy khá hợp nhau đấy. Anh ấy rất tốt, rất nghe lời, chứ không như ai đó sảm sỡ tôi rồi chạy, còn nói bô bô rằng bản thân là người tốt. Phan Tư Mễ vốn đã thuộc dạng dễ thu hút sự chú ý, bất kể là tướng mạo hay thân hình đều vô cùng tuyệt sắc, cho nên vừa vào nhà hàng thì đã có rất nhiều người nhìn vào cô ta. Giờ nghe được cô ta nói vậy, mấy người bên cạnh đều nhìn Hoác Khải với vẻ mặt khác lạ, có ngưỡng mộ, cũng có khinh bỉ. Hoác Khải không vì vậy mà từ bỏ suy nghĩ của mình, anh vẫn lạnh lùng nói, tôi biết cô muốn làm gì, nhưng chúng ta đều nghiên cứu về tâm lý, nên biết có những chuyện một khi đã bị nhìn thấu rồi thì sẽ mất tác dụng, vì vậy cô làm vậy chỉ tốn công vô ích mà thôi. phan tư mễ dừng hành động của mình và quay lại, cả khuôn mặt âm u nhìn hoắc khải, cắn răng nói: anh có biết tôi ghét nhất điều gì không? hoắc khải không đáp. phan tư mễ tiếp tục nói: tôi ghét nhất cái kiểu lúc nào cũng bình tĩnh phân tích mọi việc mỗi khi gặp vấn đề của anh, anh là người máy hả? không lẽ anh không có cảm xúc sao? cho dù tôi làm mọi chuyện một cách vô ích nhưng không lẽ anh không hiểu ý nghĩa đằng sau nó hay sao? Phan Tư Mễ nói xong, hai mắt cũng đỏ hồng. Có lẽ cô ta chưa từng đồng sinh cộng tử hay đồng cam cộng khổ với Hoắc Khải, nhưng tình cảm cô ta dành cho Hoắc Khải là thật. Có lẽ ban đầu là vì một nguyên nhân đặc biệt nào đó, nhưng bây giờ, cô ta đã thật sự yêu người đàn ông này. Cũng vì nguyên nhân tâm lý cho nên cô ta lại yêu càng sâu đậm. Nếu Hoắc Khải không có chút phản ứng nào, cô ta có lẽ còn thấy ổn, nhưng anh cứ từ chối rồi lại tỏ vẻ quan tâm, như vậy mới khiến cô ta khó chịu. Đã không yêu thì còn quan tâm làm gì, sao không mặc kệ tôi, cho tôi mất hết hy vọng đi. Hoắc Khải đúng là giỏi điều khiển nhân tâm hơn Phan Tư Mễ, cũng bình tĩnh hơn cô ta, nhưng anh lại xem nhẹ một việc, rằng tình cảm của con người không thể phân tích bằng sự phân tích bình tĩnh được. Giống như bây giờ, tâm trạng Phan Tư Mễ rất hỗn loạn, đến mức Hoắc Khải không biết cô ta đang nghĩ gì. Nếu quan tâm là sai, đừng có nói đạo lý nữa, tôi không muốn nghe, Phan Tư Mễ tức tối vung tay. Cảm giác như vậy có thể cắt đứt Hoắc Khải một cách rõ ràng hơn. Cô ta nhìn Hoắc Khải, cắn răng nói, "Tôi biết anh muốn nói gì, nhưng anh hiểu những gì tôi muốn nói không? Anh không hiểu, cho nên tôi sẽ ở bên Từ Lực Phàm và sẽ chủ động cầu hôn anh ấy. Đúng vậy, tôi sẽ lấy anh ấy, trở thành vợ của một người đàn ông khác. Tôi sẽ ngủ cùng anh ấy, để anh nhớ rằng anh sẽ mất tôi hoàn toàn." Bốn câu, tôi sẽ, này đều được hét ra từ trong nội tâm của Phan Tư Mễ khi hết xong phan tư mễ thấy người đàn ông kia vẫn bình tĩnh như vậy chứ không khủng hoảng như trong tưởng tượng thậm chí còn chẳng rung động mà chỉ tỏ vẻ không hiểu với hành vi ấu trĩ của bản thân vẻ mặt phan tư mễ đau đớn một cách tuyệt vọng hai giây sau thì xoay người bỏ đi ai cũng thấy được cô ta đang vô cùng đau khổ có người không chịu nổi nữa mà nói với hoác khải cô gái này tốt mà anh đừng tuyệt tình với cô ấy như vậy hoác khải ngẩng đầu nhìn người đó không lên tiếng nhưng ánh mắt cũng đủ để làm đối phương lùi về sau. Anh quay lại nhìn phương hướng Phan Tư Mễ rời đi, Hoắc Khải khẽ thở dài. Phan Tư Mễ là một cô gái tốt, so với Ninh Thần, cô ta có rất nhiều ưu điểm. Nhưng tình cảm của cô ta với anh thì không phải thật mà là một loại hiểm lầm, là hướng về nội tâm. Nếu Hoắc Khải đồng ý với cô ta thì sẽ có lỗi với Ninh Thần và càng khiến Phan Tư Mễ hối hận về sau. Cho nên anh phải từ chối. Với những điều Phan Tư Mễ vừa nói, Hoắc Khải cho rằng có lẽ mọi chuyện sẽ không trở nên khó xử như vậy. Dĩ nhiên, nếu Phan Tư Mễ ngu ngốc muốn dùng hôn nhân để uy hiếp Hoắc Khải thì anh cũng chỉ có thể đứng nhìn thôi. Như Phan Tư Mễ đã nói, đã không phải bạn bè thì làm gì có tư cách xen vào chuyện của người ta. Chuyện của Phan Tư Mễ không có ảnh hưởng nhiều đến Hoắc Khải. Sau một năm sắp xếp danh sách công ty Đồng Minh đã chính thức được xác định hiện giờ việc anh cần làm chính là đối chiếu với các công ty trong danh sách và đi bàn chuyện hợp tác mỗi một công ty phải có một chính sách khác nhau mà trong một năm này các đàn em của mà hoác khải liên lạc đã lục tục được sắp xếp vào hết có người thì đảm nhiệm cấp bậc quản lý cấp cao có người là quản lý cấp trung có người là cấp thấp từ điểm này có thể nói việc hoác khải làm rất tương đồng với thế lực đó chỉ khác là đối phương công kích còn hoác khải là phòng ngự trong danh sách của hoác khải đứng đầu dĩ nhiên là quốc tế đường thị. Trong thời gian một năm vừa qua, nghiệp vụ nội địa của quốc tế đường thị không có khởi sắc mấy. Ngoại trừ nhà máy điện tử mà Hoác Khải giới thiệu giúp bọn họ kiếm được không ít thị phần ra thì các bộ phận khác đều bị ngưng trệ. Đối với một công ty siêu lớn thì kế hoạch bị cản trở là chuyện khó mà chấp nhận được. Vì vậy mà bây giờ quốc tế đường thị đang tìm rất nhiều bên hợp tác để có thể giúp đỡ phát triển thị trường nội địa. Hoác Khải chờ một năm, chờ cơ hội tốt nhất xuất hiện anh đem kế hoạch hoàn chỉnh đến tìm đường Trọng Vi. Hiện giờ đường Trọng Vi đã không còn hy vọng gì với Hoắc Khải nữa. Ngoài nguyên nhân một năm trước ra thì còn vì tên giả mạo kia đã chính thức kết hôn với thiên kim nhà họ Đinh. Hôn lễ của hai bên vô cùng hoành tránh, gần như cả nửa giới thương nghiệp đều đến chúc mừng. Buổi hôn lễ đó khiến đường Trọng Vi khóc rất lâu, gần như ba ngày chẳng ăn một hạt cơm hay uống một ngụm nước. Nếu Hoắc Khải không đến an ủi kịp thì có lẽ cô ấy đã thật sự định tuyệt thực để tự sát rồi. Dù sao thì cô ấy vẫn luôn coi bản thân là vợ của Hoác Khải suốt bao lâu nay, giờ lại thành người lạ qua đường, làm sao chịu nổi đả kích này chứ. Cũng may còn có phần, bù đắp, này của Hoác Khải khiến cô ấy thoải mái hơn chút. Mà chuyện này cũng khiến đường quốc diệu càng có hảo cảm với Hoác Khải hơn. Không có cậu trai này, tính mạng của con gái ông ấy sẽ rơi vào nguy hiểm mất. Thế nhưng điều khiến đường quốc diệu không vui là Hoác Khải thế mà đã kết hôn và có con rồi. Đường Quốc Diệu đã phái người đi tra rõ lịch sử của anh. Từ những chuyện này mà có thể thấy được Hoác Khải có năng lực cá nhân tuyệt vời đến mức nào. Cho dù không có gia cảnh tốt thì chỉ cần đường Trọng Vi có hảo cảm với anh, đường Quốc Diệu cũng sẽ không ngăn cản hai người ở bên nhau. Nhưng Hoác Khải đã kết hôn khiến đường Quốc Diệu vô cùng tiếc nuối. Lần này gặp lại đường Trọng Vi, cô ấy đã trưởng thành hơn một năm trước nhiều. Đà kích của cuộc sống khiến cô ấy nhanh chóng trưởng thành, thậm chí còn bắt đầu làm một vài công việc đơn giản ở công ty mặc dù vẫn chưa thấy sự say mê sự nghiệp nào từ cô ấy nhưng tham gia vào làm việc cũng đã là một chuyện tốt với đường quốc diệu lắm rồi nhớ con gái nghĩ thông và trưởng thành thật sự thì ông ấy sẽ có người thừa kế anh lý sao lần nào anh cũng đến tìm bố tôi mà chẳng chịu đến gặp tôi một lần vậy đón hoác khải ở sân bay đường trọng vi u oán nói hoác khải bật cười đáp tôi mà tìm cô thì sợ là bố cô sẽ đánh đuổi tôi ra ngoài mất chương 468, kỹ thuật trong tương lai. Sao lại thế cơ chứ, bố tôi luôn tán thưởng anh, còn thường xuyên nhắc tới anh trước mặt tôi đấy, đường trọng vi nói. Vậy sao, Hoác Khải cười nói, chủ tịch đường tiếng tăm lẫy lừng mà nhắc tới tôi thì đúng là vinh hạnh của tôi. Thế được tôi nhắc tới thường xuyên thì không vinh hạnh à, đường trọng vi hỏi. Vừa dứt lời là cô lập tức đỏ mặt, bởi vì cô ấy nhận ra câu nói này cứ như có hàm ý khác vậy. Đường Trọng Vi không thể thực sự quên được vị hôn phu trước kia của mình, nhưng so với tên giả mạo thì Hoác Khải khiến cô ấy cảm thấy giống người đàn ông đó hơn, vậy nên anh đã dần thay thế bóng hình tận sâu trong lòng cô ấy. Chỉ có điều cô ấy không thể thừa nhận, thậm chí là không dám nghĩ tới phương diện này, bởi vì cứ nghĩ tới là cô ấy lại cảm thấy kỳ vọng suốt hai mươi mấy năm của mình cứ như một trò cười. Rõ ràng đã nói là muốn ở bên người kia suốt đời, nhưng rồi cô ấy lại thay lòng đổi dạ chỉ trong một năm ngắn ngủi, Vậy đây là thứ tình yêu gì chứ? Cho nên cảm giác của Đường Trọng Vi với Hoắc Khải vô cùng phức tạp. Cô có hảo cảm với người đàn ông này, nhưng cũng luyến tiếc quá khứ, càng không muốn mặt thừa nhận được. Đủ mọi nguyên nhân cộng lại mới tạo thành tình huống như lúc này, mập mờ và không rõ ràng. Hoắc Khải không hề nghĩ nhiều vì câu nói của Đường Trọng Vi, cho dù Đường Trọng Vi thật sự ám chỉ điều gì thì anh cũng chỉ giả vờ không hiểu. Dù sao anh cũng đã kết hôn rồi không thể tùy tiện dây dưa với một cô gái khác được, huống chi anh chỉ coi Đường Trọng Vi như cô bạn hàng xóm, trước kia nếu không vì lợi ích của gia tộc thì anh sẽ chẳng đính hôn với Đường Trọng Vi. Để xoa dịu sự xấu hổ trong lòng, Đường Trọng Vi hỏi, "Phải rồi, lần này anh tới là để bàn chuyện hợp tác với bố tôi, hay là bàn về nhà máy điện tử lần trước?" "Không, là sản nghiệp của tôi," Hoắc Khải nói. "Hy vọng mới ấy hả?" Sau khi biết câu trả lời, Đường Trọng Vi nhắc nhở, hình như quốc tế đường thị chúng tôi không có sản nghiệp nào làm về ngành giảm béo cả, bây giờ bố tôi cũng rất cẩn thận trong việc đầu tư, chưa chắc ông ấy đã đồng ý. Yên tâm, đã hợp tác với quốc tế đường thị thì sao lại là bán thuốc giảm béo được. Công ty hy vọng mới làm về nhiều mảng, không chỉ có ngành này thôi đâu, Hoắc Khải nói. Nghe vậy, Đường Trọng Vi cười nói, vậy là tốt rồi, nhưng nói đi cũng phải nói lại, tài năng kinh doanh của anh đỉnh thật. Chưa được bao lâu mà anh đã mở rộng quy mô ra như thế rồi. Lần trước bố tôi còn nói là ông ấy có mấy người bạn mở quỹ đầu tư mạo hiểm, bọn họ đều mua cổ phiếu ở chỗ anh hết. Một cổ phiếu của Hy vọng mới là 10.000, tổng cộng phát hành một phần 10 vốn cổ phần, có tất cả 100 triệu cổ phiếu. Nói đơn giản hơn thì giá cả mà Hoác Khải đặt ra cho công ty ít nhất cũng đạt mốc 1.000 tỷ đô la, cũng chính là 10.000 tỷ nhân dân tệ. Nói thật ra, rất nhiều người cảm thấy anh bị điên mới có suy nghĩ ấy. Tính trên phạm vi cả thế giới cũng chẳng có mấy công ty đạt quy mô hàng ngàn tỷ đô, chỉ là một công ty làm về giảm béo mà cũng muốn trở thành cây đại thụ như thế hay sao? Tất cả những quỹ đầu tư mạo hiểm mua cổ phiếu của hy vọng mới đều bị người ta nói là quăng tiền qua cửa sổ, thậm chí còn có nhà đầu tư còn làm ầm lên với quỹ đầu tư mạo hiểm. Quốc tế đường thì cũng có mấy quỹ đầu tư mạo hiểm, nhưng không đầu tư vào hy vọng mới mặc dù đường quốc diệu cho rằng năng lực cá nhân của hóc khải khá tốt nhưng năng lực cá nhân và tiềm lực phát triển của công ty là hai chuyện hoàn toàn khác nhau nó giống với việc hạng vũ có tài hơn lưu bang nhưng cuối cùng người giành được giang sơn và làm hoàng đế lại không phải là sở bá vương đường trọng vi không hiểu nhiều về chuyện làm ăn cũng không cảm thấy hứng thú bọn họ trò chuyện một lát trên xe là tới trụ sở của quốc tế đường thị vốn dĩ đường trọng vi định sắp xếp cho hóc khải nghỉ ngơi trước một lúc Hôm sau chuẩn bị tinh thần sẵn sàng rồi đi bàn chuyện công việc. Nhưng Hoắc Khải là kiểu người đã quyết thì phải làm luôn, tuyệt đối không kéo dài, hơn nữa bây giờ thời gian là thứ quan trọng nhất, anh không thể lãng phí một giây một phút nào được. Vốn dĩ theo tình huống bình thường thì cấp bậc như Hoắc Khải sẽ không thể đàm phán trực tiếp với Đường Quốc Diệu trong các cuộc đàm phán hợp tác chính thức được. Muốn đàm phán trực tiếp với Đường Quốc Diệu thì ít nhất cũng phải sở hữu khối tài sản từ trăm tỷ trở lên, còn hy vọng mới bây giờ mới có khoảng 5 tỷ cho dù nhân đôi lên thì cũng mới là chục tỷ, còn lâu mới đạt tiêu chuẩn. Nhưng bởi vì Hoắc Khải là bạn tốt với đường trọng vi, có đường trọng vi dẫn đường, ai dám ngăn cản anh đây? Sau khi đi theo đường trọng vi vào văn phòng, đường quốc diệu tỏ ra rất thân thiện, đường trọng vi còn cố tình mè nheo với ông ấy, nặng nặc đòi đường quốc diệu phải đích thân bàn chuyện hợp tác với Hoắc Khải. Nếu là người khác thì có thể đường quốc diệu sẽ không nể mặt, nhưng con gái ruột của mình thì lại khác, nếu không thì về nhà ông ấy sẽ bị túm dâu mất. Tuy đã đồng ý sẽ đích thân đàm phán với Hoắc Khải, nhưng đường quốc diệu vẫn nói thẳng ra tiểu lý này, không phải tôi không muốn đàm phán, mà là quốc tế đường thị chúng tôi không am hiểu về ngành giảm béo, có vẻ như hai công ty không có nhiều điểm chung để hợp tác. Chẳng lẽ chỉ vì hợp tác với các cậu mà tôi lại đi thành lập riêng một công ty giảm béo hay sao? Không cần đâu, chủ tịch đường cứ đọc tài liệu này trước đi đã, sau đó chúng ta sẽ nói tiếp, Hoắc Khải cười và mở chiếc laptop ra, đẩy tới trước mặt đường quốc diệu. Trên đó là một tài liệu PowerPoint, miêu tả tường tận về tình hình điều tra và kết hợp giữa kỹ thuật thực tế ảo VR và ngành nghề giảm béo của công ty chi nhánh Bính Tuất. Trong một năm qua, công ty chi nhánh Bính Tuất đã thành lập 4 cơ sở thử nghiệm về việc tập thể hình bằng hình thức thực tế ảo. Dựa vào kỹ thuật thực tế ảo VR, người muốn giảm béo có thể dùng các loại máy truyền cảm và các thiết bị chuyên nghiệp để vào phòng tập thể hình giả lập. Ở đó có rất nhiều người, anh có thể vừa tập thể hình vừa giao lưu với người khác. Nói tóm lại, phương thức tập thể hình mới mẻ này rất thu hút, vấn đề duy nhất nằm ở chỗ phải làm thế nào để kỹ thuật thực tế ảo VR trở nên chân thực hơn. Hiện tại vấn đề lớn nhất của các thiết bị thực tế ảo VR là không được chân thực cho lắm, và điều mấu chốt nhất không phải là cảm nhận, mà là những thứ như xúc giác hoặc khứu giác. Ví dụ, anh nhìn thấy một người đẹp đứng đối diện với mình, nhưng lại không ngửi thấy hương thơm trên người cô ấy muốn nắm tay nhưng lại xuyên qua lòng bàn tay nhau, đây là điểm thiếu sót rất dễ khiến người ta hụt hẫng. Vậy nên để nâng cao kỹ thuật thực tế ảo VR thì nhất định phải giải quyết vấn đề về giác quan ấy. Điều đáng mừng là kể từ một năm trước Hoác Khải đã bắt đầu lên kế hoạch lôi kéo cao thủ vô danh trên mạng về phía mình, ngoài ra còn có sự trợ giúp của đội ngũ thiên cơ, còn tuyển dụng thêm được một nhóm lập trình viên tài giỏi hàng đầu nữa. Trải qua gần một năm nghiên cứu, hai tháng trước cao thủ vô danh đã đưa ra một mạch suy nghĩ mới, đó là thành lập thiết bị giống với khoang giả lập trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Nguyên nhân khiến kỹ thuật và thiết bị thực tế ảo VR truyền thống không mang lại cảm giác chân thực là vì đa phần các thiết bị này đều tập trung vào hiệu quả thị giác, cùng lắm chỉ giống phim 5D hoặc là chuẩn bị thêm ghế rung lắc gì đó. Còn kỹ thuật khoang giả lập thì có thể dùng kỹ thuật 3D ngay trong khoang để đạt tới hiệu quả thị giác ngay cả khi không đeo kính thực tế ảo. Ngoài ra, trong khoang giả lập còn có thể chuẩn bị vật thể bằng silica gel, căn cứ vào hoạt động giao lưu trong phòng tập thể hình và thông qua chip tính toán mô phỏng động tác chân thực, lợi dụng tính dẻo của silica gel để tạo ra cảm giác chân thực, ngay cả mùi hương cũng có thể mô phỏng nhờ vào máy tính. Chỉ có điều khoang giả lập này liên quan đến quá nhiều thứ, chỉ riêng các chương trình cơ bản thôi cũng đã vô cùng phiền phức rồi, đã thế lại còn phải mô phỏng động tác chân thực nữa, nó liên quan đến trí tuệ nhân tạo cao cấp. Dù là cao thủ vô danh trên mạng và hàng loạt các lập trình viên tài giỏi nhất thì cũng rất khó xử để lý hết những thứ đó trong 2, 3 tháng, nếu không thì các công ty hàng đầu đã chế tạo ra thứ gì đó tương tự như thế từ lâu rồi. Căn cứ vào sự tính toán của cao thủ vô danh, ít nhất cũng phải mất 2 năm để viết chương trình cơ bản, sau đó lại mất thêm 1 năm để thử lỗi, tổng cộng khoảng 5 năm mới đưa ra bản chính thức được. 5 năm là quá lâu, hoác khải không chờ được lâu như thế, vậy nên anh cần người giúp mình hoàn thành chuyện này, giải quyết khoang giả lập với tốc độ nhanh hơn. Thứ đồ vượt lên trên thời đại như thế này mà ra mắt thì nhất định các công ty liên quan đến nó đều sẽ được cả thế giới chú ý tới. Quốc tế đường thị chính là đồng minh đầu tiên mà Hoác Khải muốn tìm. Nhìn vào tệp tài liệu trên laptop, ít nhiều gì đường quốc diệu cũng cảm thấy kinh ngạc. Khác với vẻ tùy ý lúc đầu, bây giờ trông ông ấy vô cùng nghiêm túc. Ngay cả đường trọng vi cũng cảm nhận được được sự thay đổi của bố mình. Cô ấy le lưỡi với Hoác Khải, Muốn biểu đạt sự kích động trong lòng, nhưng lại thấy Hoắc Khải đang nhìn chăm chú vào Đường Quốc Diệu, vẻ mặt cũng nghiêm túc chẳng kém. Chương 469, tán thưởng. Một lúc lâu sau Đường Quốc Diệu mới đứng dậy. Đường Trọng Vi thân thiết bưng cho ông ấy một cốc trà đã pha xong. Đường Quốc Diệu nhận lấy ly trà từ con gái, nhấp một ngụm, rồi mới nhìn Hoắc Khải hỏi, đây là tất cả những thứ cậu muốn cho tôi xem à? Không hẳn vậy, Hoắc Khải Đáp, công ty Hy vọng mới sẽ thiết lập nên hệ thống công nghiệp đa nguyên hóa trong tương lai, đây chỉ là một phần công nghiệp của chúng tôi. Nhưng theo như tôi biết thì công ty kỹ thuật VA mà cậu nói đó là công nghiệp của nhà họ Hoắc, công ty chi nhánh Bính Tuất đó của cậu chỉ là có hợp tác với đối phương mà thôi, Đường Quốc Diệu nói. Nếu ông đã biết công ty đó thì chắc cũng rõ người đại diện pháp lý của nó là Hoắc Gia Minh, cậu ấy có quan hệ rất tốt với tôi mà người giúp cậu ấy tạo ra kỹ thuật cốt lõi cũng đều là cao thủ kỹ thuật mà tôi mời đến. Nói trắng ra thì chỉ cần một câu nói của tôi thôi cũng có thể biến công ty của cậu ấy thành một cái vỏ giống tuếch tất cả mọi kỹ thuật đều có thể tổ chức lại ở một công ty mới khác, hoặc khải đáp. Đường Trọng Vi nghe vậy thì ngây ra, rồi lập tức không kìm được mà nói, làm vậy sao được chứ, giai minh cậu ấy. Yên tâm, tôi chỉ là nói sự thật với chủ tịch đường mà thôi, sẽ không làm vậy thật đâu, nếu không ban đầu cũng đã chẳng giúp cậu ấy mở công ty rồi, Hoác Khải trả lời. Đường Trọng Vi nhìn anh rồi sau đó mới gật gù ra vẻ đã hiểu. Hoác Khải nói không hề sai, nhân viên kỹ thuật đều là do anh tuyển, nếu muốn hại Hoác Giai Minh thì đã chẳng cần phiền phức đến vậy, dù sao thì làm thế cũng sẽ chỉ vô duyên vô cớ chọc giận đến bên địch là nhà họ Hoác này. Đường Quốc Diệu lại nhấp một ngụm trà rồi nói, vậy cậu có thể cho quốc tế đường thì cái gì? Kỹ thuật cốt lõi à, cái đó đương nhiên không cho được, hoắc khải lắc đầu. Anh đã đoán được đường quốc diệu đang lay động từ hành động uống trà liên tiếp hai lần đó, bèn nói, nhưng chúng tôi có thể khai thác thị trường này cùng với quốc tế đường thị. Trước mắt nghiệp vụ trong nước của quốc tế đường thị đã gặp thế nút thắt cổ chai, nghiệp vụ truyền thống mà muốn giành bát cơm từ tay thương hiệu của quyền thế thì cũng không dễ, mà ngành công nghiệp mới nổi lại là chuyện phải dựa vào vận may rất nhiều. Làn sóng của video ngắn đã qua rồi, nhưng làn sóng của trí tuệ nhân tạo vẫn còn, Tôi tin rằng dựa vào kỹ thuật của chúng tôi thì trong tương lai chắc chắn có thể làm nên việc lớn, bây giờ chỉ thiếu một đồng minh lớn mạnh nữa thôi." Đường Quốc Diệu nhấp ngụm trà thứ ba, lại đề ra một câu hỏi khác, "Theo như cách cậu nói thì chắc hy vọng mới không thiếu người hợp tác, chỉ cần các cậu chịu mở rộng thị trường là sẽ có đầy những tiền vốn chịu đổ vào, tại sao lại phải tìm quốc tế đường thị?" Nói thật thì tôi cũng thừa nhận thị phần của quốc tế đường thị ở thị trường trong nước không đủ cao. Đây cũng là điểm yếu của chúng tôi, cũng là điểm làm tôi không hiểu nhất. Đường Quốc Diệu hiển nhiên là đang nghi ngờ mục đích thật sự của Hoắc Khải, bởi kỹ thuật như thế này thì dù chỉ có một phần tài liệu PPT thôi cũng có thể kêu gọi được rất nhiều nhà đầu tư có thực lực trong nước đến giúp đỡ. Quốc tế Đường thị không thiếu tiền, nhưng ở trong nước bọn họ cũng chẳng đáng đề cập đến. Muốn tìm bọn họ để liên minh thì lúc khai thác thị trường sẽ khó khăn hơn nhiều. Về vấn đề này, Hoắc Khải đã dự tính từ trước cho nên lập tức trả lời mà không hề do dự, chính bởi vì thực lực của quốc tế Đường thị ở trong nước không đủ nên mới là sự lựa chọn tốt nhất của chúng tôi. Một liên minh có tiền nhưng lại không có quyền, nói sao cũng tốt hơn những mãnh hổ xuống núi kia. Đường Quốc Diệu nghe xong thì phì cười, nói tôi còn tưởng cậu sẽ nói do có quan hệ tốt với Vivi nên mới cố tình đến tặng quà, không ngờ cậu lại nói chuyện thẳng thắn như vậy. Có điều câu này nói cũng đúng, quốc tế Đường thị chúng tôi đúng là không thiếu tiền có thể cung cấp một khoản vốn viện trợ lớn, nhưng bây giờ tôi cần một đáp án cho việc cậu định làm thế nào để đảm bảo mình có thể chiếm hữu được thị trường này. Hay nói cách khác, cậu căn cứ vào đâu mà cho rằng chỉ cần có tiền là có thể làm được. Phải biết rằng, kỹ thuật không phải là điểm then chốt duy nhất để thành công. Có rất nhiều công ty kỹ thuật đều bị các ông lớn ngăn cản mà thất bại, không phải bị thu mua thì cũng chỉ nổi lên trong phút chốc rồi vụt tắt. Căn cứ vào việc tôi sẽ mở cửa thị trường này, nếu tôi chịu chia sẻ thị trường, không tranh giành lợi ích với bọn họ thì ai lại phí công đi ngăn cản tôi chứ?" Hoắc Khải trả lời. Đường Quốc Diệu nghe vậy thì ngây ra, ông ấy thật sự không ngờ tới đáp án này. Kỹ thuật mà Hoắc Khải cung cấp có thể nói là vô cùng mạnh mẽ, có thể xếp vào hạng nhất trên thế giới của lĩnh vực này. Có được kỹ thuật như vậy, cho dù không giữ riêng cho mình thì cũng không nên để mở như vậy. Nhưng nhìn thì Hoắc Khải hoàn toàn không có ý định giấu giếm, độc chiếm cho riêng mình anh muốn đem kỹ thuật đó ra cho tất cả các ông lớn ư. Không phải tất cả, mà chỉ đồng ý cho những người trở thành liên minh với tôi. Trong tay tôi có một danh sách, liệt kê tất cả những công ty có thể hợp tác cùng với hy vọng mới. Chỉ cần họ đồng ý thì sau này đều có thể tiến vào thị trường này, tôi sẽ không độc chiếm một mình. Trong máy tính sách tay có một tệp dữ liệu, trong đó có mục lục công ty và giới thiệu, nếu chủ tịch đường cảm thấy hứng thú thì có thể xem qua một chút, hoặc khải nhắc nhở. Đường Quốc Diệu không do dự lâu mà mở luôn tệp dữ liệu trong máy tính sách tay ra. Ông ấy xem từng công ty một, càng xem nhiều thì ông ấy càng mê mẩn. Ly trà trong tay đã dần nguội lạnh, nhưng ánh mắt của ông ấy thì lại cứ sáng dần lên, trong lòng cũng càng ngày càng nóng. Gần một tiếng đồng hồ sau, đến khi đường Trọng Vi cũng chán đến mức tìm chỗ khác ngồi xem phim rồi thì đường Quốc Diệu mới không dám tin mà ngẩng đầu lên hỏi cậu định để mở thị trường với những công ty này sao? Đúng vậy, Hoắc Khải gật gù, nhìn vào máy tính mà nói, có lẽ đến cuối không thể hoàn thành được 100% mục tiêu nhưng theo dự đoán thì ít nhất cũng phải hơn 80% công ty sẽ đồng ý. Đường Quốc Diệu nghe thấy vậy thì hít sâu một hơi, 80%. Phải biết rằng, phàm là những công ty có tư cách được Hoắc Khải liệt vào danh sách cơ bản đều là hạng đỉnh nhất trong các ngành nghề, cho dù không nhất thiết là đứng đầu, nhưng tuyệt đối nằm trong top 5. Top 5 của các ngành nghề không đáng sợ, nhưng các ngành nghề được bao gồm trong danh sách nào nào chỉ dừng lại ở hàng chục. Nếu liên hợp được các công ty này, đó sẽ là sức mạnh đủ để lay động bất kỳ nền kinh tế nào, cho dù có là quốc tế đường thị thì đứng trước sức mạnh này cũng sẽ không chịu nổi một đòn. Chỉ dùng một thị trường có thể liên hợp nhiều công ty như thế không thì đường quốc diệu cũng không chắc, nhưng ông ấy chắc chắn rằng mình đã lay động rồi. Cho dù chỉ có một phần trăm khả năng, nhưng nếu thực sự thành công thì lợi ích mà quốc tế đường thì có thể đạt được từ nó chắc chắn là rất lớn thậm chí vượt qua cả lợi ích đạt được trong thị trường này liên minh nào chỉ đơn giản là nói không thôi thương nhân hàng đầu người ta đều chơi quan hệ cả ví dụ như thế khó của quốc tế đường thị bây giờ nếu đường quốc diệu có được địa vị trong nước nói bừa một câu cũng có thể lay động những người chiếm số thị phần lớn kia thì quốc tế đường thì có còn cảnh khó khăn như hiện nay không lấy thị trường đổi tình hữu nghị mà Hoắc Khải đề ra chính là thứ mà quốc tế đường thị cần nhất. Sau khi suy nghĩ một lúc, biểu cảm của đường quốc diệu trở nên nghiêm túc hơn, nói tôi cần một phần tư liệu chi tiết hơn nữa, bao lâu sau thì chuẩn bị xong được. Bây giờ, Hoắc Khải chỉ vào trong máy tính sách tay, nói trong này có mọi thứ mà ông cần, nhưng nếu muốn thấy thành quả thực tế thì vẫn cần một khoảng thời gian nhất định. Theo như dự tính thì ít nhất nửa năm là có được phiên bản thử nghiệm chương trình cơ bản, Đường Quốc Diệu hơi ngây ra, sau đó cười phá lên nói, "Cái cậu này giỏi thật đấy, có phải cậu đoán ra được tôi sẽ đồng ý từ lâu rồi nên mới chuẩn bị xong hết mọi thứ đúng không?" "Tôi vẫn luôn cho rằng làm ăn chính là thuận mua vừa bán. Ở chỗ tôi có thứ ông cần, đưa đến tận cửa rồi, ông chẳng có lý do gì mà từ chối cả." Hoắc Khải cười đáp. "Thế cậu thì sao, chỉ cần vụ làm ăn này thôi à?" Câu hỏi của Đường Quốc Diệu dường như còn có ý gì khác. Đồng thời ông ấy cũng liếc mắt nhìn sang con gái mình đang ngồi một bên để xem tivi. Đường Trọng Vi ở trước mặt hai người này luôn có vẻ chẳng giữ nề nếp gì, nào có giống một cô tiểu thư nhà giàu trong mắt người ngoài. Qua phần PPT này, ấn tượng của Đường Quốc Diệu đối với Hoắc Khải cũng đã tốt hơn rất nhiều, thậm chí có thể nói, nếu Hoắc Khải chưa kết hôn, bây giờ mà muốn cưới con gái ông thì Đường Quốc Diệu cũng lập tức đồng ý luôn. Cậu trai trẻ này quả thực tài giỏi quá chưa nói đến gì khác mà chỉ riêng phần kỹ thuật này thôi cũng đủ để anh trở thành một thương nhân hàng đầu trong tương lai. Nếu có được cậu con rể như thế này thì Đường Quốc Diệu cũng chẳng còn gì nuối tiếc. Hoắc Khải giả ngốc, nói: "Nếu chủ tịch Đường muốn mở cuộc họp hội đồng quản trị để bàn việc hợp tác lần này thì tôi mong là càng nhanh càng tốt. Thời gian không đợi ai, xác định quan hệ hợp tác càng nhanh thì tôi có thể đi tìm công ty khác càng sớm." Cậu quả đúng là làm việc không ngừng, Đường Quốc Diệu cười cũng vì đó mà càng tán thưởng hoác khải. chương 470, phải biết chừng mực. Có năng lực, có kỹ thuật, còn có lòng cầu tiến, nhân vật như vậy sau này hẳn sẽ đáng gờm. Điều này cũng làm ông ấy cảm thấy đáng tiếc, người trẻ tuổi giỏi giang như vậy, sao lại kết hôn sớm thế? Đường Quốc Diệu hỏi một câu như ma xui quỷ khiến, nếu tôi muốn cậu ly hôn rồi cưới con gái tôi thì mới đồng ý lần hợp tác này thì sao? Đường Trọng Vi ở gần đó lập tức đỏ mặt, xấu hổ đứng lên, ra vẻ bình tĩnh mà cầm lấy điện thoại, làm như không nghe thấy câu nói đó. Nhưng đôi tay run rẩy và ánh mắt lay động đã chứng minh sự căng thẳng trong lòng cô. Hoắc Khải không ngờ Đường Quốc Diệu lại đột nhiên nói vậy, nhưng anh không do dự lâu mà trả lời luôn, "Thế thì không thể nào, nếu chủ tịch Đường thật sự muốn vì chuyện riêng mà từ chối lần hợp tác này thì tôi cũng chỉ đành nói rất đáng tiếc mà thôi." Đường Quốc Diệu nghe thấy câu trả lời của anh thì chỉ đáp một tiếng rồi không nói gì thêm nữa còn đường trọng vi ở phía bên kia thì đang cảm thấy có hơi thất vọng trong lòng. Tuy rằng trong lòng cô vẫn luôn thầm nhủ, không nên và cũng không thể nào thích người đàn ông này, nhưng cảm giác mất mắt ấy lại chẳng có ngôn từ nào có thể miêu tả được. Đường Quốc Diệu không nổi trận lôi đình vì câu trả lời của Hoác Khải, thực ra sau khi nói ra câu đó thì chính ông ấy cũng cảm thấy hối hận. Con gái mình là thiên kim đại tiểu thư, sao lại có thể gả cho người đàn ông đã một đời vợ được, hơn nữa lại còn là do lấy lợi ích ra đổi năm đó ngôi sao hy vọng của nhà họ Hoắc còn chẳng có đãi ngộ như vậy nữa là người trẻ tuổi này. Sau đó Đường Quốc Diệu bắt đầu nghiêm túc làm việc. Ông ta nhanh chóng mở cuộc họp hội đồng quản trị để bàn bạc về chuyện liên quan đến hợp tác chiến lược với hy vọng mới. Các thành viên khác trong hội đồng chủ tịch cũng không có quá nhiều ý kiến trái chiều về việc này. Có rất nhiều người trong số họ đã từng nghe nói qua về công ty này, mà phần tài liệu PPT Hoắc Khải đem đến cũng làm họ lay động vô cùng. Đây là công nghệ đen vượt thời đại, là sức mạnh có thể thống trị một thời đại. Bây giờ quốc tế đường thị đang cần một công nghiệp như thế này để giúp nó mở rộng thị trường. Cho nên, hợp tác không có vấn đề gì. Vấn đề ở chỗ, thời gian quá ngắn. Cho nên sự tranh luận chủ yếu của cuộc họp hội đồng quản trị nằm ở chỗ có thể dùng tiền vốn để đổi lại quyền điều hành hay không, sau đó mới có thể yên tâm mà gia nhập, để tăng tiến trình nghiên cứu. Đối với việc này, Hoác Khải bày tỏ kiên quyết từ chối tại cuộc họp anh chỉ chia sẻ thị trường, còn quyền điều hành thì chắc chắn sẽ không buông bỏ. Quốc tế Đường thị tuy rằng là một liên minh rất mạnh, nhưng cũng không phải là không thể thiếu. Có họ thì như thêu hoa trên gấm, mà thiếu họ thì cũng chẳng đến nỗi ông trời sập xuống. Hơn nữa người thông minh như Đường Quốc Diệu cũng hiểu rất rõ, có thể đạt được chia sẻ thị trường đã là sơ múi lắm rồi, còn yêu cầu thêm nữa thì chỉ có thể nói là quá tham lam. Tuy rằng nói vậy nhưng dù sao Quốc tế Đường thì cũng là doanh nghiệp lớn. Bình thường các thành viên hội đồng quản trị cũng kiêu ngạo quen rồi, đối với việc này không thể phán đoán với tâm thái bình thường được. Bọn họ cho rằng, Hy vọng mới chỉ là một công ty nhỏ, cho dù có sức mạnh kỹ thuật vượt thời đại thì đã làm sao. Dựa vào sức mạnh của quốc tế Đường thị, họ hoàn toàn có thể chèn ép thu mua nó. Các thành viên hội đồng quản trị thậm chí nói thẳng chuyện này, để từ đó tạo thêm áp lực cho Hoắc Khải. Nhưng Hoắc Khải không hề dao động, anh nói rõ với bọn họ nếu quốc tế đường thị ép buộc thu mua thì anh hoàn toàn có thể bán công ty cho đối thủ cạnh tranh của quốc tế đường thị, hơn nữa về sau trên thương trường sẽ trở thành quan hệ đối địch hoàn toàn với quốc tế đường thị. Rất nhiều người cảm thấy không vừa lòng với thái độ của Hoắc Khải. Công ty nhỏ của cậu chắc cũng chỉ vừa đạt được 5 tỷ tệ, đến cả thị trường vốn cũng chưa đứng vững mà lại dám uy hiếp chúng tôi. Ai cho cậu cái gan đấy? Hoắc Khải rất bình tĩnh, sự tự tin của anh đến từ sự tin tưởng đối với bản thân. Đến cả thế lực lớn mạnh kia anh còn dám đối đầu, thì một quốc tế đường thị đây có là gì? Sự cạnh tranh trên thị trường vốn tàn khốc vô cùng, Hoắc Khải biết điều này từ lâu, cho nên anh mới không vì chút chuyện này mà thực sự lật lọng với thành viên hội đồng quản trị. Gia tăng áp lực lẫn nhau là một thủ đoạn khi đàm phán, sau đó thì chuyện gì nên nói cứ nói, nên cười vẫn cười, điều này là chuyện rất bình thường. Câu cười một cái là qua chuyện trước đây dùng trong giới võ lâm giang hồ, nay để chỉ nơi thương trường. Cuộc họp kéo dài khá lâu, bao gồm cả những chuyện sau đó nữa cũng cần tiến hành xử lý. Muốn đạt được hợp tác chiến lược như vậy không phải chỉ đơn giản ký một hợp đồng là xong chuyện. Cho dù chỉ là hợp đồng cũng cần rất nhiều thời gian để vạch ra, mỗi một câu chữ, mỗi một điều khoản đều vô cùng kỹ càng. Song Phương đều sợ rơi vào hố bẫy pháp luật, cho nên Hoắc Khải đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ ở đây khoảng 3 đến 5 ngày. Đường Trọng Vi rất vui vì điều này từ sau khi giải trừ hôn ước với nhà họ Hoắc thì bạn bè xung quanh cô hình như cũng ít đi nhiều. Cũng không phải họ thấy không có nhà họ Hoắc thì làm bạn với viên ngọc quý của quốc tế đường thị chẳng có ý nghĩa gì nữa, chỉ là cảm thấy bây giờ tâm trạng của đường trọng vi không tốt, gọi cô đi chơi cũng không thú vị, chỉ bằng để cô tự mình bình tĩnh lại. Mà người như Hoắc Giai Minh vẫn luôn ở công ty nước ngoài chưa về, lại càng làm đường trọng vi nhớ đến người nhà họ Hoắc, chỉ còn lại Hoắc Khải thôi. Dù cho cô không biết người đàn ông này chính là chồng chưa cưới mà mình ngày đêm mong nhớ, giờ lại hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vốn phong cách của Hoắc Khải làm cô thấy quen thuộc vô cùng, thậm chí dường như còn có chút hỉ lại. Trong mấy ngày này, gần như tất cả thời gian của Hoắc Khải đều là đang đàm phán với người của quốc tế đường thị. Trong tương lai thị trường sẽ phân hóa như thế nào, lợi nhuận sẽ phân phối ra làm sao, cho dù chỉ có một phần trăm lợi nhuận thì cũng vô cùng quan trọng với họ, phải tranh từng chút một. Sau khi họp xong, Hoắc Khải bị Đường Trọng Vi kéo đi ăn uống, mua sắm các thứ. Hai người cùng vào cùng ra nhiều lần, cũng làm người trong công ty dậy nên không ít tranh luận, đoán xem có phải cô chủ tìm được bạn trai mới không. Nhưng cũng có người biết Hoắc Khải đã kết hôn rồi, bọn họ không hề cảm thấy Đường Trọng Vi sẽ thích một người có vợ, nhưng lại nghi ngờ cô có phải rách rồi thì nát luôn, bị người ta giải trừ hôn ước là bất chấp làm loạn luôn. Đây là địa bàn của quốc tế Đường thị đường quốc diệu có thể cho phép cô làm như vậy sao? Nhưng điều làm họ khó hiểu là đường quốc diệu không có ý kiến gì với cách hai người cư xử với nhau, thỉnh thoảng có người hỏi, cũng chỉ nói hai người vốn là bạn tốt, ăn cùng nhau bữa cơm cũng rất bình thường. Số lần tăng lên rồi người ta cũng chẳng hỏi nữa. Đến ngày thứ năm, cuộc đàm phán đại khái đã xong, bản hợp đồng cơ bản đã được định ra, trong đó còn có vài nơi cần sửa nhưng tạm thời còn chưa sửa được. Bởi vì bên quốc tế Đường Thị lấy thời gian dài hay ngắn của hạng mục làm tiêu chuẩn phán đoán, cho nên Hoắc Khải để bọn họ tự mình đi công ty chi nhánh nước ngoài của Hoắc Gia Minh xem công nghệ VR rốt cuộc tân tiến đến mức độ nào, rồi mới quyết định. Dù có nói sao thì muốn Hoắc Khải nhượng bộ trong việc này là chuyện không thể nào. Quốc tế Đường Thị được trở thành liên minh đầu tiên đã là chiếm lợi lắm rồi, nếu còn muốn được voi đòi tiên thì đừng có mơ. Cho dù có nể mặt Đường Trọng Vi cũng không được bởi vì liên minh là để đối phó lại với thế lực kia mà thị trường này lại liên quan tới tài sản của hoác khải từ nay về sau không thể chỉ nhìn cái trước mắt mà còn phải thấy được tương lai sau này sau khi xử lý xong chuyện bên quốc tế đường thị hoác khải lập tức lên máy bay rời khỏi nơi này trước khi đi đường trọng vi tỏ vẻ luyến tiếc nói anh lý anh có rảnh thì nhớ tìm đến tôi chơi một mình tôi chán lắm luôn nếu không tôi đến chỗ công ty anh cũng được mà hoác khải phì cười Nói cô chủ của quốc tế đường thị chạy đến chỗ tôi làm việc, còn bị phóng viên suốt ngày chụp lại. Dạo này tôi bận lắm, đợi hết bận rồi tôi lại đưa cô đi tìm Hot Sai Minh chơi. Công ty kỹ thuật VA của cậu ta chắc sẽ thỏa mãn cảm giác trải nghiệm điều mới mẻ của cô đấy đấy. Thế chúng ta đã hẹn sẵn rồi nhé. Không được nuốt lời đâu đấy, Đường Trọng Vi vui vẻ nói. Đi đâu chơi hay chơi cái gì cũng không quan trọng, quan trọng nhất là ở cùng với người đàn ông này, làm cô cảm thấy rất thoải mái giống như lúc đó cô ở nhà họ hoắc, chỉ đứng xa xa mà nhìn ai đó, cũng sẽ cảm thấy thoải mái trong lòng. Cho dù cô không nói gì, không nắm tay, cũng cảm thấy thỏa mãn. Đường Trọng Vi đưa mắt nhìn Hoắc Khải rời đi, trở về nhà mà lòng thấy mất mát. Đường Quốc Diệu đang ngồi trên ghế sofa đọc báo, thấy cô như vậy bèn hỏi, sao nào, không nỡ xa cậu trai đó à? Làm gì có, đường Trọng Vi đỏ mặt, viện cứ nói, chỉ là con cảm thấy chán quá thôi, muốn tìm người bầu bạn ấy mà. Bao nhiêu người bầu bạn con như thế, nhưng chỉ có cậu trai đó là có tác dụng. Bố, Đường Trọng Vi núng nịu ngắt lời. Được rồi được rồi, không trêu con nữa, Đường Quốc Diệu bỏ tờ báo xuống, nói rất nghiêm túc, con kết bạn thì bố không cản, nhưng phải biết chừng mực, hiểu chưa? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 471, biến động bất ngờ. Con có chỗ nào không có chừng mực đâu ạ? À? Đường Trọng Vi giả vờ không hiểu, đáp cậu ta là người đã có vợ rồi không nói cậu ta có thể ly hôn vì con hay không nhưng thật sự nếu có thì sao có thể yêu người này chứ hôm nay cậu ta sẽ ly hôn để lấy con ngày mai cậu ta cũng có thể làm vậy với người khác con gái con bố bố nói đi đâu thế đường trọng vi mặt đỏ gay cắt đứt lời của đường quốc diệu con với anh lý chỉ là bạn bè thôi không như bố nghĩ đâu nói thì vậy nhưng trong lòng đường trọng vi lại không dễ chịu chút nào đúng vậy anh ấy đã có vợ rồi sao có thể có khả năng với mình được thấy sự khác lạ của con gái đường quốc diệu không nói tiếp nữa có những chuyện nên biết điểm dừng nói nhiều sẽ bị phản tác dụng mà mặt khác sau khi hoác khải đã về hy vọng mới thì lập tức làm theo hợp đồng mà quốc tế đường thị đưa ra bảo phòng pháp chế tiến hành nghiên cứu và thảo luận mặc dù anh cũng hiểu biết về pháp luật nhưng tinh lực cá nhân có hạn khó tránh khỏi sai sót càng là chuyện quan trọng thì càng phải cẩn thận sau khi giao cho Ninh Thần xử lý việc này thì Hoắc Khải lại đi đến công ty tiếp theo mà không nghỉ ngơi. Một tuần sau sẽ bắt đầu công bố thông tin truyền thông, công ty hy vọng mới thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược với các công ty quy mô lớn như Quốc tế Đường Thị. Mà hạng mục bọn họ hợp tác chẳng phải là ngành giảm cân mà hy vọng mới chuyên làm, mà lại là kỹ thuật VR khiến người ta bất ngờ. Hơn nữa kỹ thuật này còn bắt nguồn từ công ty chi nhánh tại nước ngoài của nhà họ Hoắc. Hoắc Khải đã cố ý cho người tiết lộ tư liệu về kỹ thuật VR ra ngoài. Thứ khiến mọi người dễ nảy sinh lòng hứng thú này đã nhanh chóng chuyển ra khắp giới thương nghiệp. Có cơ sở kỹ thuật, lại có quốc tế đường thị trấn áp, dĩ nhiên là thu hút được nhiều sự chú ý rồi. Rất nhiều người đều đến hy vọng mới nghe ngóng xem có phải thật hay không. Ninh thần không phủ nhận chuyện này, nhưng cũng không nói chi tiết và bảo đây là cơ mật của công ty, không thể tiết lộ. Lúc này, Mọi người mới nhận ra Hy vọng mới không phải là một công ty niêm yết trên thị trường. Cho dù có chọn hợp tác lại thì cũng có thể chọn cách không thông báo cho ai biết, vì họ có quyền. Nhưng Quốc tế Đường thị thì lại thông báo chi tiết về nội dung và tương lai của việc hợp tác. Có Quốc tế Đường thị làm chỗ dựa, sức ảnh hưởng của Hy vọng mới tăng vọt trong thời gian ngắn. Lúc trước người ta chỉ coi đây là công ty giảm cân, nhưng giờ họ mới phát hiện, công ty này còn lấn sân sang ngành VIA hai ngành nghề này nghe qua thì chẳng hợp nhau chút nào nhưng hy vọng mới lại kết hợp lại vào một khiến người ta thấy được thực lực và dã tâm của họ từ lực phàm cũng rất hứng thú với việc này số lần anh ta đến công ty lại càng nhiều hơn hoác khải và ninh thần cũng rất thân thiện với người này anh ta đến thì bọn họ sẽ mời cơm còn muốn xem tình hình công ty thì mời tự nhiên dù sao anh ta cũng chẳng xem được chuyện cơ mật mà chỉ thấy được mấy thứ bình thường mối quan hệ của từ lực phàm với phan tư mễ vẫn luôn mập mờ nói là người yêu thì không quá thân mật nhiều nhất cũng chỉ nắm tay hay ôm trước mặt hoác khải đến hôn còn chưa nhưng nói không phải thì cũng không đúng vì bọn họ vẫn luôn tự thừa nhận mối quan hệ này thậm chí phan tư mễ còn tâm sự với ninh thần rằng sẽ đính hôn với từ lực phàm tin tức này khiến ninh thần rất kinh ngạc mặc dù phan tư mễ và từ lực phàm đã quen biết từ lâu nhưng thời gian chính thức tiếp xúc không dài Hai người liệu có hợp tính hay không cũng không ai biết. Mới vậy mà đã đính hôn, nhớ sau này nhận ra anh ta không phải hình mẫu lý tưởng thì làm sao bây giờ? Anh ấy vốn dĩ chẳng phải hình mẫu lý tưởng của tớ, nhưng hình mẫu của tớ đã bị người ta lấy mất rồi, nên đành lùi bước về sau mà chọn cái khác thôi, Phan Tư Mễ nói. Ninh Thần im lặng, cô biết Phan Tư Mễ đang nói đến ai, nhưng không thể trả lời câu này được. Phan Tư Mễ đã quyết định thì cô cũng không nói gì nữa mà Phan Tư Mễ nói cho Ninh Thần chuyện đính hôn là vì muốn có thể mượn lời của Ninh Thần để Hoác Khải biết được. Nhưng điều khiến cô ta thất vọng chính là Hoác Khải chẳng đến để khuyên cô ta như lần trước nữa mà lại im hơi lặng tiếng như kiểu là chẳng biết thông tin gì. Theo như Ninh Thần nói thì Hoác Khải bận rộn công việc, nhưng Phan Tư Mễ biết thừa là người đàn ông này chẳng coi cô ta ra gì. Chuyện này khiến cô ta oán hận không thôi, Phan Tư Mễ cắn răng, dứt khoát làm luôn nghi thức đính hôn với từ lực phàm. Ngày đính hôn, Phan Tư Mễ sống chết bắt Ninh Thần kéo Hoắc Khải đến, cô ta muốn người đàn ông này tận mắt chứng kiến mọi thứ. Hoắc Khải cũng không làm cô ta thất vọng, đến tham dự buổi lễ đính hôn. Nhưng nhìn anh bình thản vô cùng, động thái đó khiến Phan Tư Mễ hận đến mức nghiến răng ken két. Nữ thần trong mắt người khác lại chẳng đáng một xu trong mắt Hoắc Khải. Chẳng lẽ tất cả phụ nữ trên đời đều không xinh đẹp bằng Ninh Thần hay sao? Anh Lý, cô Ninh Hoan nghênh hai người tham dự lễ đính hôn của chúng tôi, Từ Lực Phàm ôm Phan Tư Mễ, cười ha hả bước qua. Cả bàn này hầu hết đều là bạn cũ năm xưa, bao gồm cả Cơ Hương Ngưng. Qua một thời gian dài, dưới sự giải thích tận tình của Ninh Thần, mối quan hệ của Cơ Hương Ngưng và Phan Tư Mễ đã tốt đẹp hơn rất nhiều. Có lẽ là không thể thân thiết như hồi đại học được nữa, nhưng ít nhất thì Cơ Hương Ngưng đến tham gia lễ đính hôn cũng là tốt lắm rồi. Chúc mừng anh Từ Bác sĩ Phan là một cô gái rất tốt, mong anh sẽ không cô phụ cô ấy, nếu không anh sẽ có kết cục rất thảm đấy, Hoắc Khải mỉm cười đáp. Anh biết Từ Lực Phàm đang lợi dụng mối quan hệ của Phan Tư Mễ để tiếp cận bản thân, kể cả đính hôn cũng là một loại lợi dụng, tuy nói đôi vợ chồng này vốn dĩ đã là lợi dụng lẫn nhau để đạt được mục đích, nhưng nói ra thì Hoắc Khải vẫn nghiêng về phía Phan Tư Mễ hơn. Nếu Từ Lực Phàm đối xử tệ với Phan Tư Mễ thì sau khi đối phó với thế lực đó xong, Hoắc Khải sẽ khiến người đàn ông này biết cái gì là sự tàn khốc của xã hội. Từ lực phàm không hiểu rõ tầng ý nghĩa khác của câu nói này, vì anh ta không biết mục đích của bản thân đã bị xem thấu, thế nên chỉ cười khà khà và trả lời, vậy chắc anh không có cơ hội đó đâu, tình cảm của tôi với tư mễ rất tốt, phải không, bà xã? Eo ơi, chưa gì đã gọi nhau là bà xã rồi, xến quá đi mất, có bạn đại học ôm tay dùng mình, giả vờ sợ hãi để trêu đùa. Phan Tư Mễ cười híp mắt nhìn Hoắc Khải nói: Anh Lý đe dọa chồng tương lai của tôi như vậy thì có hơi quá không? Tôi có phải là gì của anh đâu chứ? Cho dù có thật sự xử lý gì đó thì cũng chẳng đến lượt anh Thần. Cậu thấy đúng không? Các bạn học khác thì hiểu là Phan Tư Mễ nói rằng có Ninh Thần giúp đỡ rồi thì sao đến lượt Hoắc Khải? Nhưng Ninh Thần có thể nhận ra được sự không tự nhiên trong lời nói của Phan Tư Mễ. Đính hôn không phải điều cô ta mong muốn mà chỉ là hành vi phi lý trí xuất phát từ chấp niệm trong lòng. Cô đã từng khuyên Phan Tư Mễ nhưng lại không có tác dụng, chỉ đành mặc kệ. Giờ đây, hai người đã hoàn thành nghi thức đính hôn. Có câu, thả phá 10 ngôi miếu còn hơn làm hỏng một cuộc hôn nhân. Người ta đã thiết lập mối quan hệ rồi, chưa biết tương lai sau này sẽ ra sao, ninh thần cũng không thể nói gì hơn được nữa, chỉ đành cười nói, làm gì mà công bằng ở đây. Tớ lại mong hai cậu có thể hạnh phúc, hòa hợp bên nhau cả đời đấy phan tư mế cười sau đó nhìn sang cơ hương ngưng hương ngưng cảm ơn cậu đã đến đừng khách sáo việc nên làm mà cơ hương ngưng bình thản đáp cô ấy vốn đã mang tính cách lạnh lùng nên ai cũng biết mà cơ hương ngưng giờ đã là thành viên thuộc hàng thừa kế thứ hai lại cũng vì công ty hy vọng mới của hoác khải có danh tiếng rộng mở nên người của nhà họ cơ đang thương lượng có nên để cơ hương ngưng nói với hoác khải cho nhà họ cơ gia nhập vào mối quan hệ liên minh chiến lược trong ngành va hay không ai cũng thấy được cái lợi của nó, người như cơ chấn hùng đương nhiên cũng không muốn bỏ qua. Nhưng cơ hương ngưng đã nói rất rõ ràng, cô ấy có thể đi tìm hoắc khải, nhưng tiền đề là bản thân phải được thăng lên hàng thừa kế thứ nhất, và được đảm nhận việc trong hội đồng quản trị. Nếu không thì đừng có bàn bạc gì nữa. Giờ đây, cơ hương ngưng đã không còn là cô gái trẻ không đối phó nổi cơ xương minh như xưa nữa rồi. Sau hai năm rèn luyện, cộng thêm sự truyền dạy của hoắc khải, cô ấy đã có thể tốt nghiệp trong một vài phương diện rồi. Ví dụ như lần này, không cần Hoác Khải nói thì cô ấy cũng biết nên làm gì để nâng cao giá trị bản thân. chương 472, tìm tới cửa. Cơ hương ngưng không thôi thúc đám bô lão trong gia tộc quyết định, cô ấy cứ bình tĩnh như Thái Sơn, lấy bất biến ứng vạn biến. Tóm lại là các ông không đồng ý thì tôi sẽ không đi tìm hy vọng mới hợp tác không phải nhà họ cơ chưa nghĩ đến việc bỏ qua cơ hương ngưng và đàm phán luôn với Hoắc Khải. Nhưng Hoắc Khải vốn dĩ đã muốn cho cơ hương ngưng nắm quyền quản lý của nhà họ cơ, nên sao có thể đồng ý với họ được. Anh không đồng ý, ninh thần sẽ càng không đáp ứng. Còn những người khác thì lại chẳng có quyền lực gì trong hy vọng mới. Thật ra thì nhà họ cơ chắc chắn có thể lên được con thuyền mà Hoắc Khải đang vận hành, nếu không thì việc khổ cực tạo thanh thế cho cơ hương ngưng sẽ chẳng có ý nghĩa gì nữa nhưng người nhà họ cơ không biết vậy, bọn họ chỉ đang muốn nhanh chóng kéo gần quan hệ với hy vọng mới. Mà đã thấy được điểm này rồi thì Hoắc Khải sao có thể không biết đường lợi dụng. Anh và cơ hương ngưng tính ra cũng là một cặp bài trùng trong phương diện này. Mà hôm nay, tại bàn bạn học, ngoài ninh thần ra thì cơ hương ngưng có địa vị cao nhất. Tất cả mọi người lúc trước đều hâm mộ bối cảnh của cơ hương ngưng. Bọn họ không ngờ rằng ninh thần luôn luôn ngây thơ thuần khiết lại có thể đứng ở vị trí ngang bằng cơ hương ngưng. Hơn nữa, vị trí này còn do người chồng không có tài năng gì của cô đưa cho. Nói đến Hoắc Khải, có rất nhiều người cho đến giờ vẫn còn thấy không hiểu. Một tên ăn tàn phá hại vậy mà lại là con hoang của nhà họ Lý, hơn nữa còn sáng lập ra một công ty lớn như thế. Phần lớn đều cho rằng anh đang dựa vào mối quan hệ của nhà họ Lý, nhưng chỉ có vài người là biết được người đàn ông này giỏi cỡ nào. Phan Tư Mễ không dừng lại ở bàn bạn học lâu, có rất nhiều người đến tham gia lễ đính hôn cần phải đi chào hỏi từng bàn một. Chờ cô ta và từ lực phàm rời đi, cơ hương ngưng vội vàng kéo hoắc khải, thấp giọng hỏi anh với Phan Tư Mễ làm sao thế? Mặc dù chuyện Phan Tư Mễ thích hoắc khải chỉ có ninh thần biết, nhưng bây giờ ánh mắt của cơ hương ngưng đã rất tinh tường, nhìn ra được sự bất thường của hai người họ. Nói chính xác là sự bất thường của Phan Tư Mễ. Hoắc Khải thì vẫn tỏ vẻ điềm đạm từ đầu đến cuối, chẳng có gì để nói. Hoắc Khải lắc đầu trả lời, không sao hết. Đây rõ ràng là một câu trả lời lấy lệ, nhưng Cơ Hương ngưng biết tính Hoắc Khải. Nếu anh đã không muốn nói thì hỏi có bao nhiêu lần cũng thế, cho nên cô ấy không hỏi nữa. Nhưng sâu trong nội tâm cô ấy có cảm giác được Phan Tư Mễ khác lạ như vậy là vì có cùng nỗi khổ với bản thân mình. Cho đến giờ, cô ấy không thể không thừa nhận là bản thân đã nảy sinh sự dựa dẫm nghiêm trọng vào người đàn ông này. Loại dựa dẫm này thậm chí còn ảnh hưởng đến tư duy của cô ấy thường ngày. Lúc nào hình bóng của hót khải cũng ở trong đầu cô ấy, đuổi mãi không tan. Những suy nghĩ này bị cơ hương ngưng cực lực đè nén vào sâu trong tim, không nói cho bất kỳ ai biết. Cô ấy không như Phan Tư Mễ, nói hết mọi chuyện ra trước mặt, cho dù có phải mất lòng nhau. Với cơ hương ngưng, tôn nghiêm lớn hơn tất cả, đây cũng là lý do vì sao cô ấy chưa bao giờ giải thích bất kỳ điều gì sau khi bị Phan Tư Mễ hiểu lầm cậu tin hay không thì tùy, dù sao tôi cũng không hổ thẹn. Bên này, còn chưa ăn xong thì giản tư tư đã gọi điện thoại tới, giọng nói vô cùng hoảng loạn, tổng giám đốc ninh, hỏng rồi, nhà họ hoác đột nhiên cho người đến đòi kiện chúng ta. Nhà họ hoác, sao lại kiện, ninh thần khó hiểu hỏi lại. Là vì vấn đề tiêu thụ nhà máy điện tử lần trước ấy, nhà họ hoác nói chúng ta chào hàng với quốc tế đường thị, vi phạm hợp đồng với bọn họ. Cho nên, Bọn họ muốn chúng ta dừng hành vi vi phạm bản quyền này ngay lập tức và bồi thường một số tiền lớn cho nhà họ Hóc, giản tư tư giải thích. Ninh Thần cũng biết nhà máy điện tử của Miêu Nhất Khoa. Lần trước Hoắc Khải và Cơ Hương Ngưng đã đến quốc tế đường thị và đàm phán hợp tác thành công. Nhưng vấn đề là cho dù nhà họ Hóc muốn làm phiền thì cũng phải tìm Cơ Hương Ngưng chứ, sao lại chạy tới hy vọng mới làm gì? Ninh Thần lập tức kéo Hoắc Khải và nói chuyện này cho anh biết sau khi hoắc khải nghe xong thì hơi suy tư một chút bọn họ có lẽ đã tra thông tin của anh và tìm được đến hy vọng mới nhưng mấy người này rõ ràng là muốn đến đối đầu với anh vi phạm bản quyền cái gì chứ cũng chỉ là cái cớ bọn họ biết nhà họ cơ hợp tác với quốc tế đường thị không làm ăn được gì cho nên mới đến làm phiền chúng ta để gây áp lực cho nhà họ cơ bởi vì anh là người đại diện pháp chế của hy vọng mới bọn họ xử hy vọng mới cũng là muốn xử lý anh nếu anh lo lắng thì sẽ đi ép nhà họ cơ từ bỏ hợp tác. Thế thì thật vô lý quá, cho dù anh là đại diện pháp chế của công ty thì hợp đồng đó đâu liên quan gì đến chúng ta, Ninh Thần bất mãn nói. Hoác Khải không cười nữa, đối với loại gia tộc lớn như nhà họ Hoác, có lý hay không phải dựa vào họ. Đối phó với một công ty nhỏ thì không cần lý lẽ, chỉ cần tìm một lý do nho nhỏ là đủ để làm ầm lên rồi. Nhà họ Hoác đã tới thì cũng không thể tiếp tục ăn cơm nữa cho dù hoác khải có mạnh mẽ đến cỡ nào thì vẫn phải cẩn thận khi đối phó với nhà họ hoác dù sao anh cũng xuất thân từ gia tộc này nên anh biết nhà họ hoác có năng lượng lớn cỡ nào cơ hương ngưng nghe nói xong thì cũng muốn đi cùng bọn họ xem có giúp được gì không hoác khải lại không cho cô ấy đi cùng mà bảo cô ấy về tỏa trấn ở nhà họ cơ nhà họ hoác đã tìm đến hy vọng mới thì ai mà biết được bọn họ nhất định sẽ kiêng kỳ quốc tế đường thị mà không động đến nhà họ cơ chứ một khi nhà họ hoác ra tay với nhà họ cơ thì đám người cơ chấn hùng cũng không cản nổi. Bọn họ không có gan như vậy, cả nhà họ cơ chỉ có cơ hương ngưng là có thể. Cơ hương ngưng biết mọi chuyện cấp bách nên cũng không dây dưa lâu mà về nhà họ cơ luôn. Còn hoác khải và ninh thần thì về trụ sở hy vọng mới. Khi từ lực phàm và phan tư mễ đi một vòng về, phát hiện ba người đã đi đâu mất. Hỏi ra mới biết được là bọn họ có việc nên đã đi trước rồi chuyện này làm cho phan tư mễ hận đến nghiến răng nghiến lợi ngày tôi đính hôn anh không ừ hử gì thì thôi lại còn không từ mà biệt đúng là không coi tôi ra gì mà cùng lúc đó từ lực phàm cũng nhận được một cú điện thoại sau khi nghe xong từ lực phàm gật đầu nói vâng tôi hiểu tôi sẽ đi ngay nói rồi anh ta quay sang bảo phan tư mễ công ty của lý phong hình như gặp chút chuyện để anh qua đó xem có giúp đỡ được gì không em ở đây lo liệu nhé nói xong anh ta cũng đi luôn điều này lại càng khiến phan tư mễ lúng túng hơn không thể cười nổi nửa tiếng sau hoác khải và ninh thần đã có mặt tại trụ sở của hy vọng mới vừa vào công ty thì giản tư tư đã vội vàng tới đón vừa đi vừa nói người nhà họ hoác khí thế kinh lắm bên phòng pháp chế đang kéo dài thời gian với bọn họ không sao không cần lo lắng bọn họ chỉ đến hù dọa mà thôi chứ không làm gì được chúng ta đâu hoác khải cười an ủi nghe hoác khải nói vậy sắc mặt giản tư tư mới dễ chịu hơn một chút nhưng vẫn không kìm được tại sao nhà họ hoác lại đến tìm chúng ta vậy hợp tác với nhà máy điện tử là của nhà họ cơ mà liên quan gì chúng ta chính là vì không liên quan nên mới không phải sợ đó hoác khải đáp mấy phút sau bọn họ đi vào phòng họp bên trong phòng họp người của phòng pháp chế đang ngồi một bên nỗ lực giải thích gì đó với người bên đối diện mà mấy người bên kia lại tỏ vẻ không chút quan tâm, chẳng để ý họ đang nói gì. Hoắc Khải đi vào đã lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Người của phòng pháp chế vội vàng đứng dậy chào, chào tổng giám đốc Ninh và xếp ạ. À. Cách bọn họ gọi Hoắc Khải hoàn toàn là học từ đám giản tư tư. Công ty không có hội đồng quản trị cho nên vị trí cao nhất là tổng giám đốc Ninh thần, mà Hoắc Khải là đại diện pháp chế của công ty nên không thể gọi gì khác ngoài xếp. Lâu dần cũng thành quen. Hoắc Khải nhìn mấy người đang không có ý định đứng dậy kia, nói với nhân viên pháp chế, việc ở đây cứ để cho tôi, mọi người đi nghỉ ngơi đi. Người của phòng pháp chế nhìn anh rồi lại nhìn ninh thần, tỏ vẻ do dự. Không phải bọn họ không muốn nghe lời Hoắc Khải mà là cảm thấy người nhà họ Hoắc đến đây gây chuyện. Nếu không có luật sư ở đây thì sẽ dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mà ninh thần thì cực kỳ tín nhiệm Hoắc Khải cho nên nói với bọn họ, anh ấy bảo mọi người nghỉ ngơi thì cứ đi đi, không sao đâu. Cô đã nói rồi thì người của phòng pháp chế cũng không thể làm trái ý họ nữa, bèn rời khỏi phòng họp. Chương 473, mạnh mẽ. Hoắc Khải bước đến, ngồi xuống ghế bên cạnh bàn họp, sau đó ngước mắt lên nhìn mấy người đối diện. Anh cứ nhìn như vậy, hoàn toàn không có ý muốn mở miệng trước. Hoắc Khải không nói chuyện, Ninh Thần cũng không lên tiếng, còn các quản lý khác của công ty đương nhiên cũng duy trì im lặng. Lời giải thích kiên nhẫn của phòng pháp chế trái ngược hẳn với sự im lặng lúc này người của công ty hy vọng mới còn đỡ, vốn bọn họ cũng không biết nên nói gì, nên nếu phải giữ im lặng hay gì thì cũng dễ thích ứng. Nhưng người của nhà họ hoác lại không suy nghĩ như vậy. Bọn họ cứ tưởng sau khi mấy người hoác khải đến thì nên mở miệng trước để nói gì đó, cho dù không hoang mang lo sợ thì ít nhất cũng nên hỏi xem có chuyện gì chứ. Nhưng hoác khải cứ nhìn bọn họ như vậy, ánh mắt sắc bén vô cùng, làm họ tự dưng có cảm giác mình giống như một đứa trẻ vừa phạm lỗi, đang đợi bị người lớn trách phạt lần này người nhà họ Hoắc có hai anh em Hoắc Thanh Vân và Hoắc Lập Quần đến. Lần trước hai người đã chịu thiệt ở công ty của Miêu Nhất Khoa, nên vẫn luôn muốn báo thù Hoắc Khải. Nhưng đáng tiếc là Hoắc Khải lại kịp thời tìm được quốc tế đường thị làm chỗ dựa, khiến nhà họ Hoắc phải kiêng rẻ vô cùng. Nhưng Hoắc Khải để quốc tế đường thị cùng tham gia kinh doanh nhà máy điện tử, đồng nghĩa với việc tát một cái vào mặt nhà họ Hoắc, khiến người ta khó mà nhịn được cộng thêm việc tiềm lực phát triển vô cùng lớn của công ty hy vọng mới khiến người nhà họ hoác thấy mà thèm, thì sau một hồi thảo luận, cuối cùng quyết định để hai anh em này đến đây một chuyến để hù dọa hoác khải, xem có chiếm được cái lợi gì không. Đương nhiên, hù dọa cũng không thể chỉ dựa vào mồm miệng, với thực lực của nhà họ hoác mà muốn đối phó với hy vọng mới thì không thiếu cách. Khi áp lực hình thành từ sự im lặng đã tích lũy đến một mức khiến người ta không thể chịu nổi nữa, cuối cùng hai anh em Hoác Thanh Vân và Hoác Lập Quần đã không nhịn nổi, Bọn họ rất không thích bầu không khí như thế này, rõ ràng là họ đến gây chuyện, sao lại làm như mình bị người ta bắt nạt vậy. Hoác Thanh Vân mở miệng trước, trầm giọng nói ai là người phụ trách của công ty mấy người, lập tức ra nói rõ với nhà họ Hoác chúng tôi, nếu không, nhà họ Hoác trước nay đều không nể nang gì những người đối địch với lợi ích của mình đâu. Vừa bắt đầu đã nói những câu có tính áp chế, khiến ninh thần cũng có đôi chút căng thẳng, cho dù biết những chuyện này không liên quan đến mình, nhưng ngồi đối diện là người của nhà họ hoắc đó. Đấy là một gia tộc lớn có giá trị tài sản lên đến trăm tỷ tệ, trước mặt họ, hy vọng mới yếu ớt như một đứa trẻ vậy. Lúc này hoắc Khải nói, nhà họ hoắc có thể không nể nang, nhưng hy vọng mới chúng tôi cũng không phải là quả hồng mềm, ai muốn bóp nặn sao cũng được. Nếu nhà họ hoắc muốn lạm dụng mấy thủ đoạn hạ đẳng để đạt được điều gì đó, thì mấy người sẽ phải thất vọng thôi. Anh nói ai hạ đẳng đấy, hoắc Thanh Vân đập bàn đứng dậy. Ý của sếp chúng tôi là, giản tư tư vô thức muốn giải thích điều gì, nhưng lại bị Hoác Khải giơ tay ngăn lại. Anh thản nhiên nói với Hoác Thanh Vân dường như đang tức giận bừng bừng kia, tôi đã nghe người ta nói rồi, mấy người muốn theo đuổi hợp tác giữa nhà máy điện tử và quốc tế đường thị. Trước tiên nhà máy điện tử là của Miêu Nhất Khoa, thứ hai vụ làm ăn này là của nhà họ cơ, cho nên mấy người không đi tìm hai bên đó mà lại chạy tới hy vọng mới diếu võ dương oai, tôi có thể hiểu rằng nhà họ Hoác đang thượng đội hạ đạp không. Lẽ nào bọn tôi chính là quả hồng mềm sao? Mấy người muốn dọa ai thì cứ nói đi, tôi nghe là được rồi. Còn nếu không có việc gì khác để làm thì có thể rời đi được rồi, dù sao thì thời gian của mọi người cũng rất quý báu. Thái độ chống đối của Hoác Khải khiến người bên nhà họ Hoác tức xanh mặt, cũng làm người bên hy vọng mới tim đập thình thịch. Người có thể ngồi ở đây đều là quản lý cấp cao của công ty, đã theo Hoác Khải rất lâu rồi, nhưng đến tận lúc này họ mới nhận ra, sếp của mình thật sự rất cá tính đối với sự tồn tại giống như nhà họ hoác đây mà còn dám nói thẳng như vậy thì còn việc gì anh không dám làm tuy rằng cảm thấy như vậy có thể sẽ chọc giận nhà họ hoác nhưng họ không thể không thừa nhận rằng có người xếp như vậy quả thật rất đã chí ít thì cũng không sợ bị người khác bắt nạt còn phải nhún nhường rồi làm người ấy mà ai chẳng muốn ưỡn thẳng ngược ra mà sống cho dù làm đúng hay sai cũng không muốn cúi đầu suy nghĩ như vậy khiến họ nhanh chóng nảy sinh tư tưởng cùng căm thù địch Lúc nhìn người nhà họ Hoắc lần nữa thì ánh mắt đã dần trở nên sắc bén. Muốn gây rắc rối cho hy vọng mới chúng tôi, cho dù có là nhà họ Hoắc thì đã sao? Chúng tôi chẳng sợ ai hết. Người nhà họ Hoắc cũng cảm nhận được điều này, bọn họ có chút hoang mang. Lúc nãy mấy quản lý cấp cao đối với bọn họ đều là thái độ sợ hãi đầy kính nể đối với một gia tộc lớn, nhưng bây giờ dường như mấy người này đã biến thành con người khác, ai nấy cũng dũng cảm vô cùng ánh mắt này nếu để người không biết chuyện nhìn thấy có khi còn tưởng họ là công ty cùng cấp bậc. Sự thay đổi này khiến họ cảm thấy không thoải mái. Hoác lập quần cũng đứng lên, hai tay chống xuống mặt bàn, hơi hướng thân mình về phía trước. Đây là một tư thế mang theo tính áp bức, hoác lập quần đã quen dùng cách này để tạo áp lực tâm lý cho người khác. Có thể anh nói không sai, nhưng anh là người đại diện pháp lý cho công ty. Thế nào gọi là đại diện? chính là công ty phải chịu trách nhiệm gánh vác mọi hậu quả mà anh làm. Đừng có nói nhà họ cơ hay gì, tôi chỉ biết, chuyện này xuất phát từ anh thì anh phải chịu trách nhiệm giải quyết. Nếu không giải quyết được thì nhà họ hót chúng tôi sẽ dốc toàn lực để đối phó với hy vọng mới. Cho dù bị người ta nói là bắt nạt người khác thì đã sao, một công ty có giá trị sản lượng 1 năm đạt 1 tỷ, giá trị ước tính 5 tỷ, trong mắt nhà họ hót chúng tôi còn chẳng bằng một công ty chi nhánh. Muốn diệt mấy người, dễ như trở bàn tay mấy năm nay những công ty nhỏ bị chúng tôi đánh bại nhiều vô số kể trong số họ cũng có rất nhiều người không biết trời cao đất dày như anh đấy lời của hoắc lập quần khiến người của hy vọng mới đều tức giận vô cùng hy vọng mới giờ đã được rất nhiều người tôn trọng được tôn vinh là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực giảm béo biết bao nhiêu công ty tranh giành muốn hợp tác cùng cho dù không hợp tác thì thấy bọn họ cũng đều phải tỏ ra khách sáo nào có giống như nhà họ hoắc vừa mới bắt đầu đã xem thường các kiểu làm như hy vọng mới của bọn họ thật sự chẳng đáng là gì vậy. Hoắc Khải biết Hoắc Lập Quần nói vậy là để dễ dàng áp chế đối thủ hơn. Đầu tiên là hạ thấp địa vị của anh, rồi nâng cao địa vị của nhà họ Hoắc, lâu dần cứ như vậy, khiến cho khoảng cách giữa hai bên càng lớn, tạo thành một loại ám thị tâm lý cho người khác. Nhiều người gặp phải tình huống như vậy đều vì tức giận mà quên đi mất việc mình nên làm là gì. Nhưng Hoắc Khải không như vậy, anh bình tĩnh vô cùng cho dù hoác lập quần có nói gì cũng đều không ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Bây giờ cũng vậy, anh đứng lên, nói với hoác lập quần, không vừa ý thì nói nửa câu cũng là thừa. Nếu nhà họ hoác muốn gây rắc rối thì cứ việc, còn nếu mấy người chỉ muốn đến khua môi múa mép thì chúng tôi còn nhiều việc khác phải làm lắm, không có thời gian mà dây dưa ở đây đâu. Từ tư, không cần quan tâm mấy người này, có việc gì thì làm việc nấy đi. Nói xong, Hoác Khải đi thẳng ra khỏi phòng họp sự rời đi dứt khoát của anh khiến người nhà họ hoắc ngây hết cả ra còn mấy người ninh thần giản tư tư thấy anh đi rồi còn có thể làm gì nữa đương nhiên là cũng rời đi theo lúc bọn họ rời đi thậm chí còn không thèm nhìn lại người nhà họ hoắc quả thật là khác xa thái độ cung kính kính nể lúc trước một trời một vực hoắc lập quần thấy người của hy vọng mới lũ lượt rời đi tức đến tái xanh mặt mấy người này rốt cuộc có lai lịch như thế nào rõ ràng là kém xa nhà họ hoắc tại sao lại không sợ bọn họ chút nào lúc ở nhà máy điện tử của miêu nhất khoa hoắc khải là đại diện đàm phán thì nói chuyện mạnh miệng cũng là điều dễ hiểu nhưng lần này là người nhà họ hoắc đến gây chuyện tại sao anh vẫn lấn lướt như vậy lẽ nào tên này vẫn luôn chẳng coi nhà họ hoắc ra gì làm sao có thể chứ tính cách có mạnh mẽ đến thế nào đi chăng nữa cũng nên hiểu rằng chứng không thể chọi đá Hoắc Thanh Vân mặt nặng như chỉ nhìn Hoắc Lập Quần ra ý hỏi. Hoắc Lập Quần nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt u ám nói, nếu họ đã không biết điều thì cứ làm theo kế hoạch. Được, Hoắc Thanh Vân gật đầu đáp. Sau đó người nhà họ Hoắc cũng rời khỏi phòng họp. Khi nghe nói người nhà họ Hoắc đã rời đi, những quản lý cấp cao đang tụ tập trong văn phòng cũng đều thở phào một hơi. Nhưng sau đó người có tâm tư tinh tế như giản tư tư lại không kìm được lo lắng mà nhìn Hoắc Khải hỏi sếp ơi như vậy sẽ không đắc tội nhà họ hóc quá chứ cho dù lúc ban đầu họ không có lý do thì giờ cũng bị chọc tức sau này đến gây sự với chúng ta cũng rất bình thường một công ty gia đình quy mô lớn mà muốn quyết tâm gây sự với anh thì cũng rất đáng sợ cuộc chiến trên thương trường không cần quá nhiều lý do người ta giỏi hơn anh muốn đối phó anh thì chỉ cần một câu nói mà thôi những ví dụ về việc vì đắc tội mà bị người ta chỉnh cho đến mức phá sản trên thương trường nhiều không kể hết Trước đây hy vọng mới chưa từng gặp phải, bây giờ đã đụng đến rồi. Chương 474, chuẩn bị đầy đủ. Cho dù chúng ta không làm như vậy, thì mọi người cho rằng nhà họ Hót sẽ dễ dàng buông tha cho chúng ta sao? Hay là cho tới tận bây giờ mọi người vẫn chưa hiểu tại sao nhà họ Hót lại đến gây rối cho chúng ta, Hoắc Khải hỏi. Giản Tư Tư và những người khác khó hiểu hỏi, không phải là vì chuyện nhà máy điện tử sao? Tất nhiên là không, Ninh Thần nói, sự hợp tác mới của chúng ta với tập đoàn thương mại quốc tế Đường Thị đã gây nên chấn động trong ngành, nên nhiều công ty đã tích cực tìm kiếm sự hợp tác với chúng ta. Nhà họ Hót chưa bao giờ đến đây vì họ cảm thấy hy vọng mới chỉ là một công ty nhỏ, không xứng đáng để hợp tác với họ. Sau đó, họ muốn gây áp lực để chuẩn bị cho các thương vụ mua lại sau đó. Mua lại? Giám đốc bộ phận quan hệ công chúng kiểu đống lương đứng lên, tức giận nói, vậy thì bọn họ thật quá đáng bọn họ nghĩ chúng ta dễ bị bắt nạt như vậy sao? Đừng cảm thấy tức giận, đây là điều bình thường trên thương trường. Chúng ta rồi cũng sẽ như vậy. Trong tương lai, khi chúng ta thấy một số công ty có tiềm năng hơn, chúng ta sẽ nghĩ đến việc mua lại họ, chỉ có điều mỗi người sẽ sử dụng mỗi phương pháp khác nhau, hoặc khải vẫy tay ra hiệu cho kiểu đống lương đừng kích động. Sau đó nói tiếp, vì vậy, điều quan trọng nhất bây giờ là giữ một tâm trí bình tĩnh và không bị quấy dày bởi chiêu trò của bọn họ. Lúc này, có người tới báo ông chủ xếp ninh người nhà họ hoác đã đi rồi đi rồi sao bọn họ có nói gì không ninh thần hỏi không nói gì nhưng nhìn vẻ mặt của họ có vẻ rất tức giận người này trả lời ninh thần ậm ừ sau đó nhìn hoác khải hỏi bây giờ phải làm gì em không nghĩ bọn họ sẽ từ bỏ chuyện này mà rời đi tất nhiên là họ sẽ không từ bỏ hoác khải nói dựa trên những gì anh biết về nhà họ hoác việc họ đến đây ngày hôm nay chính là một tín hiệu nếu như họ có thể thành công ngay trong hôm nay thì tốt, không cần phải phí sức thêm. Nhưng nếu nói chuyện thất bại thì họ chắc chắn có chuẩn bị kế hoạch B. Và kế hoạch này rất có thể liên quan đến những chiêu trò cạnh tranh ác ý. Vì vậy, ngay từ bây giờ phải yêu cầu toàn thể công ty chuẩn bị đầy đủ. Ngoài ra, để phân xưởng sản xuất làm thêm giờ để tạo ra đủ sản phẩm. Phòng kế hoạch trong vòng 12 giờ phải đưa ra một bộ kế hoạch để thực hiện hoạt động mới, yêu cầu chỉ có một đó chính là thu hút được sự tham gia trên toàn quốc. Sọng điệu và biểu cảm của Hoác Khải rất nghiêm túc. Anh thật sự biết rõ về nhà họ Hoác, gần như có thể đoán được những gì mà hai anh em Hoác Lập Quần và Hoác Thanh Vân sẽ làm. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cái đạo lý này cũng không hoàn toàn đúng đắn. Khi tranh lệch sức mạnh giữa hai bên quá lớn, thì dùng kỹ xảo cũng chẳng có tác dụng gì. Hy vọng mới chỉ giống như một đứa trẻ trước mặt nhà họ Hoác, nếu như không có một sự chuẩn bị tinh thần tốt thì sẽ khó lòng vượt qua được giai đoạn khủng hoảng này. Tất cả mọi người đứng lên, cũng nghiêm túc gật đầu, được. Bây giờ chúng tôi đi chuẩn bị ngay. Khi những người khác rời văn phòng, Hoắc Khải giữ lại ninh thần và giản tư tư, sau đó hỏi còn bao nhiêu tiền trong tài khoản của công ty. Ninh thần nhớ lại một hồi, sau đó trả lời có khoảng 2-300 triệu tệ. Anh cũng biết đó, tuy lợi nhuận lớn nhưng chúng ta đã đầu tư rất nhiều vào nghiên cứu phát triển, cộng với tiền lương nhân sự. Rút hết tiền ra, Hoác Khải cắt ngang lời giải thích của Ninh Thần, hơn nữa, thảo luận với bên ngân hàng để vay thêm ít nhất một tỷ. Hả, tại sao cần nhiều tiền như vậy, Ninh Thần khó hiểu hỏi. Đi mua nguyên liệu sản xuất, từ sản phẩm giảm cân đến đồ uống, tất cả nguyên liệu thô đều phải được mua lại, Hoác Khải nói. Ninh Thần và Giản Tư Tư không hiểu tại sao anh lại muốn mua nhiều nguyên liệu thô như vậy. Cho dù hiện tại công việc kinh doanh tốt đến đâu, chi hơn 1 tỷ đồng cho nguyên liệu thô sẽ sản xuất ra lượng sản phẩm có giá trị ít nhất là gấp đôi. Phải mất bao lâu để thu lại hết 2 3 tỷ tiền sản phẩm chứ? Nhà họ Học bây giờ đã để mắt tới mình, không những không giữ dòng tiền để đề phòng mà còn rút hết tiền và đi vay thêm để làm việc này, đây không phải đang tự đâm đầu vào ngõ cụt sao? Đừng lo lắng, một khi đã bảo mọi người đi làm việc thì tức là anh đã nắm chắc mọi chuyện. Ninh Thần đến ngân hàng, nếu như vay không được thì anh sẽ đi khoản vay tối thiểu là 1 tỷ, hoặc càng nhiều càng tốt, nếu thật sự không được thì có thể thế chấp nhà máy cũng không sao cả, Hoắc Khải tự tin nói, có thể yên tâm rằng cuộc khủng hoảng này cũng chính là cơ hội. Chỉ cần chúng ta sống sót qua cuộc khủng hoảng này, liền có thể khiến giá trị của công ty tăng gấp 10 lần. Khi nghe những lời này, ánh mắt của Ninh Thần và Giản Tư Tư như sáng lên. Họ không hiểu Hoắc Khải sẽ làm gì, nhưng vì Hoắc Khải đã nói chắc chắn như vậy nên họ liền làm theo. Dù sao cho tới nay Họ chưa từng thấy Hoắc Khải mắc phải sai lầm, nên mọi người đều tin tưởng vào anh một cách mù quáng. Là những người thân thiết nhất với Hoắc Khải, Ninh Thần và Giản Tư Tư thậm chí còn tin tưởng nhiều hơn người khác. Sau đó, Hoắc Khải cũng không ở lại công ty. Anh đi tìm Miêu Nhất Khoa, thông qua mạng lưới của ông ta tập hợp hầu hết các nhà cung cấp nguyên liệu trong nước liên quan đến ngành giảm cân để mua nguyên liệu thô từ họ. Nguyên liệu cho sản phẩm giảm cân gồm axit linoleic liên hợp chiết xuất cà phê xanh và chiết xuất lá dây thìa canh. Công nghệ chiết xuất của những thứ này không cao, đầu ra đơn lẻ, các ngành khác ít sử dụng. Vì vậy, những nguyên liệu này trên thị trường luôn có nguồn cung vượt nhu cầu. Bây giờ Hoắc Khải lại đặt đơn hàng 1 tỷ nguyên liệu thô trong một lần, điều này khiến cho các nhà cung cấp nguyên liệu vô cùng vui mừng. Tuy nhiên, Hoắc Khải đã đưa ra một yêu cầu, vì mua quá nhiều nguyên liệu nên anh không có đủ kho để chứa chúng. Do đó, sau khi thanh toán, những nguyên liệu thô này phải được người bán nguyên vật liệu đó giữ trong một thời gian. Ngoài ra, nếu có ai đó muốn mua những nguyên liệu thô này, bọn họ phải giúp anh tiêu thụ và vận chuyển chúng. Các nhà cung cấp nguyên liệu đương nhiên sẽ không từ chối yêu cầu nhỏ này, nguyên liệu thô sẽ không sinh lời nếu chúng được cất giữ trong kho, chỉ có cách bán chúng thì họ mới có thể kiếm tiền. Thậm chí nếu bây giờ Hoắc Khải có muốn mua giá vốn, họ cũng sẽ chẳng chần chừ. Sau khi giải quyết xong chuyện này, Hoắc Khải không ngừng nghỉ, lập tức quay lại công ty, hỏi về việc thảo luận khoản vay. Ninh thần đích thân đến ngân hàng, với danh tiếng của công ty hy vọng mới đúng là không khó để vay mấy trăm triệu tệ. Nhưng nếu muốn vay một tỷ thì phải có tài sản thế chấp. Ninh thần nghiến răng lấy cổ phần tại chi nhánh giáp tử làm tài sản thế chấp, trong mắt nhiều người, đây chính là một hành động biên rồ. Bây giờ định giá của công ty hy vọng mới có thể lên tới 5 tỷ, mà hầu hết tài nguyên được cung cấp bởi chi nhánh giáp tử chi nhánh ất sửu và bính tuất thì vẫn còn sơ khai, ngoại trừ một phần nhỏ lợi nhuận đến từ ngành thực phẩm thì cũng không còn gì đáng kể. Vì vậy, việc thế chấp chi nhánh giáp tử cũng tương đương với việc biến công ty hy vọng mới thành một cái vỏ rỗng. Phía ngân hàng đương nhiên rất vui, vì một công ty được định giá vài tỷ được thế chấp chỉ để vay một tỷ, đúng là lợi nhuận ổn định đối với họ. Ngay cả khi ngân hàng không sản xuất sản phẩm giảm cân, họ cũng có thể bán công ty đó đi trong tương lai. Khoản vay được giải ngân trong ngày, vì ngân hàng cũng có xem xét tới tư cách người thừa kế giáo sư Triệu Vĩnh An của Hoắc Khải, nếu không thì một khoản tiền lớn như vậy thường phải mất ít nhất một tuần để phê duyệt. Đối với các hoạt động tiếp theo, phòng kế hoạch cũng đã đưa ra ba kế hoạch trong một khoảng thời gian rất ngắn. Cuối cùng, sau khi Hoắc Khải xem xét, một bộ kế hoạch đã được chọn. Toàn bộ công ty từ trên xuống dưới, bất kể nhân viên cấp thấp, quản lý cấp trung hay giám đốc điều hành, tất cả đều hết sức bận rộn. Ai cũng biết đây là trận chiến sinh tử, cuộc sống sau này liệu sẽ nở hoa hay bế tắc, tất cả đều dựa vào kết quả của công việc lần này. Thông thường các công ty nhỏ khi phải đối mặt với những đối thủ như nhà họ hoác sẽ cảm thấy rất lung túng. Tuy nhiên, công ty hy vọng mới ngay sau khi xác định được khó khăn và kế hoạch khắc phục đã rất nhanh chóng lấy được sự nhất trí của tất cả mọi người, lòng người bây giờ hưng phấn không thể nào tả nổi. Nhà họ hoác quả thật rất mạnh, nhưng nếu có thể đánh bại một kẻ địch mạnh như vậy, điều đó không phải có nghĩa là mình mạnh hơn hay sao vì vậy bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ nhất có thể muốn giành được thắng lợi trong trận chiến này mọi thứ đang diễn ra một cách hết sức trật tự khi hoác khải đến công ty vào ngày hôm sau giản tư tư ngay lập tức chào hỏi anh và lo lắng nói ông chủ hôm nay ở bên ngoài có rất nhiều tin xấu đừng lo lắng cứ nói từ từ thôi hoác khải nói giản tư tư hít một hơi thật sâu rồi báo cáo tình hình chung chủ yếu là những chủ cửa hàng trên tao bao đột nhiên dương biểu ngữ cạnh tranh với chúng ta sau đó lại còn có rất nhiều cửa hàng nhỏ tự nhiên mọc lên như nấm đều nói rằng họ nhận nguồn hàng từ chúng ta một số khác lại nói họ có sản phẩm chất lượng tương tự chúng ta tất cả thông số kỹ thuật chất liệu và tác dụng của dụng cụ thể thao đều giống nhau nhiều khách hàng đã truy cập vào cửa hàng của họ để mua đồ bộ phận bán hàng nói với tôi rằng chỉ trong một buổi sáng lượng truy cập vào cửa hàng tao bao của chúng ta đã giảm 10%. Chương 475 nguy cơ còn gì nữa không? Hoắc Khải hỏi, giản tư tư sừng sốt, sau đó lo lắng nhảy dựng lên. Ông chủ, anh không nghe rõ sao? Lượng truy cập vào cửa hàng tao bao của chúng ta đã giảm 10%. Chuyện sáng nay đã nghiêm trọng như vậy, anh còn muốn nghe được tin tức nào tệ hơn sao? Hoắc Khải cười nói, không phải là tôi muốn nghe tin xấu hơn. Chỉ là tình huống này đã nằm trong dự đoán của tôi nên không có gì lạ cả. Thật tiếc khi họ không cho tôi thêm bất ngờ nào, xem ra trong 2 năm qua đám người này chẳng có gì tiến bộ. Khi Hoắc Khải còn nắm quyền ở nhà họ Hoắc, hầu hết người nhà họ Hoắc đều sẽ chọn phương thức tương tự để đối phó với đối thủ, đó là bao vây và đàn áp. Thông qua tầm ảnh hưởng của nhà họ Hoắc, một số lượng lớn các sản phẩm cạnh tranh đồng nhất sẽ được tập hợp trong một thời gian ngắn, sau đó nghiền nát đối thủ bằng mức giá thấp và doanh thu cao hầu hết các công ty đều không thể chịu được áp lực như vậy. Một hai ngày thì còn chống chịu được, thậm chí một hai tháng cũng vậy, nhưng cứ nhìn vào sự suy giảm khả năng cạnh tranh nhanh chóng của công ty bởi thị phần liên tục bị cướp lấy bởi những phương cách hèn hạ, nội bộ công ty liền sẽ rơi vào trạng thái rối ren, làm sao công ty có thể ổn định được. Những cửa hàng nhỏ đó đều là do nhà họ hoác đứng sau giật dây chứ không liên quan trực tiếp, nên họ không ngại đối thủ khởi kiện. Có điều, chờ đối thủ kiện xong thì mọi chuyện cũng đã rồi khi đối thủ không thể chịu đựng được nữa, nhà họ Hoác sẽ nhảy ra và bắt đối thủ chấp nhận kế hoạch mua lại của họ, như vậy thì vừa có thể chút bỏ gánh nặng, lại vừa kiếm được một khoản khá. Về giá mua, nhà họ Hoác thường đưa ra một mức giá khá tốt, theo ý của Hoác Khải thì đó là vì anh đã ra tay quá nặng, nên việc trả thêm tiền thuốc men cũng là chuyện bình thường. Không có công ty nào có thể chịu được sự đàn áp đó. Tất nhiên, phương pháp này rất hiệu quả khi đối phó với các công ty nhỏ, nhưng nếu dùng đối phó với các công ty tầm cỡ như đường thị thì vô dụng. Hoác Khải biết rõ nhà họ Hoác, làm sao lại không biết Hoác Thanh Vân và Hoác Lập Quần muốn làm gì, bắt đầu từ ngày hôm qua, anh đã lên kế hoạch xử lý trước một đêm. Chỉ cần có thể thực hiện đúng kế hoạch, phương pháp này của nhà họ Hoác cũng sẽ vô dụng đối với công ty hy vọng mới. Tuy nhiên, giản tư tư không hiểu điều này, cô ấy chỉ biết rằng lợi ích của công ty đã bị ảnh hưởng nên rất lo lắng. Mặc dù Ninh Thần cũng không hiểu rõ suy nghĩ của Hoắc Khải, nhưng nhìn thấy dáng vẻ thoải mái của chồng, cô biết trong lòng anh rất tự tin, liền nói với Giản Tư Tư, "Đừng nóng vội, hãy nhớ rằng, đối thủ của chúng ta rất mạnh. Càng ở trong tình huống khó khăn thì lại càng phải bình tĩnh, nếu không sẽ rơi vào bẫy của bọn họ." Giản Tư Tư hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Đi theo Hoắc Khải và Ninh Thần lâu như vậy, cô ấy cũng đã học được một chút bản lĩnh ít nhất khi gặp khó khăn thì cũng sẽ không dễ dàng mất bình tĩnh như những người khác. Vậy chúng ta có truy tố những người này không? Giản tư tư hỏi, người của phòng pháp chế đang thu thập chứng cứ. Không cần, Hoắc Khải lắc đầu nói, từ hôm nay, ngoại trừ hàng giả chính hãng, những thứ khác có cùng công thức hoặc chỉ bắt trước kiểu dáng đều bỏ qua hết. Họ có thể bán bất cứ thứ gì họ muốn, nhưng hãy phát thông báo rằng chỉ có duy nhất hàng hóa bán trên cửa hàng tao bao của chúng ta là chính hãng. Nhưng lượt truy cập của chúng ta, Doanh thu của tao bao chiếm khoảng 70% lợi nhuận của công ty, điều này là do cách bố trí các đại lý bán lẻ truyền thống trước đây của Ninh Thần đã bắt đầu phát huy vai trò. Nếu không thì ban đầu doanh thu của tao bao chiếm gần như 100% lợi nhuận của công ty. Vì vậy, lượng truy cập giảm 10% cũng tương đương với việc lợi nhuận công ty đã giảm 7%, nếu lượng truy cập giảm 20% thì lợi nhuận của công ty liền giảm 14%. Tính theo lợi nhuận hiện tại của công ty Hy Vọng Mới dù chỉ giảm 10% cũng tức là đã lỗ cả chục triệu. Không cần quan tâm đến điều đó, lượng truy cập bây giờ giảm, sau này sẽ tự nhiên tăng trở lại thôi, khoác khải nói. Ninh thần và giản tư tư đều nhìn anh, những muốn hỏi làm thế nào anh có thể chắc chắn rằng lượng truy cập sẽ tăng trở lại. Chưa bao giờ họ nghe nói về một công ty tự động tăng trưởng trở lại sau khi thị phần của nó bị cướp đi mất, khách hàng cũng đâu phải là kẻ ngu ngốc. Hoắc Khải cười nói, nhìn biểu hiện của hai người có vẻ như vẫn chưa tin nhỉ. Chỉ bằng chúng ta đánh cực đi, nếu tôi thắng, hai người sẽ thua 100 tệ, nếu tôi thua, tôi sẽ đáp ứng cho hai người một yêu cầu. Thật không, giản tư tư hỏi lại ngay lập tức. Sau đó, cô ấy mới nhận ra rằng mình đã quá nhanh nhỏ, liền lướt nhìn ninh thần, nhìn thấy ninh thần bật cười, hai má của giản tư tư đột nhiên đỏ lên. Đương nhiên là thật, có bao giờ mọi người thấy tôi lừa gạt ai chưa, hoắc Khải hỏi đúng là chưa thấy giản tư tư trả lời vậy thì hãy làm việc đi phải nhớ rằng cứ làm việc như bình thường đừng để áp lực tâm lý quá lớn đè nặng lên mình khó khăn rồi sẽ qua sau cơn mưa trời lại sáng thôi hoác khải nói giản tư tư ậm ừ rồi rời đi khi cô ấy đi rồi ninh thần đi cùng hoác khải đến văn phòng rồi hỏi anh có thể nói cho em biết anh muốn làm gì không cũng không có gì đặc biệt chỉ muốn nhờ sự hào phóng của đối thủ để bổ sung kinh tế cho chúng ta, hoắc khải cười đáp. Kể từ hôm đó, đã có vô số cửa hàng giả mạo trên tao bao, một số cửa hàng thậm chí còn táo bạo lấy tên tương tự như công ty hy vọng mới. Theo đúng phong cách làm việc của công ty hy vọng mới từ trước đến nay, thì người của bộ phận pháp chế phải bắt đầu gửi thư luật sư đến từng người từ sớm mới đúng. Thế nhưng lần này, bộ phận pháp chế của công ty hy vọng mới lại chẳng làm gì cả. Nhiều người ngoài cũng đã chú ý tới điểm này, kinh ngạc phát hiện không biết từ đâu lại mọc ra vô số các cửa hàng lớn nhỏ làm nhái sản phẩm của công ty hy vọng mới, vậy mà công ty này lại không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ trong một tuần, doanh thu của hy vọng mới đã giảm một phần ba, nhiều người trong công ty đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Mục Thế Kiệt thậm chí còn đích thân chạy tới trụ sở, vỗ bàn mắng những người trong bộ phận pháp chế. Khi biết chính Hoác Khải yêu cầu bọn họ không truy tố, Mục Thế Kiệt mới vội vàng tìm Hoác Khải, hỏi anh rốt cuộc là đang làm cái gì. Những cửa hàng nhỏ lẻ mới mọc lên đó đang bán sản phẩm với mức giá cực rẻ, bóp chết những sản phẩm chính hãng. Cho dù chi phí kiện tụng từng người quá cao thì ít nhất cũng phải báo cáo chuyện này cho phía tao bao chứ. Tuy nhiên, Mục Thế Kiệt đã hỏi ninh thần và được biết trụ sở công ty không đưa ra bất kỳ phàn nàn nào về các cửa hàng làm hàng nhái này. Nếu họ không báo cáo, tao bao sẽ không giải quyết. Là người phụ trách chi nhánh giáp tử, Mục Thế Kiệt không thể chịu đựng được điều này lại xảy ra. Tổng quản lý Mục đang lo lắng, tôi có thể hiểu, nhưng xin hãy tin rằng mọi thứ chúng tôi đang làm bây giờ là vì tương lai tốt đẹp hơn của công ty. Sau cơn bão thì chúng ta sẽ nhìn thấy cầu vồng, hãy đợi thêm một thời gian, Hoác Khải nói. Tôi có thể đợi, nhưng người khác thì không thể. Cậu không biết rằng những người trong công ty, đặc biệt là người trong bộ phận tiếp thị, ánh mắt họ bây giờ đều như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả rồi, Mục Thế Kiệt nói. Chi nhánh giáp tử lúc đầu có hiệu suất làm việc khá kém, nhưng Hoắc Khải đã dùng một số biện pháp nhỏ để chấn chỉnh nó, và bây giờ nó bị chi phối bởi bộ phận tiếp thị hoạt động hùng hục giống như một bầy sói. Chỉ cần họ có thể kiếm tiền, dù họ có phải làm việc chăm chỉ 24 phần 24 giờ cũng không có ai phàn nàn. Những người hay than phiền không thể chịu đựng được lâu, nên những người có thể ở lại đều là tinh hoa của công ty. Ngay cả những người mới gia nhập công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi bầu không khí này, theo thời gian toàn bộ công ty đều làm việc một cách hết sức khí thế. Đang hừng ngược lửa cống hiến, tự dưng lại có đám tiểu nhân đến cản đường, hỏi ai có thể nhẫn nhịn được chứ. Mục Thế Kiệt đến đây để tìm Hoắc Khải, thứ nhất là vì ông ta cảm thấy tình hình nghiêm trọng, thứ hai là vì ông ta bị đám nhân viên đó áp bức. Nếu mà ông ta không đến đây, sợ rằng đám nhân viên đó sẽ lật tung bàn làm việc của ông ta lên luôn cũng không biết chừng. Thoải mái đi, Tôi có thể đảm bảo với ông rằng mức lương bình quân của công ty năm nay chắc chắn không thấp hơn năm ngoái, hơn nữa chắc chắn còn vượt xa. Trường hợp tệ nhất thì bản thân tôi sẽ dùng tiền của mình để bù cho mọi người. Nếu không tin lời này, vậy thì tôi cũng có thể ngay lập tức thảo cho ông một văn bản cam kết để ông mang về, Hoắc Khải nói. Nếu đổi lại là một ông chủ khác, rất có thể Mục Thế Kiệt đã bắt anh Thảo cho ông ta một văn bản cam kết như vậy để ông ta quay về làm việc. Nhưng Hoắc Khải đã nói chắc như đinh thế kia ông ta làm sao còn dám bắt anh làm chuyện đó. Bây giờ mọi người trong công ty đều tin tưởng vào Hoắc Khải, công ty lại đang lâm vào khủng hoảng. Nếu mọi người biết được Mục Thế Kiệt bắt ép ông chủ lập ra một văn bản như vậy thì ông ta chắc sẽ bị chùm bao bố đánh cho một trận tơi bời. Đã là lúc nào rồi mà còn nghĩ đến lợi ích cá nhân, chẳng lẽ ông chủ là người dễ để cho ông ta bắt nạt hay sao? Vì vậy, Mục Thế Kiệt chỉ có thể bất lực nói, nếu cậu đã nói như vậy thì tôi còn có thể nói cái gì được nữa. Nhưng tôi muốn biết tình hình này sẽ kéo dài trong khoảng bao lâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 475.